Một thần ký chương 2750, vì tương lai, gặp lại trong quá khứ, 2. Cùng lúc đó, trên đài sen quy khư, cuối cùng công tử Vô Cực cũng đứng dậy được. Nàng cố gắng thôi thúc chút pháp lực cuối cùng, bay lên không trung, cũng lao ra phía bên ngoài đại uyên quy khư. Tử Tiêu, công tử Lăng Tiêu thấy vậy, hét lớn, nếu như lúc này ngươi vẫn còn đang hồi tưởng quá khứ, vậy thì chuyện lớn chắc chắn sẽ hỏng bét. Công tử Tử Tiêu nghe thấy tiếng quát của hắn, tỉnh lại từ nỗi nhớ nhung, thế nhưng lúc này Tử Tiêu chứng đạo khúc của Nguyệt Thiên Tôn đã tới giai đoạn mấu chốt, khiến đạo tâm của hắn dao động, không nhịn được mà lại buông bỏ tất cả để lắng nghe. Công tử Tử Tiêu bỗng nhiên cắn răng, vươn tay rút kiếm ra. Tay trái hắn cầm kiếm, tay phải làm kiếm quyết, hai ngón tay vuốt lên thân kiếm, xoẹt, máu tươi bắn tung tóe trên thanh kiếm của công tử Tử Tiêu. Hai ngón tay phải tạo kiếm quyết của hắn rướn máu, máu tươi chảy dọc theo thân kiếm rồi bay ra ngoài, bắn về phía Hỗn Độn Điện. Công tử Lăng Tiêu thấy vậy, xông lên phía trước, ảo ảnh Lăng Tiêu Bảo Điện xuất hiện, đạo cảnh 40 trọng thiên hóa thành ảo ảnh chư thần bao phủ trời đất, tăng cường uy lực cho nhát thương này của hắn. Nhát thương đâm tới hệt như khiến tất cả thần thánh của 16 kỷ nguyên vũ trụ hiện lên, đạo âm vang vọng, giúp cho nhát thương của hắn bá đạo không gì sánh bằng. Chủ nhân Di La Cung không hề bá đạo, mà lại dịu dàng như nước, đây chính là điểm mà chủ nhân Di La Cung không bằng công tử Lăng Tiêu. Công tử Lăng Tiêu bá đạo lao tới. Tần Mục giơ tay đánh ra, một tiếng công vang lên, miệng chung của hồng chung vũ trụ kia hướng về phía Lăng Tiêu, ngũ thái thay đổi, vạn đạo thiên địa tuôn ra, biến thành dòng chảy lịch sử của một vùng vũ trụ mênh mông mà tan thương. Công, cây thương của công tử Lăng Tiêu đâm vào trong chiếc chuông, thế như chẻ tre, đâm xuyên qua vô số tinh hà tinh vực được tạo thành từ ngàn vạn đại đạo. Đại đạo ngũ thái bên trong chiếc chuông hệt như những con rồng đè lên cây thương, thế nhưng nhát thương này vẫn xuyên qua ngũ thái, cuối cùng đâm vào chùm khí hỗn độn bên trong lòng bàn tay của Tần Mục. Phập, một mũi thương mang theo vết máu đâm xuyên qua mu bàn tay của Tần Mục, ấn bàn tay của hắn về phía trước ngực, đâm thẳng vào lồng ngực hắn. Công tử Lăng Tiêu ra sức sải bước, cầm thương chặn Tần Mục đang đứng trên biển hỗn độn lại, sau đó điên cuồng chạy tới, đẩy hắn ra khỏi phía trước hỗn độn điện. Mà tia máu trên thân kiếm kia của công tử Tử Tiêu cũng vừa khéo lướt qua người công tử Lăng Tiêu, bay vào trong hỗn độn điện. Cùng lúc đó, Tần Mục nhanh chóng đóng cửa điện lại. Thời điểm cánh cửa của đại điện sắp khép lại, tia máu kia đã len qua khe cửa bay vào trong điện, mờ thanh tinh 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 vang lên, tiếng đàn trong điện bị cắt đứt. Công tử Tử Tiêu lập tức khôi phục thần trí, trong mắt hiện lên vẻ bi thương. Hắn vất tay áo một cái, cuốn cây đàn của thê tử đã khuất lên không trung, cây đàn bay theo phía sau hắn, cùng hắn đánh thẳng về phía Vô Nhai lão nhân và công tử Vô Cực. Lão tứ vẫn chưa thể bước ra khỏi bóng ma trong đạo tâm. Công tử Lăng Tiêu khẽ nhíu mày. Mặc dù hắn không nhìn thấy cảnh trong hỗn độn điện, thế nhưng hắn có thể đoán được qua tiếng đàn, nhát kiếm đầu tiên của Tử Tiêu không hề giết chết Nguyệt Thiên Tôn, mà chỉ cắt đứt dây đàn của Nguyệt Thiên Tôn, nhát kiếm sau đó mới là giết chết Nguyệt Thiên Tôn. Đây là sự ảnh hưởng do nỗi nhớ về thê thử đã khuất của hắn gây nên, khiến hắn không thể trực tiếp ra tay với Nguyệt Thiên Tôn, chỉ khi cắt đứt dây đàn, làm cho Tử Tiêu chứng đạo khúc gián đoạn, không có tiếng đàn quấy nhiễu, hắn mới có thể xuống tay giết chết Nguyệt Thiên Tôn. Công tử Lăng Tiêu nắm rất rõ sự thay đổi trong đạo tâm của Tử Tiêu. Đột nhiên, từng vầng sáng luân hồi xoay tròn, đạo pháp của Tần Mục biến hóa, lục đạo thiên luân ầm ầm dựng thẳng lên trong biển hỗn độn, không có sự áp chế của nhị công tử Vô Cực, vùng biển hỗn độn này lập tức trở thành chiến trường chính của Tần Mục. Thời điểm lục đạo thiên luân bay lên khỏi mặt biển, chỉ thấy từng khối hỗn độn thạch khổng lồ bên trong biển hỗn độn cũng đang bay lên theo thần thông của Tần Mục. Lục đạo thiên luân là thần thông trọng thiên thứ 33 của Tần Mục. Khi đứng trên mặt biển, hỗn độn thạch không ngừng dung hợp với lục đạo thiên luân, nhanh chóng hình thành nên từng vòng luân hồi. Công tử Lăng Tiêu hải hùng khiếp vía, lập tức rút thương rời đi. Cây thương xé rách không trung, đột phá tầng tầng lớp lớp luân hồi, lao ra bên ngoài quy khư trước khi lục đạo thiên luân được tạo nên bởi hỗn độn thạch triệt để thành hình. Soạt, phía bên dưới, Tần Mục phất hai tay áo, biển hỗn độn lập tức dâng lên không trung, hơn nữa còn càng ngày càng cao, theo sát phía sau công tử Lăng Tiêu. Đại uyên hai bên công tử Lăng Tiêu nhanh chóng sụp đổ, hỗn độn thạch khổng lồ ầm ầm rơi xuống dưới từ hai phía, nhưng mới chỉ rơi được một nửa đã lại bị lục đạo thiên luân cuốn lên cao hơn, trở thành một phần của lục đạo thiên luân. Hắn đang phá hủy đại uyên quy khư. Công tử Lăng Tiêu giật nảy mình. Có thể nói, không có sự áp chế của Vô Cực, Tần Mục chính là chúa tể của đại uyên quy khư, hơn nữa còn có thể mạnh mẽ phá hủy đại uyên quy khư. Tốc độ bay lên cao của lục đạo thiên luân ngày một nhanh hơn, theo sát phía sau hắn, mà tốc độ sụp đổ tan rã của đại uyên cũng càng ngày càng nhanh, không ngừng làm lớn mạnh lục đạo thiên luân. Thời điểm thấy hắn không thể thoát khỏi đại uyên quy khư, công tử Lăng Tiêu đột nhiên quay người lại giữa không trung,
cầm thương đâm về phía lục đạo thiên luân. Bên trong lục đạo thiên luân, Tần Mục ngẩng đầu, hỗn độn thạch dưới biển bay lên, rơi xuống lòng bàn tay hắn, hóa thành một thanh kiếm bằng đá. Tần Mục cầm kiếm, đâm về phía bên trên, cây thương của công tử Lăng Tiêu đâm vào lục đạo thiên luân, thế nhưng thanh kiếm bằng hỗn độn thạch kia của Tần Mục cũng đâm xuyên qua mi tâm của hắn. Công tử Lăng Tiêu hừ một tiếng, bị đánh bay lên cao, bắn ra khỏi Đại Uyên Quy Khư. Hắn giơ tay lên quệt vết máu giữa mi tâm, thế nhưng lại không cảm thấy có gì bất thường. Cơ thể hắn vẫn đang bay ngược về phía sau, cách Đại Uyên Quy Khư càng ngày càng xa, mà Đại Uyên Quy Khư treo ngược trên bầu trời cũng đang sụp đổ từ bên trong rồi rơi xuống. Chẳng mấy chốc, một âm thanh kinh thiên động địa vang lên, lục đạo thiên luân do hỗn độn thạch tạo thành bay ra khỏi Quy Khư đang sụp đổ. Tiếp đó một loạt tiếng ầm ầm khác lại truyền tới, những lục đạo thiên luân khác xoay tròn, cắt đôi Quy Khư, xuất hiện trên không trung. Mà phía sau lớp không trung đó là mặt biển hỗn độn phủ kín bầu trời. Tần Mục đứng bên mặt biển dưới luân hồi, dưới con mắt của Lăng Tiêu, hắn đầu dưới chân trên, thế nhưng nơi đó cũng đang tự hình thành nên trời đất, cho nên Tần Mục không hề cảm thấy khó chịu chút nào. Tần Mục đánh về phía hắn, đồng thời cuốn biển hỗn độn lên, dùng đại đạo còn sót lại trong Đại Uyên Quy Khư để chặn kín chung cực hư không của tổ đình. Công tử Lăng Tiêu xoay người, cơ thể hóa thành một vệt sáng, xé rách không trung lao đi, tìm kiếm nơi mà công tử Tử Tiêu, Vô Nhai lão nhân và công tử Vô Cực đáp xuống. Lão thất là một kẻ điên. Hắn cưỡng chế hủy diệt Quy Khư, phong ấn tổ đình, chắc chắn sẽ không để Vô Cực và Vô Nhai trốn thoát khỏi tổ đình, cho nên bọn họ nhất định vẫn còn đang ở trong tổ đình. Hắn thầm nhủ, giết hai người bọn họ, ta và lão tứ có thể giáng xuống. Tần Mục phong ấn hoàn toàn bầu trời tổ đình xong xuôi, lúc này mới bước tới hỗn độn điện. Hắn đứng trước cửa điện, do dự chốc lát, song vẫn đẩy cửa điện ra, cất bước đi vào bên trong. Bên trong hỗn độn điện, 16 dòng sông hỗn độn vẫn đang chảy xiết. Đó là 16 đại kiếp mà hắn buộc phải vượt qua nếu như muốn làm được đến bước hỗn độn thành đạo, thế nhưng đến giờ hắn vẫn chưa dám bước xuống sông. Trên mặt nước của dòng sông hỗn độn thứ ba là một cây đàn đang lặng lẽ trôi. Tần Mục đưa tay ra, cây đàn bay tới, dây đàn đã đứt hết, trên bề mặt còn có vết kiếm nhuốm máu. Tần Mục nhìn về phía dòng sông hỗn độn thứ ba, nơi đó là kỷ nguyên thứ 14 của vũ trụ. Có lẽ lúc lùi đến dòng sông hỗn độn thứ ba, Nguyệt Thiên Tôn bị kiếm quang của công tử Tử Tiêu đuổi kịp, chém đứt cây đàn, sau đó bị giết chết. Tương lai ta sẽ quay về quá khứ, cứu được ngươi ngay tại khoảnh khắc công tử Tử Tiêu rút kiếm kia. Tần Mục cất cây đàn đi, bước ra khỏi hỗn độn điện, tay áo tung bay, rời khỏi biển hỗn độn. Nguyệt, đối với ngươi mà nói, chắc hẳn lúc rơi xuống sông, chỉ chốc lát sau là ngươi có thể gặp được ta, thế nhưng đối với ta mà nói thì không biết phải đợi bao lâu nữa. Thời gian mà ngươi chờ đợi rất ngắn, thế nhưng thời gian mà ta chờ đợi lại rất dài. Tần Mục nở một nụ cười, ánh mắt càng ngày càng sâu thẳm, có điều ngươi và ta có thể gặp lại nhau. Trận chiến Quy Khư mang lại ảnh hưởng cực kỳ lớn, Đại Uyên Quy Khư hoàn toàn bị phá hủy, chỉ còn sót lại lục đạo thiên luân được tạo nên từ hỗn độn thạch đứng sừng sững phía trên biển hỗn độn. Vô Nhai lão nhân và công tử Vô Cực đều bị thương nặng, song Tam công tử và Tứ công tử vẫn chưa thể giết chết được hai người. Mà trận chiến bên trong thành Ngọc Kinh tổ đình, thế lực ba phe ác chiến, tử thương nghiêm trọng. Thời điểm Tần Mục đến thành Ngọc Kinh tổ đình, Tử Tiêu và Lăng Tiêu đang truy sát Vô Nhai lão nhân và công tử Vô Cực, chỉ đành bất đắc dĩ từ bỏ hai người, qua về thành Ngọc Kinh. Bọn họ có thực lực để diệt trừ Vô Nhai lão nhân và công tử Vô Cực, thế nhưng nếu làm như vậy, thế lực của thành Ngọc Kinh tổ đình sẽ bị Tần Mục nhổ tận gốc. Vì để bảo toàn cho thành Ngọc Kinh tổ đình, bọn họ không thể không từ bỏ cơ hội tốt này. Tần Mục dẫn theo cường giả của Diên Khang rời khỏi thành Ngọc Kinh, đồng thời cũng ra tay bảo vệ thế lực dưới trướng Vô Nhai lão nhân rút lui, khiến đám cường giả dưới trướng Vô Nhai lão nhân kinh ngạc không thôi. Các ngươi chết rồi thì chẳng khác nào để Tam công tử và Tứ công tử của Di La cung nhặt được lợi ích. Đám người Khai Hoàng và Tần Mục bọc hậu, giải thích với đám người kia, mặc dù Thái Thủy có thể hóa giải huyết tế, thế nhưng cũng chỉ có thể hóa giải được một phần năng lượng. Các ngươi chết rồi, Tam công tử và Tứ công tử có thể tích lũy được nhiều năng lượng hơn, tạo điều kiện thuận lợi cho bọn họ giáng xuống, cho nên các ngươi vẫn chưa thể chết được. Đợi đến khi Thái Thủy có thể hoàn toàn hóa giải năng lượng huyết tế, lúc đó các ngươi có thể chết được rồi. Đám cường giả dưới trướng Vô Nhai lão nhân vốn còn có chút cảm kích, thế nhưng khi nghe vậy thì chút cảm kích cuối cùng cũng biến mất. Lão thất, công tử Lăng Tiêu tự biết bản thân không thể giữ chân bọn họ, bèn hạ lệnh dừng việc truy sát. Hắn nhìn Tần Mục ở phía xa xa, lạnh lùng nói, nhị tỷ Vô Cực được thả ra rồi, cho dù ngươi có hủy diệt Đại Uyên Quy Khư, sớm muộn gì cũng có một ngày nàng khôi phục lại trạng thái đỉnh phong, đến lúc đó, tất cả sinh linh đều sẽ gặp tai ương. Hậu quả này phải tính lên đầu ngươi. Tần Mục triệu hồi Hồng Chung vũ trụ tới, treo trước cửa hỗn độn điện, đứng đối diện với hắn từ phía xa.
Lão Tam, Di La Cung giáng xuống cũng sẽ hủy diệt chư thiên vạn giới, khiến vũ trụ kỷ nguyên thứ 17 trực tiếp rơi vào cảnh sụp đổ hủy diệt, vô số sinh linh sẽ tử vong, hậu quả này phải tính lên đầu ai đây? Mệnh lệnh của sư phụ là bảo các ngươi quay về vũ trụ nơi các ngươi sinh ra, thế nhưng các ngươi lại làm trái, như vậy thì tính như thế nào đây? Công tử Lăng Tiêu chống cương lên, hừ một tiếng, sư phụ chối bỏ lý tưởng của hắn, là đệ tử, ta phải tiếp tục tiến lên theo lý tưởng của sư phụ, như vậy mới là truyền nhân chân chính của lão nhân gia hắn. Thất công tử Di La Cung, chỉ có ta và Tử Tiêu mới là người truyền thừa lý tưởng của lão nhân gia hắn, những người khác, ví như ngươi, như Vô Cực, như Thái Thượng, đều là kẻ phản bội. Tần Mục bật cười ha hả, dẫn mọi người rút lui. Công tử Lăng Tiêu đưa mắt nhìn hắn đi xa, dẫn người quay trở về Di La Cung, nhưng không hề tới gặp công tử Tử Tiêu. Tứ công tử quay về quá khứ rồi. Lúc này đây, người thành đạo bị tứ công tử khống chế nhục thân đã khôi phục lại quyền làm chủ nhục thân mình. Hắn nói, lúc tứ công tử rời đi, ta cảm nhận được nỗi bi thương và nỗi nhớ da diết mãnh liệt trong đạo tâm của hắn. Công tử Lăng Tiêu trầm mặc, tự biết bởi vì Tử Tiêu ra tay giết chết Nguyệt Thiên Tôn, làm gián đoạn Tử Tiêu chứng đạo khúc, cho nên mới khơi gợi lại nỗi nhớ với thê tử đã khuất trong hắn. Hạo đạo hữu, nhục thân của ngươi đã trải qua đại chiến quy khư, bị hủy diệt mấy lần, sau đó còn bị lão thất đâm một nhát kiếm xuyên qua mi tâm, thế nhưng lại không hề bị thương, rất kỳ lạ. Công tử Lăng Tiêu trả lại nhục thân cho Hạo Thiên Đế, nói, lão thất vô cùng giảo hoạt, rất khó nói được bên trong nhát kiếm kia của hắn ẩn chứa huyền cơ gì, thế nhưng ta đã kiểm tra một lượt, không hề cảm nhận được chút thần thông nào sót lại nào. Có điều việc này cũng không thể không đề phòng, ngươi là người thành đạo của Di La Cung ta, ta sẽ không để ngươi chịu tổn hại. Hắn gọi rất nhiều điện chủ và người thành đạo của Di La Cung tới, phân phó, căn cơ của Hạo đạo hữu chưa sâu, các ngươi hãy truyền thụ thần thông đạo pháp của Di La Cung ta cho hắn, bất kể là thần thông đạo pháp của người thành đạo hay là của điện chủ, thậm chí là của công tử bọn ta thì đều có thể để cho hắn học. Ngoài ra, các ngươi cũng phải cẩn thận nghiên cứu vết thương trên mi tâm của hắn, kiểm tra xem liệu lão thất có động tay động chân gì hay không, ta cần phải đi gặp lão tứ, tránh để hắn bị tổn hại đạo tâm. Mọi người vân vân dạ dạ, Hạo Thiên Đế vừa mừng vừa sợ, có thể nói lần này hắn trong họa có phúc, cuối cùng cũng có được sự công nhận của Di La Cung. Thần thông đạo pháp của Di La Cung mạnh đến mức nào chứ? Tên tiểu tử Mục Thiên Tôn kia tiếp xúc với thần thông đạo pháp của Di La Cung mới bắt đầu cuộc khởi, tu vi thực lực mới vượt xa ta. Nếu như ta cũng nhận được truyền thừa từ Di La Cung, vậy thì tốc độ tu luyện sẽ chỉ nhanh hơn hắn, không thể có chuyện chậm hơn hắn được. Đây được gọi là thời tới vận đổi, khổ tận cam lai. Hắn tự tin rằng mình không kém hơn ai, chỉ thiếu đúng một cơ hội, mà nay rốt cuộc cơ hội cũng xuất hiện trước mặt hắn. Người thành đạo và điện chủ bên trong Thành Ngọc Kinh lần lượt kiểm tra vết thương do kiếm gây nên trên trán của Hạo Thiên Đế, thế nhưng ngay cả công tử Lăng Tiêu cũng không phát hiện ra bất kỳ thần thông nào, cho nên đương nhiên bọn họ cũng không tìm ra được gì. Mọi người lại kiểm tra cơ thể của Hạo Thiên Đế, cũng không phát hiện ra nguy cơ tiềm ẩn nào, ai nấy không khỏi trầm ngâm suy ngẫm. Hạo Thiên Đế cười nói, chư vị cứ việc yên tâm. Mặc dù ta không tham gia vào trận chiến quy khư, thế nhưng ta vẫn quan sát được toàn bộ quá trình của trận chiến. Khi đó, thất công tử Tần Mục dùng tất cả sức mạnh của bản thân để phá hủy quy khư, căn bản không còn dư sức để ra tay với công tử Lăng Tiêu. Nhát kiếm đó của hắn chỉ là giết gà dọa khỉ mà thôi. Mong là như vậy. Mọi người tạm gác chuyện này qua một bên, dẫn theo hắn vào trong bảo khố đạo tàng của Di La Cung, để cho hắn tự do quan sát, sau đó mới nói, tất cả mọi người đều có thể học tập thần thông đạo pháp của Di La Cung. Hạo đạo hữu, điển tịch trong này vô cùng phong phú, ngươi cứ việc đọc thoải mái, nếu như có chỗ nào không hiểu hay không rõ thì tới hỏi bọn ta. Hạo Thiên Đế vừa mừng vừa sợ, liên tục nói lời cảm ơn, ta cũng có thể học điển tịch của chủ nhân Di La Cung sao? Điện chủ Hoa Đô cười nói, cũng có thể học. Không chỉ là người thành đạo của Di La Cung có thể học tập thần thông đạo pháp của sư phụ, mà tất cả những người khác cũng đều có thể học. Điển tịch của Di La Cung chưa bao giờ là bí mật. Hắn nhìn Hạo Thiên Đế một cái thật sâu, sau đó nói một cách đầy ẩn ý, có điều có thể học được bao nhiêu, có thể lĩnh ngộ ra được ảo hiệu hay không thì đều phải dựa vào tư chất ngộ tính của mỗi cá nhân. Ngộ tính của Hạo đạo hữu bất phàm, thế nhưng căn cơ không vững chắc, ta khuyên ngươi nên học từ tuyệt học của người thành đạo và điện chủ, trước hết phải có căn cơ vững chắc trước. Sau khi căn cơ vững chắc rồi, ngươi học đến tuyệt học của các công tử, sau cùng mới tiếp xúc đến tuyệt học của sư phụ, làm như vậy sẽ dễ dàng hơn nhiều. Nếu như học thẳng tuyệt học của sư phụ, trừ khi ngươi có được tài trí và ngộ tính như các công tử, Hạo Thiên Đế nghiêm túc nói, người chậm cần bắt đầu sớm hơn, ta chấp nhận tốn thêm chút công sức, học tập tuyệt học của sư phụ trước tiên.
Những điện chủ khác đồng loạt mỉm cười, dẫn hắn đến điển tàng do chủ nhân Di La Cung để lại, sau đó để hắn lại nơi này rồi rời đi. Trái tim của Hạo Thiên Đế đập loạn xạ, cuối cùng vận may của ta cũng tới rồi. Mục Thiên Tôn tham ngộ ra một phù văn hồng mông mà đã có thể trở thành thất công tử, ta có được tuyệt học của chủ nhân Di La Cung, tương lai chắc chắn thành tựu sẽ vượt xa hắn. Hắn mở cuốn điển tịch đầu tiên ra. Điển tịch là một trang sách được luyện chế từ thần kim giống như kim thuyền độ thế, bên trên là chữ viết được khắc bằng phù văn hồng mông. Hạo Thiên Đế mở to mắt nhìn, đầu váng mắt hoa, đọc một lúc lâu mà vẫn không thể hiểu nổi một chữ. Nếu như muốn hiểu được chữ viết trên điển tịch, trước tiên cần phải hiểu được tất cả biến hóa của phù văn hồng mông, sau đó mới có thể tham ngộ ra sự ảo diệu bên trong những chữ viết này. Bên trong cuốn điển tịch này, chỉ sợ thông tin ẩn chứa trong mỗi một chữ viết đều có thể sánh ngang với thông tin ẩn chứa trong đại đạo. Một lúc lâu sau, Hạo Thiên Đế đặt cuốn điển tịch này xuống, mở những cuốn điển tịch khác ra, thế nhưng không có cuốn nào là không như vậy. Một kẻ trí tuệ tuyệt đỉnh như hắn lại không thể đọc hiểu nổi lấy một chữ. Nếu như không thể đọc hiểu được điển tịch của chủ nhân Di La Cung, vậy thì ta lùi lại một bước để tiến thêm một bước, đi đọc thử tuyệt học của các công tử khác trong Di La Cung xem sao. Hắn bình tĩnh lại, bước đến bên cạnh điển tịch mà đại công tử Thái Thượng để lại, mở một cuốn ra, sắc mặt tối sầm lại. Hắn chỉ thấy cuốn sách mà đại công tử Thái Thượng viết về thần thông công pháp của bản thân cũng dùng chữ viết y hệt như chủ nhân Di La Cung. Hạo Thiên Đế bước đến bên cạnh điển tịch mà nhị công tử Vô Cực để lại, sắc mặt lại đen xì. Điển tịch của nhị công tử Vô Cực không có lấy một chữ, chỉ có một đống ký hiệu khó hiểu. Hắn bước đến bên cạnh điển tịch của tam công tử Lăng Tiêu, mở một cuốn ra, bên trên viết chi chít dày đặc những dòng chú thích của Lăng Tiêu về thần thông đạo pháp của chủ nhân Di La Cung. Thế nhưng ngay cả những dòng chú thích này, Hạo Thiên Đế cũng không thể đọc hiểu. Chỉ có người có lý giải cao thâm về phù văn hồng mông cơ bản nhất mới có thể hiểu được những chú thích này. Hạo Thiên Đế bước đến bên cạnh điển tịch của tứ công tử Tử Tiêu, điển tịch của Tử Tiêu cũng là chú thích về thần thông đạo pháp của chủ nhân Di La Cung. Hắn lại bước đến phía trước điển dịch của ngũ công tử Vô Tông và lục công tử Trạm Tịch, những cuốn điển tịch này cũng chẳng khác là bao. Hạo Thiên Đế bước đến phía trước điển tịch của thất công tử Hỗn Độn. Hắn do dự chốc lát, thầm nhủ, lấy đá núi khác về mài dao ta, mặc dù Tần Mục là đối thủ một mất một còn của ta, thế nhưng đối thủ một mất một còn này lại không thể ngăn cản ta tìm hiểu thần thông công pháp của hắn. Hắn mở điển tịch ra, chỉ thấy đống phù văn trên trang sách vàng xấu như chữ gà bới, căn bản không tài nào đọc hiểu nổi. Hạo Thiên Đế thấy hai mắt mình tối sầm lại. Đột nhiên, phù văn trên trang sách vàng thay đổi, biến thành chữ viết mà hắn có thể đọc được, nhưng lại là một dãy số, hơn nữa còn chính xác đến từng đơn vị, vả lại những con số kia đang không ngừng thay đổi. Hạo Thiên Đế gấp điển tịch của Tần Mục lại, tự hỏi, công tử Hỗn Độn đúng thật là một mớ hỗn độn, khó mà hiểu được. Hay, quái lạ, mặc dù hắn đã gấp cuốn sách vàng lại, thế nhưng những con số kia vẫn liên tiếp nhảy ra trước mắt hắn. Hạo Thiên Đế dụi mắt, dãy số kia hệt như được khắc vào trong mắt hắn, vẫn còn hiện ra, hơn nữa còn đang không ngừng biến hóa. Chẳng lẽ Tần Mục đoán được lúc này ta sẽ tới đây đọc điển tịch mà hắn để lại, cho nên mới giấu thần thông trong sách để ám toán ta. Vậy thì không thể nào, hắn vô cùng hoảng hốt, dãy số đang không ngừng biến hóa kia như thể tính theo thời gian, có vẻ là đơn vị thời gian, đầu tiên là năm, tiếp đến là tháng, từ tháng đến năm là hệ thập nhị phân, sau đó là ngày, từ ngày đến tháng là hệ tam thập phân, sau ngày là canh giờ, cũng là hệ thập nhị phân, đằng sau là hệ số nhỏ hơn, cho đến khi tới đơn vị nhỏ nhất. Thay đổi của từng con số trông có vẻ không hề có quy luật nào, thế nhưng thật ra mỗi một lúc lại tính ra một kết quả khác nhau. Những con số này đang giảm xuống, chuyện gì sẽ xảy ra khi tất cả quay về con số không đây? Hạo Thiên Đế có chút mờ mịt, số 5 đang là 93, cũng tức là 93 năm sau, con số trong mắt hắn sẽ đồng loạt quay về con số không? Hạo Thiên Đế tạm thời gạt chuyện này qua một bên, đi xem tuyệt học của điện chủ, thế nhưng cũng cảm thấy vô cùng khó hiểu. Cuối cùng, hắn chỉ đành tới xem tuyệt học của người thành đạo, học hỏi lĩnh ngộ của bọn họ về phù văn hồng mông của chủ nhân Di La Cung. Lúc này, công tử Lăng Tiêu đã tới kỷ nguyên thứ 10. Hắn đứng trước đại kiếp hủy diệt của kỷ nguyên thứ 10, nhìn về phía dòng sông Hỗn Độn. Bên trong dòng sông Hỗn Độn, công tử Tử Tiêu quay trở về thời điểm thê tử của hắn mất mạng. Giờ đây, vũ trụ này đã xuất hiện dấu hiệu sụp đổ, khoảnh khắc đại kiếp hủy diệt ập đến, hắn ôm chặt lấy thê tử của mình. Công tử Lăng Tiêu sững sờ nhìn cảnh tượng này. Hắn biết, Tử Tiêu đã lặp đi lặp lại chút niềm ai ủi dịu dàng cuối cùng này không biết bao nhiêu lần. Mỗi khi nhớ tới thê tử đã khuất, hắn đều sẽ quay về nơi này, tiến vào đại kiếp hủy diệt, quay về làm chính mình của kỷ nguyên thứ 10, ôm lấy thê tử mà hắn yêu thương nhất, sau đó cố gắng giãy giụa, cố gắng liều mạng, cố gắng cứu vãn lấy tất cả.
thế nhưng tất cả đều phí công vô ích. Lần này cũng như vậy, công tử Lăng Tiêu không hề nhìn tiếp, cũng từ bỏ ý định khuyên răn Tử Tiêu, chỉ lẳng lặng rời đi. Có một số vết thương mà ngay cả hắn cũng không thể chữa lành. Tử Tiêu, chỉ có đánh bại Lão Thất, giáng xuống kỷ nguyên thứ 17, tiếp tục lý tưởng của sư phụ, người mới có khả năng cứu được thê tử của mình. Công tử Lăng Tiêu thầm nói, hiện giờ không có ai quấy nhiễu đạo tâm của ngươi, ta hy vọng ngươi có thể vực dậy, chiến đấu vì tương lai. Nguyệt Thiên Công đâu? Bên trên kim thuyền độ thế, Lãng Biển nhìn đông ngó tây, nhưng chẳng hề tìm thấy bóng dáng của Nguyệt Thiên Tôn, bèn khó hiểu hỏi. Nàng có quan hệ tốt nhất với Nguyệt Thiên Tôn, tình cảm cũng sâu đậm nhất. Hai người thường xuyên liên thủ với nhau chống lại kẻ địch, thế nhưng trong trận đại chiến lần này, nàng không hề nhìn thấy Nguyệt Thiên Tôn, trong lòng không tránh khỏi có chút bất an. Tần Mục bình tĩnh nói, Nguyệt Thiên Tôn tới vũ trụ kỷ nguyên thứ 14 rồi. Tương lai ta sẽ quay về quá khứ, gặp lại nàng ở nơi đó. Lãng Viễn nhìn hắn một cái thật sâu, không tiếp tục hỏi han gì nữa. Một bên khác, Vô Nhai lão nhân và công tử Vô Cực có được cơ hội thở dốc, bèn lẫn trốn đi chữa trị vết thương. Bởi vì Vô Nhai lão nhân quan hệ mật thiết với cây thế giới, cho nên ai ai cũng biết hắn ở đâu, thế nhưng lại chẳng một người nào hay biết tung tích của Vô Cực. Bất tri bất giác, 93 năm đã qua đi. Ngày hôm đó, đám người Diên Khang tấn công thành Ngọc Kinh Tổ Đình. Hạo Thiên Đế với thực lực tu vi tăng vọt, tràn đầy tự tin, một mình nghênh chiến Khai Hoàng Tần Nghiệp. Khai Hoàng Tần Nghiệp liếc mắt nhìn hắn một cái, ánh mắt lóe lên vẻ quái dị, sau đó lắc đầu nói, Hạo, ngày chết của ngươi đến rồi. Trước mắt Hạo Thiên Đế, con số cuối cùng đang liên tục đếm ngược đột nhiên trở về con số 0. Trái tim của Hạo Thiên Đế đập loạn xạ, những người khác hoàn toàn không biết đến sự tồn tại của những con số trong mắt hắn, thế nhưng dường như Khai Hoàng Tần Nghiệp lại có thể nhìn thấy, thật sự vô cùng kỳ lạ. Mà điều khiến hắn hãi hùng khiếp vía hơn chính là, con số trong mắt hắn trở về con số 0, biến thành một dãy ký hiệu số 0 liên tiếp. Chẳng lẽ ngày chết của hắn thật sự đến rồi sao? Ngươi đã là một người chết, ta không có hứng thú đi giết một người chết. Khai Hoàng Tần Nghiệp ra kiếm vào vỏ, xoay người lại, quay lưng về phía hắn, bước tới những chiến trường khác. Ta đã từng cho rằng anh hùng trong thiên hạ chỉ có Nghiệp và Hạo, thế nhưng không ngờ ngày ta Đông Sơn tái khởi, ngươi đã trở nên bết bát đến thế. Thời điểm ta muốn tự tay trừ khử ngươi, ngươi đã là một người chết. Hạo Thiên Đế giận tím mặt, người chết là sao? Tần Nghiệp, ta vẫn còn đang sống sờ sờ đây. Hắn vừa dứt lời, một loại thần thông không biết từ đâu đột nhiên bay đến, đánh trúng cơ thể hắn. Quy lực của loại thần thông này cực kỳ lớn mạnh, hơn nữa còn đột ngột ập đến, không hề có dấu hiệu báo trước, đánh thẳng vào đầu hắn, vả lại còn vừa khéo đánh trúng vết thương tạo thành do nhát kiếm 93 năm trước của Tần Mục để lại. Đầu của Hạo Thiên Đế nổ tung, dù cho hắn lấy sức mạnh thành đạo, dù cho mấy năm này hắn cần cù khổ tu, tìm hiểu những lĩnh ngộ về phù văn hồng mông của người thành đạo Di La Cung, song vẫn không thể ngăn cản uy năng từ đòn đánh này. Cái đầu của Hạo Thiên Đế vỡ nát, nguyên thần bị kéo ra khỏi cơ thể. Hắn không khỏi vừa sợ vừa giận, nguyên thần của hắn cũng bị thương rồi. Có điều làm sao cường giả mạnh mẽ như hắn có thể chết như vậy được. Đại La Thiên của hắn hiện lên, đạo thụ đã thành, đạo quả đã sinh, cho dù đòn đánh kia cường đại đến mức nào cũng không thể lấy được tính mạng của hắn. Thất công tử chỉ có thủ đoạn cỏn con này thôi sao? Hắn đang định tái sinh lại nhục thân, thế nhưng không biết thần thông từ nơi nào đột nhiên ùng ùng kéo đến, số lượng phải tính đến hàng vạn, hơn nữa còn có đủ loại thần thông của người thành đạo thiên biến vạn hóa, nhấn chìm hắn. Những loại thần thông này không có loại nào trùng lập với nhau, mỗi một loại đều ẩn chứa thành tựu đại đạo cực hạn, nhiều vô số kể, đừng nói là Hạo Thiên Đế không nhận ra được hết, cho dù là công tử của Di La Cung cũng không thể nhận ra được hết. Đại La Thiên của Hạo Thiên Đế sụp đổ, đạo quả vỡ nát, đạo thụ tan rã, nguyên thần hóa thành tro bụi, nhục thân bị chôn vùi trong thần thông bao phủ trời đất, không còn tồn tại. Những loại thần thông này không phải là thần thông của Tần Mục, mà là thần thông đến từ Vô Nhai lão nhân. Trong trận chiến quy khư vào 93 năm trước, lúc Vô Nhai lão nhân tấn công Tần Mục, cây thế giới treo ngàn vạn đạo quả đung đưa cành lá, hóa thành vô số cánh tay của hắn, thi triển vô số thần thông của người thành đạo, khoảnh khắc đánh về phía Tần Mục. Những thần thông kia bị thần thông đạo cảnh 36 trọng thiên không trọn vẹn của Tần Mục cản lại, rơi xuống 16 dòng sông hỗn độn. Những thần thông đó của Vô Nhai lão nhân sẽ lần lượt xuyên qua từng dòng sông hỗn độn trong những năm tháng dằn dặc, vượt qua thời gian vô tận, lần lượt tới bên người Tần Mục. Thế nhưng Tần Mục không hề có lòng kiên nhẫn đi giải quyết từng loại thần thông một, cho nên vào thời điểm hỗn độn thạch tạo thành lục đạo thiên luân, hắn đã đưa những thần thông này của Vô Nhai lão nhân đi dọc theo nhát kiếm đâm về phía công tử Lăng Tiêu kia tới ngày hôm nay của 93 năm sau. Những thần thông kia của Vô Nhai lão nhân sẽ xuất hiện trong vết thương do kiếm gây nên cho công tử Lăng Tiêu vào ngày hôm nay sau 93 năm.
Nếu như công tử Lăng Tiêu tiếp tục khống chế nhục thân của Hạo Thiên Đế, vậy thì đương nhiên hắn có thể dễ dàng ứng đối, bởi lẽ dù gì thực lực tu vi của Vô Nhai lão nhân bị nhốt trong Đại Uyên Quy Khư vào 93 năm trước cũng bị tổn hại nặng nề, sức uy hiếp không cao, thế nhưng đổi lại là Hạo Thiên Đế, vậy thì đúng thật là ngày chết của hắn. Mặc dù thiên phú của hắn rất cao, thế nhưng khi đối mặt với thần thông xuất thần nhập hóa của Vô Nhai lão nhân, ngay cả một chiêu hắn cũng không đỡ nổi. Công tử Lăng Tiêu và tất cả những người trong Di La Cung đều không thể nhìn ra được sát cơ ẩn chứa bên trong nhát kiếm kia của Tần Mục là bởi vì bọn họ mới chỉ bước đầu tiếp xúc đến các loại thần thông của Tần Mục, không biết được sự ảo diệu thâm sâu trong đó. Trong khi đó, Khai Hoàng Tần Nghiệp và đám người Lam Ngự Điền lại cùng nhau giúp đỡ Tần Mục hoàn thiện đạo cảnh 36 trọng thiên của hắn, cho nên mới hiểu rất rõ về loại thần thông này. Bởi vậy, lúc đối mặt với Hạo Thiên Đế, Khai Hoàng Tần Nghiệp mới lập tức nhìn ra được ngày chết của hắn, cho nên không hề có ý định tiếp tục tranh hùng với hắn. Khai Hoàng Tần Nghiệp quay đầu lại, nhìn Hạo Thiên Đế hồn phi phách tán, trong lòng buồn bã chán nản. Một thời đại đã triệt để kết thúc cùng với cái chết của Hạo Thiên Đế. Mười Thiên Tôn đã hoàn toàn trở thành quá khứ. Hắn đã từng đấu trí đấu dũng với Mười Thiên Tôn, tranh hùng thiên hạ, mà nay, Mười Thiên Tôn đều đã hóa thành một nắm đất vàng. Phía trước, Tần Mục đang chiến đấu với đạo binh của Tam Công Tử và Tứ Công Tử, đám người Lãng Uyển, Thái Thủy và Khai Hoàng Đế Dịch Nguyệt cũng đang dấn thân trong trận chiến đẫm máu. Tần Nghiệp rút kiếm, lao vào chiến trường. Kẻ thù của Diên Khang sớm đã không còn là Mười Thiên Tôn, mà kẻ thù ngày nay lại càng mạnh hơn, càng khó đối phó hơn, thế nhưng hắn vẫn phải cầm kiếm xông pha, không vì thứ gì khác, chỉ vì bảo vệ vùng đất Vô Ưu Hương trong tim kia. Cái chết của Hạo Thiên Đế chỉ như một bong bóng nước không đáng chú ý trong cuộc chiến của Tổ Đình. Cái chết của hắn chỉ khiến cho Tam Công Tử và Tứ Công Tử của Di La Cung than tiếc một tiếng, nhưng sau đó cũng quên ngay. Mà trận chiến này cũng chỉ là một cuộc chiến bình thường trong Tổ Đình. 3.000 năm lại trôi qua, trong Tổ Đình lại có thêm Tần Phượng Thanh thành đạo, Tinh Ngạn thành đạo. Lam Ngự Điền bèn rời khỏi Tổ Đình, Chu Tam Thông cũng theo chân hắn quay trở về nguyên giới. Không bao lâu sau, Chu Tam Thông lại dẫn theo một nhóm cường giả của Diên Khang tiến vào Tổ Đình, tiếp tục rèn luyện ở nơi này. Thời gian dần trôi, bên trong Tổ Đình cũng ngày càng trở nên nguy hiểm. Công tử Vô Cực và Vô Nhai lão nhân xuất hiện, làm nhiễu loạn thế cục của Tổ Đình. Thực lực tu vi của Tần Mục càng ngày càng mạnh, trở thành trụ cột vững vàng chèo chống Tổ Đình. Sau 3.000 năm nữa, Công Tôn Yến, Thái tử U Minh và Đạo Tổ cũng thành đạo. Khai Hoàng Tần Nghiệp rời khỏi Tổ Đình, quay về cố hương, Chu Tam Thông lại đi theo hắn, cùng hắn quay trở về nguyên giới. Thái tử U Minh thành đạo, tới nguyên giới tìm phụ mẫu chuyển thế của mình, dạy dỗ nhị đế Huyền Vũ thật tốt, sau đó đưa bọn họ đến Tổ Đình. Lại qua 3.000 năm nữa, Xích Hoàng và Minh Hoàng thành đạo trong Tổ Đình. Lại qua 3.000 năm nữa, Khai Hoàng Đế Dịch Nguyệt, trưởng thôn Tô Mạc Già và bà Tư Ấn U thành đạo. 3.000 năm sau nữa liên tục có người thành đạo, ví dụ như Nam Đế, Hoa Quyên Tú, Ngụy Tùy Phong, Giang Vân Giang, đến cuối cùng, đám người Chu Tam Thông và Đông Dương cũng thành đạo. Bên cạnh Tần Mục người đến người đi, không ít người quay về Tổ Đình, truyền thụ những gì bản thân học được hiểu được về thành quả biến pháp Diên Khang, giáo dục đời sau. Người duy nhất không hề rời đi chính là Linh Dục Tú và Lãng Uyển. Mãi đến sau này, Long Kỳ Lân Long Phi tới đây, không bao lâu sau thì cũng rời đi. Không biết bao nhiêu năm nữa lại trôi qua, Thương Quân sau khi chuyển thế tới đây, Diên Phong Đế cũng tới đây, sau khi đến nơi này thì bọn họ không hề rời đi. Thương Quân sau khi chuyển thế đã quên đi những đau khổ trong kiếp trước, từ đầu đến cuối không hề có ý định đánh thức ký ức trong quá khứ. Bây giờ hắn là một người trẻ tuổi sáng sủa hoạt bát, lúc nào cũng mang trong mình thái độ lạc quan vui vẻ khiến người ta nhìn mà khâm phục. Cuối cùng, Lãng Uyển cũng nói lời từ biệt với Tần Mục, Thánh Anh, ta định rời đi. Tần Mục đang tu luyện Đài Sen Quy Khư, nghe nàng nói vậy thì ngẩng đầu lên, nhìn vẻ ngờ vực trong ánh mắt của nàng. Thánh Anh, trước đây ta tham lam, luyện hóa thần thức của Thái Đế để mình dùng. Trong những năm tháng dài đằng đẵng này, ta nhìn thấy rất nhiều người thành đạo, tự kiếm tìm cho mình một con đường, tu thành đạo hoa đạo quả. Thế nhưng ta biết rằng, con đường của ta đã hết, không thể tiếp tục tiến thêm một bước nữa. Lãng Uyển khẽ nói, lần này sau khi quay về Diên Khang, ta sẽ chuyển thế. Số lượng tạo vật chủ quá ít ỏi, có lẽ ta sẽ không đầu thai thành tạo vật chủ nữa. Ta có khả năng sẽ hóa thành một con yêu quái trong rừng rậm, có khả năng sẽ biến thành cá trong nước, cũng có khả năng sẽ trở thành nữ tử của nhân tộc. Ta muốn mình sẽ giống như Thương Quân, không đánh thức ký ức kiếp trước, nếu không bộ tộc tạo vật chủ sẽ trở thành mối ràng buộc trên con đường thành đạo của ta. Tần Mục đứng dậy, ánh mắt phức tạp, ngươi có còn quay lại không? Chắc là sẽ không. Lãng Uyển mỉm cười, Thánh Anh, ngươi có thể để lại cho ta một bức họa khác được không? Tần Mục lấy giấy mực bút nghiêng ra, nhìn nữ tử mà hắn từng yêu thầm trước mặt, rất lâu sau vẫn không thể hạ bút xuống.
cuối cùng Lãng Uyển vẫn mang theo một bức họa rời đi. Sau khi quay trở về bộ tộc tạo vật chủ, hai năm sau, nàng sinh hạ một đứa bé, đặt tên là Tư Tần. Thế nhưng nàng không hề chuyển thế như những gì nàng nói với Tần Mục, mà dốc lòng dạy bảo Tư Tần, dụng tâm bồi dưỡng hắn, giúp hắn trở thành thần vương thế hệ mới của tạo vật chủ. Giang Bạch Khuê tới thăm nàng, quan sát Tư Tần hồi lâu, mãi một lúc sau mới hỏi, phụ thân của hắn là ai? Lãng Uyển mỉm cười, không hề trả lời. Năng lực sinh sản của tạo vật chủ rất thấp, bởi vậy năm đó mới phải cúng bái đế hậu nương nương, cầu mong có thể sinh nở, nhiều trai nhiều gái, thế nhưng Tư Tần là một ngoại lệ. Hắn sẽ giúp cho tộc tạo vật chủ lớn mạnh, khiến cho tộc ta không bị biến mất trong lịch sử. Giang Bạch Khuê trầm ngâm chốc lát, lắc đầu nói, nữ thần vương, ngươi yêu rồi, công pháp sẽ bị hủy hoại. Công pháp của ngươi là tuyệt tình quả dục, thời điểm ngươi có tình cảm, công pháp sẽ bị phá, sức mạnh của ngươi cũng sẽ tiêu tán, dù là nguyên khí hay thần thức thì đều sẽ không ngừng suy yếu. Ta cảm nhận được tu vi của ngươi đang không ngừng thụt lùi, cho dù là tạo vật chủ có tuổi thọ dài đằng đẵng, thế nhưng ngươi cũng sẽ chậm rãi già đi vì tu vi dần giảm sút. Ngươi nên chuyển thế, ta sẽ sắp xếp ổn thỏa việc chuyển thế cho ngươi. Không, Lãng Uyển cười nói, cả đời này ta mưu cầu tương lai cho tộc tạo vật chủ. Sau khi có thai, các loại tình cảm trong ta cứ nườm nượp kéo đến, mãi đến khi có ta mới cảm thấy mình là một người bình thường. Ta không muốn để Tư Tần biết được phụ mẫu của hắn là ai. Ta sẽ nhìn hắn trưởng thành, ánh mắt của Giang Bạch Khuê có chút phức tạp, sau đó bèn cáo từ rời đi. Lãng Uyển tiễn hắn rời khỏi lãnh địa của tạo vật chủ. Giang Bạch Khuê quay đầu lại, nhìn ngắm vị kỳ nữ này. Hắn đột nhiên nói, rốt cuộc phụ thân của hắn là ai? Nếu như ngươi không muốn nói cho ta biết, vậy thì có thể nói cho ta từ lúc mang thai đến khi sinh nở, tạo vật chủ cần bao nhiêu thời gian không? Lãng Uyển mỉm cười lắc đầu, phất tay đưa tiễn, phụ thân của hắn cũng chỉ là một người bình thường. Giang Bạch Khuê mang theo tiếc nuối rời đi, mặc dù hắn có một vài suy đoán, nhưng không dám khẳng định. Đợi đến khi Lãng Uyển già đi, đợi đến khi nàng hóa thành cát bụi, có lẽ vĩnh viễn cũng không một ai biết được bí mật này. Giang Bạch Khuê quay về Diên Khang. Biến pháp Diên Khang đã không cần hắn đích thân chủ trì, bởi lẽ Diên Khang đã tự hình thành nên những phong trào phấn đấu vươn lên. Diên Khang của ngày nay đã hoàn toàn khác biệt so với năm đó. 4 vạn năm qua đi, hắn vẫn đang ở trong tổ đình sao? Giang Bạch Khuê ngẩng đầu nhìn về phía bên ngoài bầu trời, lẩm bẩm nói, số lượng vì sao bên ngoài bầu trời ngày một nhiều hơn. Đó là do sự mở rộng của những ngôi sao được tạo thành bởi linh khí và linh lực càng lúc càng dồi dào. Linh lực và linh khí tràn ra khỏi tổ đình, không ngừng giúp chư thiên vạn giới phát triển. Nam nhân kia vẫn chưa hề quay về. Trên bầu trời Diên Khang, trong ánh trăng mờ ảo, trong cung trăng cũng có một nữ tử đôi lúc lại nhìn về phía tổ đình. Thời gian thấm thoát thoi đưa, ba anh kiệt của biến pháp năm đó nay đã trở thành truyền thuyết xa xưa. Diên Phong Đế và Giang Bạch Khuê bắt đầu công cuộc cải cách Diên Khang ở một vùng đất nhỏ bé. Tần Mục bước ra khỏi đại khư rồi tiến vào Diên Khang, Thiên Minh thành lập, Thượng Thương đánh lén, Diên Khang kiếp lần thứ nhất, từng dấu mốc lịch sử cũ kỹ khiến ký ức của những người đã trải qua những sự kiện này ngả màu như một trang giấy ố vàng. Mặc dù những sự kiện này vẫn còn in sâu trong tiềm thức, thế nhưng giọng nói nụ cười của những con người trong tâm trí kia đã trở nên vô cùng mơ hồ. Diên Phong Đế là vị thiên đế đời thứ nhất, nay tới tổ đình, thánh nhân Giang Bạch Khuê cũng thần long thấy đầu không thấy đuôi. Tuy thánh nhân điện vẫn đứng sừng sững trên bầu trời của Thượng Kinh, song lại rất ít thấy được tung tích của vị thánh nhân này trong điện. Còn về Mục Thiên Tôn dốc hết sức chèo chống biến pháp Diên Khang, từ khi tiến vào tổ đình rồi phong ấn tổ đình đến nay, hắn vẫn chưa hề quay về. Cứ cách một khoảng thời gian sẽ có người trở về từ tổ đình, trong đó có người thành đạo, cũng có người không thể thành đạo. Bọn họ kể rõ cho thế nhân biết tình hình chiến sự trong tổ đình, thuật lại những trận chiến kinh tâm động phách. Mới đầu, dân chúng còn cảm thấy những câu chuyện về tình hình chiến sự này rất mới mẻ, một vài người còn nhiệt huyết sôi trào, hận không thể lập tức tiến lên chinh chiến cùng những vị tiền bối kia, một vài người còn thở dài tiếc thương cho những vị tiền bối ngã xuống nơi xa trường. Thế nhưng sau này, khi đã nghe một câu chuyện quá nhiều lần, bọn họ cũng sẽ dần trở nên thờ ơ. Thế nhưng chiến sự bên trong tổ đình vẫn còn đang tiếp tục, trận chiến ấy đánh từ lúc thời đại trong truyền thuyết kia bắt đầu, mãi cho đến bây giờ vẫn chưa có kết quả, tương lai có khả năng vẫn sẽ đánh tiếp. Bọn họ cho rằng cuộc chiến trong tổ đình không hề liên quan đến bọn họ, chẳng qua đôi khi có thể coi như một đề tài để nói chuyện phiếm trong những lúc rảnh rỗi mà thôi. Mạng người lớn hơn trời, thần phục vụ cho con người, bách tính thường ngày là đạo, đây chính là thước đo của biến pháp Diên Khang. Thế nhưng trong thời gian này, thước đo ấy được lặp đi lặp lại không biết bao lần. Khi lịch sử 100 vạn năm qua đi, người kế nhiệm đã không còn nhớ nổi tại sao các vị tiền bối năm đó lại tạo ra một thước đo biến pháp như vậy, có người bị quyền lực nuốt chửng. Có người bị dục vọng che mờ con mắt,
bắt đầu trở nên mục nát. Thiên đế từng nhiệm kỳ từ bỏ quyền lực, tiến về tổ đình, đến thiên đế nhiệm kỳ thứ 32, quyền lực xuất hiện tình trạng không đổi chủ, đến thiên đế nhiệm kỳ thứ 45 còn xuất hiện ý đồ độc chiếm thiên hạ. Cuối cùng, Diên Phong đế và hơn 10 vị thiên đế nhiệm kỳ trước chạy tới từ tổ đình, kết thúc trò cười này. Từ đó về sau, thần chỉ là một chức vị, trên có thiên đạo vận hành, dưới có thổ bá và lục đạo luân hồi, người thành đạo và thiên đế quản lý chư thiên vạn giới, vạn sự hanh thông. Sau khi trải qua chuyện này, truyền thuyết về tổ đình lại một lần nữa gây chấn động, dù gì cảnh tượng hơn 10 vị thiên đế trở về từ tổ đình để bình định cũng vô cùng tráng lệ, rung động lòng người, trong chư thiên vạn giới không thiếu cường giả mạnh mẽ. Thời điểm tiến về tổ đình kiếm tìm thứ gì đó, bọn họ nhìn thấy hiện tượng không thể tin nổi, căn bản không thể tiến vào trong tổ đình. Mấy năm nữa qua đi, tổ đình lại dần dần rơi vào quên lãng, hết nhóm thiên kiêu này đến nhóm thiên kiêu khác xuất hiện, thể hiện phong thái trước chư thiên vạn giới. Mối liên hệ giữa tổ đình và nguyên giới cũng ngày một ít đi, trước đây cứ 3.000 năm sẽ có một nhóm người thành đạo quay về từ tổ đình, sau đó trở thành 4.000 năm, 5.000 năm, cuối cùng lại biến thành 1 vạn năm, 2 vạn năm. Đợi đến khi hàng tỷ năm qua đi, tinh không càng thêm bao la vô ngần, chư thiên mới xuất hiện, chư thiên vạn giới cách nhau ngày một xa hơn, nguyên giới cũng càng thêm rộng lớn, muốn tới tổ đình đã trở thành một việc cực kỳ khó khăn, chiến sự trong tổ đình đã không còn liên quan đến bọn họ. Hầu hết mọi người đều không biết đến những trận huyết chiến vẫn còn đang diễn ra từng ngày từng giờ ở nơi đó, bọn họ không quan tâm đến những điều này, không biết những người kia chiến đấu vì cái gì, vì sao lại chiến đấu, vì sao lại chết trận. Cũng không thèm để mắt đến việc rốt cuộc những tướng sĩ nơi xa trường kia còn sống hay đã chết. Những bậc tiền bối tiên hiền kia hệt như những ngôi sao trên nền trời đêm, vừa cao vừa xa. Chỉ có những người ẩn cư hoặc người thành đạo đang truyền đạo của Diên Khang mới còn quan tâm đến chiến sự trong tổ đình, nghe ngóng tin tức từ những người trở về từ tổ đình kia. Hắn ở lại trong đó đã trăm vạn năm rồi đúng không? Còn đang trấn thủ ở đâu vậy? Đúng vậy. Trăm vạn năm bằng cả lịch sử của Long Hán, Xích Minh, Thượng Hoàng, Khai Hoàng và Diên Khang. Không ngờ hắn lại kiên trì lâu đến vậy. Hắn nói, đợi đến khi người thành đạo của Diên Khang đạt đến một số lượng nhất định thì sẽ có một trận quyết chiến. Đến lúc đó, hắn sẽ trở về. Hắn trấn thủ tổ đình ngàn vạn năm rồi đúng không? Hắn vẫn chưa giải quyết chiến sự ở tổ đình sao? Đúng vậy. Tổ đình tiềm ẩn mối nguy hiểm quá lớn, bây giờ hắn không cách nào thoát thân được. Thực lực của Vô Cực lớn mạnh trở lại, thực lực của Vô Nhai lão nhân tăng vọt, mà tổ đình cũng có những thay đổi khác. Bảo điện của các công tử giáng xuống, hơn nữa cũng xuất hiện thêm mấy vị điện chủ. Hắn nói, hắn sẽ trở về. Trăm triệu năm qua đi, thế đạo hoàn toàn thay đổi, hắn vẫn còn trấn thủ ở nơi đó sao? Đúng vậy. Hắn vẫn trấn thủ ở nơi đó, trấn áp Vô Cực, trấn áp Vô Nhai. Lần trước, hắn tới Thành Ngọc Kinh tổ đình một chuyến, đánh vào trong Lăng Tiêu Bảo Điện, thực lực của hắn lại mạnh hơn rồi. Hắn vui mừng nói với bọn ta, ngày trở về không còn xa nữa. Một tỷ năm trôi qua rồi, hắn chuẩn bị lúc nào thì quyết chiến, lúc nào thì trở về, đợi thêm chút nữa. Vô Nhai thì không có gì phải sợ, hai vị công tử cũng chưa thể giáng xuống, thế nhưng người thành đạo của Diên Khang vẫn quá ít, chưa đủ để chống lại bọn họ, tiếp tục đợi thôi. 3 tỷ năm rưỡi qua đi, thế gian muôn màu muôn vẻ như thương hải tan điền, thay đổi lớn đến mức khiến những người thành đạo dốc lòng ngộ đạo cũng phải cảm thấy khá lạ lẫm sau khi tỉnh lại từ việc bế quan, tinh không đã trở nên mênh mông hơn. Bốn cực Đông Tây Nam Bắc lại càng cách xa chư thiên vạn giới, Huyền Đô càng ngày càng cao, phạm vi mà U Đô bao phủ cũng càng ngày càng lớn, để quản lý được vũ trụ U Đô bao la đến vậy, ngay cả thổ bá Tần Phượng Thanh và U Thiên Tôn cũng cảm thấy cực kỳ gian nan. Bọn họ chia vũ trụ U Đô thành 4 khu vực quản lý trước tiên, sau đó tạo ra 4 lục đạo thiên luân khác, xây dựng 4 điện đại đạo, thiết lập 4 Diêm La Điện. Sau này, vũ trụ U Đô lại càng rộng lớn hơn, 4 khu vực này cũng trở nên khó có thể quản lý. Dần dà, 4 Diêm La Điện trở thành 10 Diêm La Điện, tương lai vũ trụ phát triển, có khả năng cần phải xây thêm những điện khác. Ngày hôm ấy, sứ giả của tổ đình tới nguyên giới, gặp mặt hai vị lão tổ là Hư Sinh Hoa và Lam Ngự Điền. Người đó nói, Thiên Tôn mời hai vị lão tổ triệu tập tất cả người thành đạo, quay về tổ đình. Hư Sinh Hoa và Lam Ngự Điền kích động không thôi, cho dù là đạo tâm của bọn họ đã tu luyện đến đạo cảnh 40 trọng thiên, nhưng lúc này đây cũng khó lòng bình tĩnh được. Hai vị lão tổ bước ra khỏi đại điện cổ xưa, dao động đại đạo trong điện tràn ra ngoài, trông như thể chấn động cả không gian, mặc dù nghe thì có vẻ rất khủng bố, song thế nhân lại không hề cảm nhận được gì. Từng luồng dao động đại đạo lan rộng khắp nguyên giới, truyền tới các chư thiên khác, khắp nơi trong nguyên giới, Huyền Đô, U Đô, Tứ Cực Thiên và chư thiên vạn giới,
có người thành đạo tỉnh lại từ trong giấc ngủ, có thần chỉ cổ xưa sống lại, có danh sơn ẩn sĩ, có người buôn bán nhỏ, có người đẩy xe bán nước, có người làm công ở đốc tạo xưởng, lúc này đây đều đồng loạt ngẩng đầu lên, cảm nhận được lời kêu gọi của hai vị lão tổ. Người có quyền lực thì buông bỏ quyền lực, giao lại cho người kế nhiệm, người có gia thất thì thu xếp việc trong nhà, chuẩn bị hành trang, người một thân một mình thì từ chức, treo ấn quan lên tấm bảng trước cửa. Hầu hết mọi người đều đã quên mất tổ đình, thế nhưng bọn họ vẫn còn nhớ rõ. Bọn họ biết đến tình hình chiến sự của tổ đình, biết đến sự hy sinh của những người ở lại bảo vệ nơi đó. Nếu như người kia kêu gọi bọn họ, vậy thì bọn họ sẽ lập tức buông bỏ tất cả, tiến về tổ đình. Khoảng cách giữa chư thiên vạn giới vô cùng xa xôi, cho dù sử dụng cầu linh năng đối thiên thì cũng phải tiêu tốn rất nhiều thời gian. Bởi vậy, những người thành đạo này bèn phóng đạo vận của mình ra, dùng đạo hạnh của bản thân đi xuyên qua hư không vũ trụ, chạy tới nguyên giới, tụ họp với đạo hữu của bọn họ. Trên đường đi khó tránh khỏi việc khiến chư thiên vạn giới xuất hiện các loại dị tượng kinh hãi thế tục. Mọi người không khỏi kinh hãi, chạy đôn chạy đáo, ghé lại kể cho nhau nghe bản thân nhìn thấy truyền thuyết sống dậy, nhìn thấy thần thoại sống dậy. Hư Sinh Hoa và Lam Ngự Điền lặng lặng chờ đợi. Hai ngày sau, xung quanh đại điện của bọn họ là từng gốc cây thế giới nhô lên khỏi mặt đất, đạo quả màu sắc rực rỡ chiếu rọi bầu trời nguyên giới. Trăm ngày sau, câu thế giới mọc thành rừng. Một năm sau, xung quanh đại điện hình thành nên một rừng cây thế giới rậm rạp. Dưới gốc cây thế giới là từng vị thần thánh, là tinh anh tinh nhuệ của chư thiên vạn giới trong suốt 3,5 tỷ năm qua. Các loại đại đạo của bọn họ khiến cho nguyên giới trông hệt như một viên ngọc sáng ngời nhất vũ trụ, rực rỡ màu sắc. Hai vị lão tổ chờ đợi trăm năm, tất cả người thành đạo của chư thiên vạn giới tề tụ về nơi đây. Lam Ngự Điền nhìn cảnh tượng tráng lệ này, cảm xúc trong lòng dâng trào. Đây là thành quả mà người kia dùng thời gian 3,5 tỷ để giành lấy cho kỷ nguyên thứ 17. Cuối cùng, thiên ngôn vạn ngữ trong lồng ngực Lam Ngự Điền chỉ hóa thành một câu. Tới tổ đình, đội quân người thành đạo trùng trùng điệp điệp đi theo sau Lam Ngự Điền và Hư Sinh Hoa, tiến về tổ đình. 3,5 tỷ, Lam Ngự Điền hỏi Hư Sinh Hoa. Đúng vậy, Hư Sinh Hoa gật đầu, vẫn hờ hững hệt như trước đây, 3,5 tỷ rồi. Ánh mắt của hắn trào dâng niềm kích động, khó mà kìm nén. Hắn vẫn ở đó sao? Lam Ngự Điền hỏi. Hư Sinh Hoa nói, vẫn ở đó, Tần Phượng Thanh đi theo bọn họ, im lặng một lúc lâu, sau đó hỏi, đây sẽ là trận chiến cuối cùng sao? Có khả năng, Hư Sinh Hoa nói, có thể là trận chiến cuối cùng, cũng có thể là một sự mở đầu. Đối với chúng ta mà nói, đây là trận chiến cuối cùng, nhưng đối với hắn mà nói, có lẽ mới chỉ là bắt đầu. Hắn khựng lại, mỉm cười nói, hắn là một người không ngồi yên, người ta gọi hắn là một con hư sao ngu ngốc, đần độn, tò mò với tất cả mọi thứ. Ta cũng kinh ngạc, không ngờ lần này hắn có thể điềm tĩnh ở lại tổ đình, trấn áp tổ đình lâu đến như vậy. Người ta đều nói hắn không hề kiên nhẫn, mà quả thật hắn cũng không hề kiên nhẫn, thế nhưng lần này, hắn lại kiên nhẫn hơn bất kỳ ai. Những năm này hắn sống như thế nào? Khai Hoàng Tần Nghiệp đi theo bọn họ, hỏi han, sau khi trở về từ tổ đình, ta rất ít khi đi gặp hắn. Các ngươi tới tổ đình chưa? Hắn không cho bọn ta quay về tổ đình, sợ đánh rắn động cỏ. Hư Sinh Hoa lắc đầu nói. Bọn ta cũng chưa từng quay về. Tinh Ngạn dẫn theo cái rương đi tới, nói, trên thế gian này, ngoại trừ chúng ta ra, chẳng còn mấy ai biến đến hắn nữa rồi. Giang Bạch Khuê bước tới, thản nhiên nói, chúng ta biết, thế là đủ rồi. Tinh Ngạn lườm hắn một cái, hai vị thánh nhân này xưa nay chẳng hề hợp nhau. Giang Bạch Khuê đưa mắt tìm kiếm trong đám người thành đạo, cuối cùng cũng tìm thấy một người. Hắn bước tới, hỏi han, tộc trưởng Tư Tần của Tạo Vật Chủ. Mẫu thân của ngươi đâu? Năm ta thành đạo, mẫu thân ta cạn kiệt thọ nguyên, tộc trưởng Tư Tần buồn bã, nói, ta sắp xếp cho nàng chuyển thế, song nàng lại không muốn thức tỉnh kiếp trước, cam nguyện trở thành một sinh mệnh hoàn toàn mới, ta thường tới thăm nàng, bây giờ nàng sống tốt lắm, cũng không còn nhận ra ta. Hắn mang trên lưng một bức họa, nói là trước khi lâm chung, Lãng Uyển bảo hắn mang theo bức họa này tới gặp người kia trong tổ đình, ta có thể xem thử không? Giang Bạch Khuê hỏi, tộc trưởng Tư Tần lấy bức họa xuống, đưa cho hắn. Giang Bạch Khuê mở bức họa ra. Bên trong là ao nước xanh như ngọc, trong ao có hoa, bên cạnh là một con rắn lục với cái đầu khổng lồ được tạo nên bằng thần thức. Lãng Uyển đứng trên đầu rắn, thần thái không hề lạnh lùng, mà có chút e thẹn của một thiếu nữ. Bên cạnh là một nam tử trẻ tuổi đang biến ra một bông hoa tươi để tặng nàng. Giang Bạch Khuê cuộn bức họa lại, trả lại cho tộc trưởng Tư Tần, một lúc sau mới ngẩng đầu lên rồi nói, trời nếu có tình thì trời cũng già. Thần vương lựa chọn già đi, bởi vậy không nên quấy rầy nàng. Tổ đình. Đám người Giang Bạch Khuê dõi mắt trông xa, chỉ thấy chư thiên vạn giới đang mở rộng, còn tổ đình lại đang thu nhỏ. Trong 3,5 tỷ qua, kích thước của tổ đình chỉ còn bằng 1/100 so với ban đầu.
Từ xa nhìn lại, tổ đình càng ngày càng giống như một chiếc đỉnh khổng lồ, đương nhiên 1/100 so với ban đầu này vẫn lớn đến mức khó lòng tưởng tượng nổi. Mọi người chạy tới phía trước, đột nhiên nhìn thấy một con cự thú mình đỏ như lửa bay bên ngoài bề mặt tổ đình, trông từ xa thì nhỏ, nhưng càng lại gần thì lại càng to, đó chính là Long Kỳ Lân. Hắn đợi mọi người bước đến trước mặt rồi mới chậm rãi biến hình, hóa thành một nam tử đầu kỳ lân thân người. Hắn làm lễ với mọi người, sau đó nói, chư vị thứ lỗi, ta lười biếng, không tới nguyên giới tụ họp, chủ nhân thú giới không cần đa lễ. Hư Sinh Hoa hỏi, tổ đình thu nhỏ, thú giới có bị ảnh hưởng gì không? Long Kỳ Lân đi bên cạnh hắn, nói, ảnh hưởng không nhỏ. Những năm này, thay đổi của tổ đình càng ngày càng dị thường, đất đai núi sông đều trở nên vô cùng rắn chắc. Ao hồ và đại dương cũng trở nên vô cùng kỳ lạ, mưa gió trên trời cũng thay đổi, hệt như một loại bảo vật, cũng hệt như hoa văn của một loại đại đạo. Nói chung thì thú tộc của ta vẫn có thể sinh tồn, thế nhưng vì để đảm bảo an toàn, ta đã ra lệnh di dời thú tộc khỏi tổ đình, chuyển đến lãnh địa khác của thú giới, bên trong tổ đình chỉ còn lại một mình ta trấn thủ, chờ đợi trận quyết chiến cuối cùng. Hắn ngượng ngùng cười một tiếng, ta vẫn hơi gấp gáp, không thông dong được như các ngươi. Lam Ngự Điền đang nghe truyện trên TV audio CV hỏi, chủ nhân thú giới tinh thông các loại thần thông đạo pháp, liệu có phát hiện ra điều gì khác thường không? Long Kỳ Lân do dự chốc lát, gật đầu, tổ đình bị một thứ sức mạnh trói buộc, thẩm thấu, trên cơ bản đã bị luyện hóa hoàn toàn. Những ngày này, ta quan sát tất cả mọi thứ xung quanh tổ đình, phát hiện ra rất nhiều manh mối, đó là cấu tạo của tất cả vật chất bên trong tổ đình đều đã phát sinh thay đổi, cho dù là thứ nhỏ nhất cũng tràn ngập phù văn hồng mông. Bọn họ tới gần tổ đình. Long Kỳ Lân vươn tay ra, hái một đám mây đang lững lờ trôi trên bầu trời của đại lục tổ đình, sau đó vắt lấy một giọt nước từ đám mây kia, nói, chư vị, mời xem. Mọi người đồng loạt nhìn về phía giọt nước kia. Long Kỳ Lân đột nhiên tách hai bàn tay ra, khiến giọt nước kia trở nên vô cùng khổng lồ, hệt như một vì sao đang treo lơ lửng trên nền trời. Long Kỳ Lân lại lấy ra một giọt nước từ trong giọt nước khổng lồ kia, mà giọt nước vừa mới phóng to kia lại rơi xuống tổ đình, nhanh chóng thu nhỏ, hóa thành giọt nước bị đám mây trên bầu trời tổ đình hấp thụ. Long Kỳ Lân lại tách giọt nước trong lòng bàn tay ra, khiến nó trở nên vô cùng khổng lồ, sau đó lại lấy ra một giọt nước, rồi lại tách ra, cứ liên tiếp như vậy hơn trăm lần. Cuối cùng mọi người cũng nhìn thấy kết cấu đạo liên ẩn chứa trong giọt nước kia, trong lòng không khỏi chấn động sâu sắc. Long Kỳ Lân tiếp tục tách nước, sau hơn mấy chục lần nữa, kết cấu đạo liên bên trong giọt nước đã hiện ra kết cấu đạo văn và kết cấu phù văn. Long Kỳ Lân lại tiếp tục phân tách, kết cấu phù văn không ngừng nhỏ đi, mà phù văn muôn màu muôn vẻ cũng đang không ngừng biến hóa, giọt nước bị tách tới mức ngày một nhỏ hơn. Cuối cùng, giọt nước kia bị phân tách đến mức không thể phân tách được nữa, thứ xuất hiện trước mắt mọi người chính là một phù văn vô cùng nhỏ bé, phù văn hồng mông. Long Kỳ Lân thả tay ra, phù văn hồng mông kia bay đi, biến mất giữa trời đất bao la của tổ đình. Một lúc lâu sau, Lam Ngự Điền thở dài một tiếng, nhìn về phía núi sông mênh mông bát ngát trên bề mặt tổ đình, lẩm bẩm. Một giọt nước bên trong đám mây đã như vậy, thế thì chẳng phải những thứ khác cũng giống hệt như vậy sao? Hư Sinh Hoa đáp xuống bề mặt ngoài của tổ đình, cúi người hái một chiếc lá non trên ngọn cỏ xanh, sau đó cẩn thận quan sát rồi nói, hoa cỏ cây cối ở nơi này chưa hề bị thay đổi, có lẽ chỉ cần là thứ có sinh mệnh thì đều sẽ không bị luyện hóa. Mục Thiên Tôn tôn trọng những sinh mệnh này, cho nên không thay đổi chúng. Nếu như Tần Mục luyện hóa sinh mệnh trong tổ đình, vậy thì chắc hẳn kết cấu của những sinh mệnh như hoa cỏ cây cối chim thú trùng cá đều đã phát sinh biến hóa lạ kỳ, thậm chí nói không chừng còn sinh ra rất nhiều giống loài quái dị mà cường đại. Hư Sinh Hoa ngẩng đầu, nhìn khắp bốn phía. Số tinh lực và pháp lực cần tiêu hao cho việc luyện hóa cả tổ đình thật sự vô cùng khổng lồ, khiến người ta gần như không tài nào tưởng tượng nổi. Tu vi hiện giờ của Tần Mục đã đến bước nào, hắn không cách nào ước đoán, cũng không thể ước đoán được. Bọn họ tiến vào bên trong tổ đình, phóng tầm mắt nhìn xung quanh. Chỉ thấy biển hỗn độn phủ kín bầu trời, lục đạo thiên luân do hỗn độn thạch tạo thành treo ngược trên biển hỗn độn, thành ngọc kinh tổ đình bay lượn trên không trung, còn cây thế giới vẫn cắm rễ ở nơi cũ. Trên bầu trời còn có vô số đại uyên quy khư hệt như những cái lỗ đen kịt, trôi dạt khắp bốn phía. Không gian bên trong tổ đình đầy rẫy sự rách nát, quỷ dị và hiểm ác. Một nhóm đội quân người thành đạo xuất hiện bên trong tổ đình lập tức khiến các thế lực cảnh giác. Không lâu sau, kim thuyền độ thế bay tới, trên thuyền là đám người Linh Dục Tú, Thái Thủy và Diên Phong Đế. Bọn họ ở lại trấn thủ nơi này, từ đầu đến cuối vẫn chưa hề rời đi. Chư vị, mời lên thuyền. Linh Dục Tú nói, phu quân ta tới thành Ngọc Kinh tổ đình thương lượng với Tam Công Tử và Tứ Công Tử đã mấy ngày, có lẽ sắp trở về rồi. Khai Hoàng Tần Nghiệp hỏi, nương nương, Mục Thiên Tôn tới thành Ngọc Kinh tổ đình thương lượng chuyện gì vậy?
Ninh Dục Tú nói, phu quân nói, hắn chuẩn bị diệt trừ Nhị công tử và Vô Nhai, muốn thành Ngọc Kinh Tổ Đình đứng ngoài cuộc. Sau khi Vô Nhai và Vô Cực bị giết chết, hắn sẽ quyết chiến một trận với thành Ngọc Kinh Tổ Đình. Nàng vừa nói ra những lời này, tất cả mọi người đều sững sờ. Hư Sinh Hoa lắc đầu, nói, làm sao công tử Lăng Tiêu và công tử Tử Tiêu có thể đồng ý được. Huống chi chúng ta thật sự có thực lực để tiêu diệt Vô Nhai lão nhân và công tử Vô Cực sao? Ninh Dục Tú nói, cái này thì ta không biết, mọi người đều tỏ vẻ lo lắng. Bên trong thành Ngọc Kinh Tổ Đình, Hỗn Độn Điện lơ lửng trong nguyên khí hỗn độn mênh mông, Tần Mục ngồi trước điện, phía trước mặt hắn là Lăng Tiêu Điện và Tử Tiêu Điện. Bên trong Lăng Tiêu Điện, nửa người trên của công tử Lăng Tiêu xuất hiện trong tử khí hồng mông mịt mờ, trên tay cầm một cây thương. Bên trong Tử Tiêu Điện, công tử Tử Tiêu cũng xuất hiện nửa người trên, một cây đàn và một thanh kiếm bay xung quanh hắn. Ngoài ba tòa đại điện này ra, những tòa đại điện khác cũng tọa lạc ở khắp nơi. 28 vị điện chủ và hàng trăm người thành đạo của Di La Cung đứng san sát nhau, ai nấy đều im lặng không phát ra âm thanh nào. Lão thất, ta cảm nhận được sức mạnh của ngươi. Công tử Lăng Tiêu không nhanh không chậm nói, đối với ngươi mà nói, thời gian 3 tỷ năm rưỡi này quá dài, thế nhưng đối với bọn ta mà nói thì lại không tính là quá dài. Bọn ta chờ đợi quá lâu rồi, cuối cùng ngươi cũng không kiên nhẫn được nữa, chủ động tới tìm bọn ta. Công tử Tử Tiêu nói, những năm này, ngươi chủ động chống đỡ tổ đình, ngăn cản rồi trấn áp bọn ta là vì muốn kỷ nguyên thứ 17 có đủ thời gian để phát triển. Thế nhưng, 3 tỷ năm rưỡi này với ngươi mà nói vẫn quá ngắn ngủi. 3 tỷ năm rưỡi của kỷ nguyên thứ 17 có thể so với tích lũy hàng trăm tỷ năm không? Ta không cho là như vậy. Tần Mục mỉm cười, thản nhiên nói, ta cho rằng có thể. Lần này, ta tới đề nghị hai bên đình chiến, đợi sau khi ta diệt trừ Vô Nhai và Vô Cực xong, hai bên chúng ta sẽ lại một lần nữa phân cao thấp. Đến lúc đó, cuối cùng là Di La Cung thắng hay là Diên Khang thắng sẽ được quyết định. Vả lại, hắn thờ ơ nói, ta cho hai vị sư huynh một lợi ích tốt. Vô Nhai chết, Vô Cực chết, ta sẽ không lấy một phần năng lượng nào của bọn họ, mặc cho hai vị sư huynh dùng huyết tế để giáng xuống. Có cái chết của Vô Cực và Vô Nhai, chắc hẳn tất cả người thành đạo và điện chủ của Di La Cung đều có thể giáng xuống, đúng không? Công tử Lăng Tiêu và công tử Tử Tiêu có chút động lòng, những điện chủ và người thành đạo khác cũng châu đầu ghé tai, nhỏ giọng bàn luận. Công tử Tử Tiêu nói, lão thất, trước giờ ngươi chưa từng giữ chữ tín, làm sao ta có thể tin tưởng ngươi được? Tần Mục bật cười ha hả, toàn bộ tổ đình là một tế đàn khổng lồ, tất cả những kẻ chết đi trong tế đàn này đều hóa thành năng lượng huyết tế. Phía ta có Thái Thủy có thể giữ lại một phần, nhưng số lượng không nhiều, chỉ có Vô Nhai lão nhân đánh cắp hơn phân nửa năng lượng khỏi tay các ngươi. Nếu như Vô Nhai chết rồi, ai còn có thể cướp đoạt được thứ gì từ tay Lăng sư huynh đây? Công tử Tử Tiêu nhìn về phía công tử Lăng Tiêu, Lăng Tiêu khẽ gật đầu. Công tử Tử Tiêu nói, lão thất nói vậy, ý là bảo trong lúc ngươi chiến đấu với Vô Cực và Vô Nhai, bọn ta không làm gì cả, không giúp đỡ hay cũng không kéo chân ngươi. Bọn ta chỉ việc chờ đợi để nhận lấy năng lượng huyết tế, chân thân giáng xuống, thậm chí là cả thành Ngọc Kinh Tổ Đình cũng có thể giáng xuống. Không biết ta hiểu như vậy có đúng không? Tần Mục mỉm cười gật đầu, đúng. Công tử Tử Tiêu nhìn chằm chằm vào hắn, một lúc lâu sau lại nói, nụ cười của ngươi khiến ta không rét mà run. Ngươi tin rằng chỉ cần dựa vào sức mạnh của ngươi và đám người sinh ra từ biến pháp kia của ngươi là có thể chống lại tích lũy của Di La Cung trong suốt 16 vũ trụ sao? Tần Mục ngẩng đầu lên, mỉm cười rồi nói, sư phụ xây dựng Di La Cung, tạo ra một con quái vật khổng lồ, kết quả đến cuối cùng con quái vật khổng lồ này lại không nghe theo sự điều khiển của hắn. Ta cũng tạo ra một con quái vật khổng lồ, tên là Thiên Minh, sau này cũng chính tay ta hủy diệt nó. Con đường của sư phụ sai rồi, nhưng hắn không nỡ hủy diệt Di La Cung, là đệ tử cuối cùng của hắn, vậy thì ta sẽ tới hủy diệt nó. Biến pháp Diên Khang sinh ra là để lật đổ tất cả những thứ thối rữa mục nát. Hai vị đạo huynh, chư vị đạo hữu, các ngươi đều đã mục nát rồi. Công tử Lăng Tiêu nhìn chằm chằm vào hắn, ánh mắt của những vị điện chủ và người thành đạo khác của Di La Cung cũng đổ dồn về phía hắn, nụ cười trên gương mặt Tần Mục không hề thay đổi. Hắn khẽ nói, tại thời đại này, sau khi giải quyết các ngươi, ta sẽ quay về quá khứ gặp sư phụ, trở thành đệ tử của hắn. Ta sẽ còn gặp được chư vị, nâng cốc hoan ngôn, kết làm bằng hữu với chư vị. Nếu như trận này ta thua, ta sẽ quay về quá khứ giải quyết các ngươi, cho dù không thể giết chết được các ngươi, ta cũng sẽ để lại một loạt con đường lui cho sau này. Hắn bật cười thành tiếng, nếu như trận này ta thắng, các ngươi sẽ còn sống sờ sờ đến tận bây giờ, bởi vì ta đã không còn hứng thú để đối phó với các ngươi nữa rồi. Nếu như các ngươi sợ hãi, chúng ta có thể tiếp tục trì hoãn, mãi cho đến khi hư không lãnh tịch mà sư phụ từng nói đến xuất hiện,
tất cả thần thông đạo pháp hóa thành hư vô mới thôi. Đồng tử của công tử Tử Tiêu đột nhiên co rút lại, những điện chủ và người thành đạo khác đều tim đập thình thịch, bọn họ đã từng gặp được Tần Mục tại lịch sử trong quá khứ. Tuy rằng vị thất công tử hỗn độn là Tần Mục này tính tình cổ quái, thế nhưng chưa từng trở mặt với những người khác trong Di La Cung, cũng chưa từng ra tay với người khác, vậy thì chẳng phải có nghĩa là trận chiến trong tương lai này, bọn họ sẽ thất bại, sẽ chết ở nơi đây sao? Chư vị thật sự sợ rồi. Tần Mục nhìn quanh một vòng, xung quanh vô cùng im ắng. Lão thất, trận chiến này là đấu đá nội bộ trong Di La Cung chúng ta. Công tử Lăng Tiêu đột nhiên mở miệng nói, bởi vì con đường giữa các đệ tử của sư phụ chúng ta khác nhau, cho nên mới sinh ra đấu đá nội bộ, thế nhưng chúng ta vẫn phải kiên trì với lý tưởng của sư phụ, đúng không? Tần Mục đưa mắt nhìn về phía hắn, khẽ gật đầu. Công tử Lăng Tiêu nhắm mắt lại, nói, được. Ta đồng ý với ngươi. Ngươi có thể đi diệt trừ Vô Nhai và Nhị Tỷ được rồi. Bọn ta mang theo thời thế của kỷ nguyên thứ 16, còn ngươi luôn dõi mắt về tương lai, cục diện bế tắc này không thể cứ tiếp tục mãi được. Nếu đã là đấu đá nội bộ, dù cho là ai thắng, người thắng cuối cùng vẫn là sư phụ. Ngươi có thể đi rồi. Tần Mục đứng dậy, nghiêm túc nói, hai vị sư huynh, chư vị đạo hữu, ta đi giết Vô Nhai trước tiên. Sau khi Vô Nhai chết, các ngươi không còn phải lo lắng đến việc có người đánh cắp năng lượng huyết tế nữa. Các ngươi đều có thể giáng xuống. Công tử Tử Tiêu nhíu mày, nhìn về phía Lăng Tiêu. Lăng Tiêu phất tay áo, đóng cửa điện lại, để hắn đi. Tần Mục rời khỏi thành Ngọc Kinh Tổ Đình, quay về Kim Thuyền Độ Thế, bên trên Kim Thuyền đều là những gương mặt quen thuộc. Hắn mỉm cười nhìn những vị cố nhân này, có người là tiền bối của hắn, có người là đồng đạo của hắn, cũng có người là vãn bối đến sau này mới tiến vào Tổ Đình rồi thành đạo. Bọn họ đều vô cùng kích động, dường như có thiên ngôn vạn ngữ muốn nói với hắn. Chư vị, Tần Mục cười nói, ta đưa các ngươi đi sang bằng Vô Nhai, diệt trừ cây thế giới. Dưới gốc cây thế giới, Vô Nhai lão nhân ngồi yên bất động, ánh mắt sâu thẳm như thể nhìn xuyên suốt tất cả lịch sử từ xưa đến nay. 16 dòng sông hỗn độn chảy quanh gốc cây cổ thụ này. Rễ cây của cây thế giới xuyên qua 16 dòng sông hỗn độn, mỗi một vũ trụ đều có vô số cường giả dựa vào những chiếc rễ của cây cổ thụ này để bảo toàn tính mạng của mình. Bọn họ sống hay chết, liệu có thể thoát được đại kiếp hay không? Tất cả đều dựa vào ý nghĩ của Vô Nhai lão nhân, từ khi sinh ra tới giờ mới chỉ 17 tuổi, coi một vũ trụ là một năm, đây chính là Vô Nhai lão nhân, mà nay là năm thứ 17 trong cuộc đời của hắn, thăng trầm trong lịch sử đối với hắn mà nói chỉ là từng bức họa, bi hoang ly hợp của vô số sinh linh cũng chỉ là một hạt bụi nhỏ bé đang náo động trong cuộc đời của hắn mà thôi, thứ mà hắn để ý chỉ có bản thân mình, từ khi bị thương trong trận chiến quy khư vào 3 tỷ năm rưỡi trước, hắn vẫn luôn uể oải suy sụp. Bởi lẽ sự tổn hại của vết thương lần đó còn ngoan độc hơn hẳn chiêu thần thông thái dịch phạt thụ rất nhiều. Tần Mục không lựa chọn tiêu diệt hắn, mà lại cho hắn một cơ hội sống sót, song hắn lại chẳng hề cảm kích Tần Mục chút nào. Sở dĩ Tần Mục không dám giết hắn chủ yếu là bởi vì giết hắn rồi, Tam công tử và Tứ công tử có thể giáng xuống. Trong thời gian 3 tỷ năm rưỡi sau đó, chiến hỏa liên miên, Tần Mục vẫn thỉnh thoảng giúp hắn chống lại Di La Cung, thậm chí còn ra tay giúp đỡ công tử Vô Cực. Thế nhưng Tần Mục đã hạn chế hoàn toàn bọn họ, từ khi Tần Mục phá hủy Đại Uyên Quy Khư, phong ấn hư không Tổ Đình một lần nữa, công tử Vô Cực lập tức mất đi nguồn năng lượng dồi dào, nếu như muốn khôi phục lại trạng thái đỉnh phong, nàng chỉ có thể dựa vào việc bản thân tu luyện từng bước một, Vô Nhai lão nhân cũng mất đi nguồn năng lượng. Cường giả tiền sử dưới trướng của hắn đã không còn xuất hiện thêm người thành đạo mới, nếu như muốn thành đạo, vậy thì chỉ có một con đường, đó là tu luyện hệ thống đạo cảnh Tổ Đình. Hắn cũng chẳng thể bảo cường giả tiền sử dưới trướng của mình tu luyện hệ thống đạo cảnh Tổ Đình của Diên Khang, bởi lẽ nếu như cường giả tiền sử thành đạo dựa vào hệ thống đạo cảnh Tổ Đình, hắn sẽ không có được chút lợi ích nào. Vô Cực từ đầu đến cuối không cách nào khôi phục được trạng thái đỉnh phong, mà hắn cũng tiến cảnh một cách chậm chạp trong suốt 3 tỷ năm rưỡi. Hắn hiểu rõ mục đích của Tần Mục như lòng bàn tay. Tần Mục chỉ đơn giản là muốn kéo dài thời gian, tranh thủ cho cái gọi là biến pháp Diên Khang càng nhiều cơ hội hơn, giúp Diên Khang có thể trưởng thành. Thậm chí hắn còn tính được bên người Tần Mục mỗi lần có bao nhiêu người rời đi, mỗi lần có bao nhiêu người tiến vào từ bên ngoài, ước đoán được thực lực của Diên Khang. Trước đây, số lượng người thành đạo của Diên Khang tăng lên một cách chóng mặt, thế nhưng về sau, loại xu thế này mới dần chậm lại, đặc biệt là những năm gần đây, người thành đạo mới càng ngày càng ít, thậm chí trong vòng 2 vạn năm này không hề có lấy một người thành đạo mới nào xuất hiện. Diên Khang chỉ có tổng cộng 3.000 người thành đạo, số lượng trông có vẻ nhiều. Thế nhưng so với tích lũy của 16 kỷ nguyên vũ trụ mà nói thì quả thật quá ít ỏi. Kể từ khi đó, Vô Nhai lão nhân đã ý thức được, biến pháp Diên Khang gặp phải vấn đề rất lớn. Có lẽ vấn đề này đến từ việc không có mối đe dọa bị xâm lược.
Diên Khang không có mối đe dọa bị xâm lược, không có cảm giác lo lắng nguy hiểm, dân chúng nhàn nhã với hiện tại, không có lòng tiến thủ, không có ý chí liều mạng phấn đấu vươn lên, còn về biến pháp, cũng bởi vậy mà khó có thể duy trì. Sau khi nhận ra điều này, Vô Nhai lão nhân lập tức suy tính ra một khả năng khác, đó là Tần Mục sắp ra tay. Trong 3 tỷ năm rưỡi qua, mục đích mà Tần Mục kéo dài thời gian chính là vì giúp biến pháp Diên Khang trở nên lớn mạnh hơn, cho biến pháp Diên Khang nhiều thời gian hơn nữa. Hiện giờ, biến pháp khó lòng duy trì, vậy thì hắn cũng không cần phải tiếp tục trì hoãn nữa. Tần Mục nhất định sẽ ra tay. Nếu như đã quyết định ra tay, vậy thì Hỗn Độn nhất định sẽ liên thủ với ta, liên thủ với công tử Vô Cực, đối phó với Thành Ngọc Kinh. Bởi vì uy hiếp đến từ Thành Ngọc Kinh là lớn nhất, hai mắt Vô Nhai lão nhân lóe lên, tập hợp kẻ yếu chống lại kẻ mạnh, đây mới là đạo dùng binh. Sau khi trừ khử Thành Ngọc Kinh, hắn còn có sức đối phó với ta và công tử Vô Cực, đến lúc đó, hắn cũng cần đến sức mạnh của ta, gây áp lực lên Diên Khang, buộc biến pháp Diên Khang phải tiếp tục, mà hắn tới xin ta liên thủ với hắn, ta vừa khéo có thể đòi hỏi thêm lợi ích. Ngày ta khôi phục lại thời kỳ đỉnh phong đã nằm trong tầm tay, hắn vừa mới nghĩ đến đây, đột nhiên có người thành đạo tới bẩm báo, kim thuyền độ thế của thất công tử Hỗn Độn đã tiến vào dòng sông Hỗn Độn đầu tiên. Vô Nhai lão nhân đứng dậy, bật cười ha hả, nói, quả nhiên hành động của công tử Hỗn Độn không hề nằm ngoài dự đoán của ta. Tất cả kế hoạch của hắn đều nằm trong tầm kiểm soát của ta, từ đầu đến cuối hắn chỉ có thể nhảy nhót trong lòng bàn tay ta. Người đâu, chuẩn bị nghênh đón công tử Hỗn Độn, cho hắn biết tay. Đúng lúc này, tiếng chuông chợt vang lên, từng dòng sông Hỗn Độn như thể sôi trào. Một chiếc chuông băng qua 16 dòng sông Hỗn Độn, tọa lạc trên mặt sông, gây ra chấn động khiến cường giả tiền sử dưới sông không thể đứng vững, đồng loạt rơi xuống đại kiếp hủy diệt. Kim thuyền độ thế tiến quân thần tốc, lao thẳng từ trong chiếc chuông tới cây thế giới ở phía bờ bên kia. Vô Nhai lão nhân giật nảy mình, không biết phải làm sao. Theo như tính toán của hắn, đáng lẽ Tần Mục phải tới để cầu hòa, chứ không phải là tới để khai chiến. Thế nhưng Tần Mục lại ra tay, vượt qua 16 dòng sông Hỗn Độn, đánh thẳng tới. Hỗn Độn, Vô Nhai lão nhân vừa giận vừa sợ, hét lên, ngươi tới để cầu hòa, việc gì phải ra oai phủ đầu với ta. Trên đường lao về phía cây thế giới, kim thuyền độ thế đâm nát địa hình núi sông, tiếng chuông chấn động qua lại, lật tung mặt đất dưới gốc cây thế giới, vô số cường giả tiền sử như bèo tấm và lá rụng trong tiếng chuông, khó lòng đứng vững được. Vô Nhai lão nhân vội vàng thôi thúc cây thế giới, cứu lấy đám cường giả tiền sử kia, đồng thời cũng cắm thêm càng nhiều sợi rễ của cây thế giới xuống sâu dưới dòng sông Hỗn Độn. Vô số cường giả tiền sử hệt như con kiến bò chết bò lên từ rễ cây, cố gắng leo lên bờ bên kia. Tần Mục đứng ở mũi thuyền, kim thuyền độ thế vẫn đang lao thẳng về phía Vô Nhai lão nhân. Bên trên kim thuyền, từng người thành đạo của Diên Khang bay xuống khỏi thuyền, đánh về phía những kẻ đang lẻn qua kia. Hai vị lão tổ Lam Ngự Điền và Hư Sinh Hoa, Khai Hoàng Tần Nghiệp, Khai Hoàng Đế Dịch Nguyệt, hai vị đạo tổ của đạo môn, chiến công của Phật môn, bốn vị lão tổ Thiên Đao, hai vị thần vương của tạo vật chủ, Diên Phong Đế và các thiên đế của Diên Khang đồng loạt nghênh chiến. Đợi đến khi kim thuyền độ thế tới gốc cây thế giới, tới trước mặt Vô Nhai lão nhân, trên thuyền chỉ còn lại một mình Tần Mục. Kim thuyền độ thế dừng lại, Tần Mục bước xuống khỏi kim thuyền, sau đó không người nói, Vô Nhai đạo huynh, năm đó lần đầu tiên ngươi và ta gặp mặt, ta đưa cho ngươi một tờ giấy nợ nhân tình, ngươi có còn giữ hay không? Vô Nhai lão nhân giật mình thon thót, đưa mắt nhìn về phía sau lưng hắn, chỉ thấy dưới gốc cây thế giới đã hình thành nên hàng trăm chiến trường. Đám người thành đạo của Diên Khang đang trắng trợn đồ sát cường giả dưới trướng của hắn. Những năm này, e rằng đạo quả trên cây thế giới của hắn đã bị đám người Tần Mục nghiên cứu triệt để, tất cả thần thông đạo pháp đều bị đối phương phá giải, bởi vậy mới xảy ra chuyện diễn ra thảm cảnh đồ sát như vậy. Vô Nhai lão nhân khàn giọng nói, không phải ngươi tới cầu hòa sao? Tần Mục lắc đầu, nói, đạo huynh, giấy nợ còn đó không? Khóe mắt của Vô Nhai lão nhân co giật. Đột nhiên, một sợi rễ vô cùng khổng lồ của cây thế giới chợt chui lên khỏi mặt đất, rễ cây tách ra, một tờ giấy vàng bay ra khỏi đó, lơ lửng trước mặt Tần Mục. Tờ giấy vàng kia không thể vượt qua đại kiếp hủy diệt và đại kiếp sáng sinh, cho nên Vô Nhai lão nhân bèn giấu nó trong cơ thể mình, bảo vệ tờ giấy nợ này khỏi bị phá hủy. Tần Mục khẽ sửng sốt, hắn không ngờ rằng thật sự có một tờ giấy nợ, hơn nữa Vô Nhai lão nhân vẫn còn giữ đến tận bây giờ. Đạo huynh, ngươi có giấy nợ ở đây, là ta nợ ngươi một ân huệ. Tần Mục đưa tay thu hồi lại giấy nợ, sau đó gật đầu rồi hờ hững nói, vậy thì ta sẽ để lại cho đạo huynh một con đường sống, không tiêu diệt ngươi hoàn toàn. Vô Nhai lão nhân bật cười ha hả, cành lá của cây thế giới phía sau lưng hắn đột nhiên hóa thành vô số cánh tay, ảo ảnh của đạo quả muôn màu muôn vẻ treo lơ lửng trên tán cây thế giới. Hỗn Độn, lựa chọn tốt nhất của ngươi nên là liên thủ với ta, cùng nhau chống lại Di La Cung.
Sau này ngươi còn cần dùng sức mạnh của ta để gây áp lực lên Diên Khang, buộc Diên Khang phải phấn đấu vươn lên, chứ không phải là tới để trừ khử ta. Diên Khang đã trở thành một vùng đất không còn muốn phát triển nữa rồi đúng không? Cho nên con đường sống này của đạo huynh mới tồn tại. Tần Mục ngẫm nghĩ, mỉm cười, ta hiểu rồi. Sau khi trở thành thất công tử, sở dĩ ta cho ngươi một tờ giấy nợ có lẽ là vì muốn nhắc nhở bản thân không cần phải tiêu diệt ngươi hoàn toàn. Ta buộc phải giữ lại tính mạng cho ngươi, chỉ ngươi mới có thể khiến Diên Khang bước ra khỏi Vô Ưu Hương. Hắn nghĩ thông suốt chuyện này, không khỏi bật cười ha hả. Vô Nhai lão nhân cũng bật cười ha hả, thản nhiên nói, lão thất Di La Cung, ngươi tự tin chắc chắn có thể đánh bại ta như vậy sao? Lựa chọn tốt nhất của ngươi. Tần Mục bước tới, hỗn độn điện sau lưng ầm ầm mở ra, 16 dòng sông hỗn độn vắt ngang trên bầu trời, đài sen quy cư và cây thế giới xuất hiện, cắm rễ xuống dòng sông. Đài sen có đạo phẩm thập tam trọng, cây thế giới có 8 đạo quả và 7 đạo hoa, đạo quang phát ra từ hỗn độn điện chiếu sáng bề mặt của 16 dòng sông hỗn độn. Lúc này đây, trong đại kiếp hủy diệt của 16 kỷ nguyên vũ trụ, từng Vô Nhai lão nhân đồng loạt ngẩng đầu lên, nhìn thấy hỗn độn điện trong không trung của đại kiếp hủy diệt. Đạo quang chói mắt kia khiến hắn không thể nhìn rõ tương lai, hắn của lúc này hệt như từng cá thể độc lập, không còn cách nào liên hệ được với bản thân mình trong tương lai. Dưới gốc cây thế giới, Vô Nhai lão nhân hét lên, lao về phía Tần Mục, những cánh tay do vô số cành lá của cây thế giới hóa thành lập tức thi triển đủ loại thần thông. Đó là những loại thần thông khiến ai nấy khiến đảm sợ hãi, mỗi một loại đều đạt đến trình độ ảo diệu đỉnh điểm của đạo pháp, khiến người ta nhìn mà than thở. Ầm, vô số thần thông nhấn chìm Tần Mục. Bên trong thần thông nhiều không đếm xuể kia, 16 dòng sông hỗn độn đang xen với nhau, đánh những thần thông này biến mất vào trong dòng sông. Tần Mục đứng trước mặt Vô Nhai lão nhân, bàn tay đẩy về phía trước, thủ ấn càng ngày càng lớn, uy lực của ấn pháp nút thắt dây đỏ bùng nổ. Vô số cánh tay của Vô Nhai lão nhân đón đỡ, chỉ thấy một tiếng ầm ầm vang lên, 16 dòng sông hỗn độn chấn động, xiềng xích hệt như những sợi dây đỏ đang xen giao thoa với nhau, cố định vô số sợi rễ của cây thế giới xuống dòng sông. Vô Nhai lão nhân bị đánh đến mức không ngừng lùi về phía sau, cơ thể đột nhiên biến mất trong cây thế giới. Cây thế giới chấn động, đang định rút rễ ra, nhô lên khỏi mặt đất, song những sợi dây xích màu đỏ kia lại đột nhiên khóa chặt lấy rễ cây của hắn, khiến hắn không thể động đậy. Phía sau Tần Mục, bên trong hỗn độn điện, thanh bảo kiếm do hỗn độn thạch đúc thành bay tới. Tần Mục cầm kiếm, sau đó vung kiếm chém xuống. Cùng lúc đó, những nơi mà uy năng của ấn pháp nút thắt dây đỏ đi qua, vô số rễ cây của cây thế giới bị nghiền nát, hóa thành năng lượng thuần túy. Kiếm quang lóe lên, cây thế giới đổ xuống cái trầm. Tần Mục nhấc tay lên, gió nóng thổi tới, thiêu đốt xung quanh cây thế giới. Vô Nhai lão nhân kêu gào thảm thiết, cố gắng giãy giụa bay ra khỏi biển lửa. Đột nhiên đài sen quy khư rơi xuống, trấn áp phía trên cây thế giới. Gió nóng thổi ra từ từng cái lỗ trên đài sen, khiến ngọn lửa càng cháy mãnh liệt hơn. Nhanh thật. Bên trong thành Ngọc Kinh Tổ Đình, công tử Lăng Tiêu và công tử Tử Tiêu dõi mắt nhìn về phía cây thế giới từ xa. Cả hai đều nghiêm mặt lại, lão thất tiến bộ không nhỏ. Đột nhiên, Tần Mục cong ngón tay búng một cái, một sợi rễ cây thế giới bay ra khỏi dòng sông hỗn độn, lao ra bên ngoài bầu trời, biến mất không thấy đâu nữa. Thái Thủy đạo huynh, không cần phải chuyển hóa năng lượng huyết tế. Thái Thủy đang định thi pháp, giọng nói hững hờ của Tần Mục đột nhiên truyền tới, để cho Tam công tử lấy năng lượng huyết tế đi. Thái Thủy không hiểu ý của hắn, nhưng vẫn dừng tay lại. Tần Mục nhìn về phía xa, từng đại uyên quy khư ở nơi đó đang di chuyển, trôi về phía bên này, mà những đại uyên đó chính là thần thông của công tử Vô Cực. Đại uyên quy khư chân chính đã bị Tần Mục phá hủy, thế nhưng dù rằng uy lực thần thông của công tử Vô Cực không hề yếu, song dù gì nàng cũng giống hệt với đế hậu nương nương, đều là cổ thần sinh ra trong đại uyên. Không có đại uyên quy khư làm nguồn năng lượng, những năm này, tu vi của nàng khôi phục lại rất chậm. Nàng có ba cách để khôi phục lại tu vi, thứ nhất là tiến vào hỗn độn điện của Tần Mục, ở nơi đó có 16 dòng sông hỗn độn. Nàng có thể hấp thụ năng lượng của đại kiếp hủy diệt để giúp bản thân nhanh chóng khôi phục lại. Cách thứ hai chính là 16 dòng sông hỗn độn trong thành Ngọc Kinh Tổ Đình cũng có thể giúp nàng nhanh chóng khôi phục lại tu vi. Cách thứ ba chính là 16 dòng sông hỗn độn bao quanh cây thế giới. Có điều cả ba cách này đều không được. Tần Mục không có khả năng để nàng tiến vào hỗn độn điện, Tam công tử và Tứ công tử cũng không có khả năng để nàng dựa vào thành Ngọc Kinh. Cách thứ ba trông có vẻ là khả thi nhất, nhưng thật ra lại là cách không có khả năng nhất. Bởi vì công tử Vô Cực không thể tới gần cây thế giới, vả lại, cho dù nàng có thể hấp thụ được năng lượng trong đại kiếp hủy diệt thì cũng không thể có được năng lượng từ đại kiếp sáng sinh. Mấu chốt hơn chính là, Tần Mục phong ấn tổ đình, luyện hóa tổ đình, nàng không thể phá hủy tổ đình, biến tổ đình thành nguyên khí hỗn độn. Nàng có thể tới biển hỗn độn treo lơ lửng trên bầu trời,
thế nhưng nơi đó có lục đạo thiên luân của Tần Mục, uy lực cực kỳ đáng sợ, nàng cũng không biết bản thân sẽ rơi xuống kết cục như nào sau khi đi tới biển hỗn độn. Sau trận chiến quy khư, có thể nói Tần Mục áp chế nàng gắt gao, không cho nàng cơ hội trở mình. Ánh mắt của Tần Mục lóe lên vẻ âm u, giọng nói truyền đi xa, nhị tỷ, Vô Nhai lão nhân đã chết rồi. Vô số đại uyên đang di chuyển trên không trung kia đột nhiên dừng lại, sau đó cắn nuốt lẫn nhau, chẳng mấy chốc chỉ còn lại duy nhất một đại uyên, đến cuối cùng ngay cả đại uyên kia cũng biến mất không thấy đâu nữa. Ánh mắt Tần Mục lóe lên, cơ thể bay lên không trung, hóa thành một vệt ánh sáng lao thẳng về phía biển hỗn độn. Công tử Vô Cực cũng tài trí hơn người, biết được sau khi Tần Mục giết chết Vô Nhai lão nhân thì mục tiêu tiếp theo sẽ là bản thân mình, bởi vậy vô cùng quyết đoán, chạy thẳng về phía biển hỗn độn. Chỉ cần nàng có được biển hỗn độn trước Tần Mục, phá hủy lục đạo thiên luân, tạo ra một đại uyên quy khư mới, vậy thì thắng bại của trận chiến này còn chưa biết sẽ vào tay ai. Cho dù không thể tái tạo lại đại uyên, chỉ cần nàng trồng đài sen quy khư của mình xuống biển hỗn độn thì cũng đã có sức để đánh một trận. Rệt, bên trên mặt biển hỗn độn, một vết nứt kinh thiên động địa chợt xuất hiện, từng sợi rễ chui ra khỏi vết nứt, cắm xuống biển hỗn độn. Khoảnh khắc bộ rễ đó cắm xuống biển, đài sen thập lục phẩm bên trong vết nứt khổng lồ kia lập tức được kéo ra ngoài. Cùng lúc đó, lục đạo thiên luân được tạo nên bởi hỗn độn thạch ầm ầm chuyển động, kéo cả biển hỗn độn lên. Lục đạo thiên luân trông hệt như 6 cái bánh xe nước khổng lồ, sau khi cuốn biển hỗn độn lên để vận hành, đại đạo luân hồi lập tức tràn ngập bầu trời tổ đình. Mà thời điểm lục đạo thiên luân vận hành, bên trên đài sen thập lục phẩm xuất hiện bóng dáng của công tử Vô Cực, mái tóc trắng của nàng như thủy triều vọt về phía lục đạo thiên luân, khóa chặt lấy thiên luân. Từng sợi tóc trắng hệt như những sinh vật sống, điên cuồng sinh trưởng, chẳng mấy chốc đã bò đầy lên thiên luân, khiến lục đạo thiên luân không thể hoạt động được. Công tử Vô Cực nhấc tay lên, đánh về phía lục đạo thiên luân, chỉ cần phá hủy thiên luân, tái tạo lại quy khư, vậy thì Tần Mục sẽ không còn là đối thủ của nàng. Bàn tay của nàng xuyên qua tầng tầng lớp lớp ánh sáng được hình thành nên bởi đại đạo luân hồi, cánh tay của nàng nhanh chóng thối rữa trong phút chốc, để lộ ra phần xương trắng héo, da thịt trên cánh tay của nàng nhanh chóng sinh trưởng. Thế nhưng khoảnh khắc tiếp theo đã lại bị ánh sáng của luân hồi hóa thành xương trắng. Không chỉ có vậy, loại khuynh hướng thối rữa này còn ăn mòn vào trong bản thể của nàng theo pháp lực, lan đến bắp tay và bả vai nàng. Đại đạo luân hồi nhanh chóng tiêu hao tu vi của nàng, muốn kéo nàng vào trong luân hồi, triệt để tiêu diệt nàng. Công tử Vô Cực nghiến răng, bất chấp tất cả mà đánh ra một đòn. Ầm, bàn tay của nàng nặng nề đánh lên lục đạo thiên luân, khiến lục đạo thiên luân khổng lồ ầm ầm sụp đổ, hóa thành vô số đá vụn bay tung tóe. Công tử Vô Cực vui mừng không xiết, đang định thôi thúc pháp lực tái tạo quy khư, đột nhiên một đạo quả bay tới, rơi xuống phía trung tâm của những mảnh đá vụn kia. Đạo quả phát ra đạo quang chói mắt, hàng ngàn hàng vạn hỗn độn thạch trên không trung bay lên, lại tổ hợp thành lục đạo thiên luân. Phía trước thiên luân, bóng dáng nho nhỏ của Tần Mục hiện lên. Đạo quả kia bay lơ lửng phía sau đầu hắn, trong đạo quả phát ra đạo quang của lục đạo luân hồi, bùng, thiên luân đầu tiên chấn động, ầm ầm xoay tròn, mở rộng hơn. Quy lực được phát huy đến cực hạn, bùng bùng bùng, quy lực của thiên luân thứ hai, thiên luân thứ ba, thiên luân thứ tư rồi thiên luân thứ năm liên tục được kích hoạt, trông hệt như 6 vầng sáng hỗn độn vô cùng cổ xưa, sắp xếp thành một hàng dựa theo kích thước. Công tử Vô Cực thấy lòng mình chịu nặng, lão thất, đại đạo luân hồi của ngươi cũng thành đạo rồi sao? Tần Mục gật đầu, nói, ta phân tâm vào quá nhiều việc, chủng loại đại đạo mà ta tu luyện cũng cực kỳ phong phú, đáng lẽ muốn làm được đến bước luân hồi thành đạo vô cùng khó khăn. Thế nhưng may mà ta còn có một ca ca, hắn tu thành luân hồi thành đạo trước ta một bước, bởi vậy ta học được rất nhiều thứ từ trên người hắn. Người mà hắn nói chính là Tần Phượng Thanh. Tần Phượng Thanh kế thừa ý nguyện của Thổ Bá, ngoài việc nắm giữ Udora, hắn còn tu luyện đại đạo luân hồi. M Thiên Tử là người khai sáng ra đại đạo luân hồi, đáng tiếc tài trí có hạn, không thể hoàn thiện được đại đạo luân hồi. Tần Mục cải thiện đại đạo luân hồi, đưa đại đạo luân hồi đến một cảnh giới cao thâm hơn. Chia đại đạo luân hồi của M Thiên Tử thành 6 phần, tức là 6 loại đại đạo. Có thể nói, hắn là người dẫn đường cho Tần Phượng Thanh và U Thiên Tôn. Chẳng qua Tần Mục lại phân tâm trên con đường này, còn U Thiên Tôn thì chú trọng nguyên thần, cũng chưa từng cố gắng trên phương diện đại đạo luân hồi. Sau khi làm được đến bước nguyên thần thành đạo thì mới tiếp tục tham ngộ đại đạo Udo, trong khi đó bởi vì nắm giữ lục đạo thiên luân, cho nên Tần Phượng Thanh là người đi được xa nhất trên con đường này. Cuối cùng, Tần Phượng Thanh lại là người đầu tiên làm được đến bước luân hồi thành đạo. Thật ra Tần Phượng Thanh và Tần Mục là cùng một người, vốn là một thể, thậm chí có những lúc hai huynh đệ này còn tâm ý tương thông, cho nên việc học được đại đạo luân hồi từ Tần Phượng Thanh đối với Tần Mục mà nói thì cực kỳ dễ dàng. Trong số đạo quả trên cây thế giới của hắn có một quả là đạo quả luân hồi.
Công tử Vô Cực nhìn Lục Đạo Thiên Luân phía sau đầu hắn, ánh mắt cực kỳ phức tạp, nói, lão thất, thật ra ngươi và ta là hai người rất giống nhau. Ngươi và ta đều cho rằng lý tưởng của sư phụ là sai, cần phải sửa đổi. Ngươi chưa chắc có thể chứng minh được con đường của ngươi là đúng, cũng chưa chắc có thể chứng minh được con đường của ta là sai. Tần Mục gật đầu, nói, con đường của nhị tỷ có khả năng là đúng, nhưng ta không muốn mạo hiểm. Công tử Vô Cực gật đầu, ngươi từ đầu đến cuối chưa từng coi mình là người đứng đầu. Nếu như là một người đứng đầu, ngươi sẽ biết được kẻ tầm thường thì vô năng, số lượng của bọn chúng có nhiều hơn đi chăng nữa cũng chỉ là sâu mọt của vũ trụ này. Ngươi quá coi trọng bọn chúng, với đạo hạnh của ngươi và ta, chúng ta hoàn toàn có thể tạo ra một thế giới mới, tạo ra một vũ trụ hồng hoang, xây dựng lên một thế giới hoàn mỹ. Tần Mục mỉm cười, nhị tỷ, đạo bất đồng bất tương vi mưu. Mời, công tử Vô Cực hít một hơi thật sâu, thản nhiên nói, tiểu sư đệ, mời. Bên trong thành Ngọc Kinh Tổ Đình, công tử Lăng Tiêu, công tử Tử Tiêu và đám điện chủ với người thành đạo đồng loạt ngẩng đầu lên, nhìn về phía biển hỗn độn trên bầu trời cao chót vót. Công tử Tử Tiêu đột nhiên nói, đạo huynh, thế cục hiện giờ vô cùng tốt, chúng ta nên xuất kích, một mẻ hốt gọn thế lực của Diên Khang. 28 vị điện chủ đồng loạt nhìn về phía công tử Lăng Tiêu, một vị điện chủ trong đó trầm giọng nói, tứ công tử nói có lý. Bây giờ, thất công tử và nhị công tử đang giao tranh, thất công tử không rảnh để quan tâm đến chúng ta, mà người thành đạo của Diên Khang lại đang quét sạch đám tàn dư của Vô Nhai lão nhân, vừa hay là thời cơ tốt nhất để tiêu diệt toàn bộ người thành đạo của Diên Khang. Hai mắt của công tử Lăng Tiêu lóe lên, hiển nhiên vô cùng động lòng. Hiện giờ, Tần Mục bị công tử Vô Cực ngăn cản, không còn dư sức, mà người thành đạo của Diên Khang lại đang chiến đấu với thế lực dưới trướng của Vô Nhai lão nhân. Nếu như lúc này điện chủ và người thành đạo của Thành Ngọc Kinh xuất kích, vậy thì chắc hẳn là có thể quét sạch toàn bộ người thành đạo của Diên Khang và thế lực của Vô Nhai lão nhân một cách dễ như trở bàn tay. Được, công tử Lăng Tiêu trầm giọng nói, Thành Ngọc Kinh xuất kích, ầm, Thành Ngọc Kinh Tổ Đình ầm ầm chấn động. Từng tòa bảo điện phát ra đạo quang nồng đậm, từng gốc đạo thụ trong thành điên cùng sinh trưởng, đạo liên trong đạo quả đang xen chằng chịt với nhau, khiến cho đại đạo trong cả tòa thần thành này gần như sôi trào. 28 điện chủ và đám người thành đạo thôi thúc pháp lực, đưa thần thành cổ xưa này bay lên cao, trùng trùng điệp điệp, lao thẳng về phía cây thế giới. Công tử Lăng Tiêu sáng hai mắt, hét lên, tăng thêm chút áp lực cho lão thất, đưa Vô Cực điện của nhị tỷ tới đây. Đúng lúc này, trên bầu trời cao, biển hỗn độn chợt chấn động kịch liệt. Đám người trong thành Ngọc Kinh ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy biển hỗn độn bị một thứ sức mạnh khổng lồ xé rách, ảo ảnh của 16 đại uyên quy khư xuất hiện, nhìn từ lối vào của những đại uyên đó còn có thể thấy được cảnh tượng của 16 kỷ nguyên vũ trụ trong quá khứ, nhị tỷ đang tự triệu hoán Vô Cực điện của nàng. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha, công tử Lăng Tiêu khẽ giật mình, vội vàng nói, dừng việc đổi thành Vô Cực điện, hắn vừa dứt lời, thời không đột nhiên vặn vẹo méo mó. Ảo ảnh của 16 đại uyên quy khư bị từng dòng sông hỗn độn đưa lên, sau đó rơi xuống sông. Dưới sự thôi thúc của Tần Mục, Lục Đạo Thiên Luân đang bóp méo thời không. Khóe mắt công tử Lăng Tiêu co giật, vội vàng hét lên, mau chóng đổi thành Vô Cực điện. Thế nhưng đã không còn kịp nữa, lối vào của 16 đại uyên quy khư kia xuất hiện một bàn tay khổng lồ đang giáng xuống. Ấn pháp nút thắt dây đỏ do chủ nhân Di La Cung khai sáng bạo phát trong tay của Tần Mục. 16 bàn tay như thể đồng thời cùng ấn lên người công tử Vô Cực. Công tử Vô Cực cố gắng triệu hoán Vô Cực điện của mình. Lối vào của mỗi một đại uyên quy khư đều tương ứng với một bản thể của nàng, thế nhưng Tần Mục lại cao minh hơn một bậc, thông qua sơ hở mà nàng để lộ ra khi xé rách thời không để tạo nên đại uyên, sau đó lập tức tấn công vào sơ hở đó, thi triển một đòn trí mạng. Đòn đánh đó không phải là do Tần Mục tạo ra, đổi lại là thần thông của Tần Mục, vậy thì chưa chắc có thể giết chết Vô Cực, thế nhưng... Ấn pháp nút thắt dây đỏ lại chính là thần thông chuyên để đối phó với Vô Cực do chủ nhân Di La Cung khai sáng, bởi vậy đòn đánh này đủ để lấy đi tính mạng của nàng. Lục Đạo Thiên Luân như thể điên cuồng xoay tròn, xé nát biển hỗn độn thành vô số mảnh. Bên trong thành Ngọc Kinh, công tử Lăng Tiêu, công tử Tử Tiêu và điện chủ cùng với đám người thành đạo ngẩng đầu lên, nhìn cảnh này, trong lòng không khỏi lạnh buốt. Lục Đạo Thiên Luân đang điên cuồng chuyển động đột nhiên dừng lại, từng mảnh nhỏ của biển hỗn độn quay về làm một thể. Mặt biển khôi phục lại vẻ phẳng lặng yên tĩnh, sau đầu Tần Mục, Lục Đạo Thiên Luân từ từ hạ xuống, một nửa đứng trên mặt biển, một nửa chìm xuống dưới mặt biển. Đối diện với hắn, công tử Vô Cực lặng im một lúc lâu, mãi mới nói, hiện giờ ta không đang trong thời kỳ đỉnh phong, nếu như là thời kỳ đỉnh phong, chắc chắn chiêu này của sư phụ không thể khiến ta bị thương. Tần Mục ngẫm nghĩ, nói, nhị tỷ tài hoa hơn người, thế nhưng e rằng cũng chẳng phải là đối thủ của sư phụ, hắn có thể một tay trấn áp ngươi. Cũng có thể một tay giết chết ngươi,
chẳng qua là hắn không nỡ mà thôi. Công tử Vô Cực ngẩng đầu lên, thứ mà nàng nhìn không phải bầu trời, mà là tổ đình. Nàng buồn bã nói, sư phụ chết rồi sao? Tần Mục khẽ gật đầu, công tử Vô Cực nở một nụ cười xinh đẹp, vậy thì ta cũng nên đi theo hắn thôi. Lão Thất, thời điểm quay về quá khứ, khi gặp được ta lúc mạnh nhất, ngươi nhất định phải đánh một trận công bằng với ta. Cơ thể của nàng vỡ vụn, tan rã. Tần Mục im lặng, khẽ thôi thúc lục đạo thiên luân, khiến lục đạo thiên luân xoay tròn. Nhị tỷ, ta giống với sư phụ, không thể khẳng định con đường của ta là đúng. Sư phụ cho ngươi một cơ hội, bởi vậy ta cũng sẽ cho ngươi một cơ hội làm lại từ đầu. Hắn đưa mắt nhìn về phía thành Ngọc Kinh ở bên dưới. Lục đạo thiên luân chuyển động, hồn phách của công tử Vô Cực ngưng tụ lại một lần nữa, được đưa ra khỏi tổ đình, đi chuyển thế trọng sinh. Nếu như tương lai ta quay về quá khứ, không tìm được cách giải quyết hư không tịch diệt, vậy thì ta sẽ không ngăn cản ngươi nữa. Tần Mục lẩm bẩm, mặt sau của nguyên giới chính là lãnh địa của thú giới, thú tộc Thái Cổ ở lại nơi này, sinh ra rất nhiều thần thông giả thú tộc. Ngày hôm đó, một vệt sáng chợt bay tới, thần thông giả thú tộc ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy lờ mờ trong vệt sáng đó là một nhánh cây bị cháy khét, nhánh cây kia rơi xuống, chui sâu vào trong lòng đất, biến mất không thấy đâu nữa. Thần thông giả của thú tộc tới tìm kiếm, thế nhưng mãi vẫn không tìm thấy nhánh cây bị đốt cháy kia. Không biết bao nhiêu năm sau, có một ngày đột nhiên sấm chớp đì đùng không ngừng nghỉ, sét đánh như mưa, liên tục bổ về một phía. Nơi bị sét bổ xuống, một mầm cây xanh non mơn mởn đang chui ra khỏi mặt đất. Một bên khác, một bé gái được sinh ra, một bên mắt thì đối tăm, một bên mắt thì sáng ngời, trông như thể chứa đựng cả vũ trụ tinh không. Bên trong thành Ngọc Kinh tổ đình, công tử Lăng Tiêu và công tử Tử Tiêu thấy Vô Cực đã chết, không khỏi biến sắc, vội vàng dừng thành Ngọc Kinh lại, lập tức thi triển huyết tế. Mục đích lần này của thành Ngọc Kinh tổ đình là nhân lúc Tần Mục đối phó với Vô Cực, quét sạch toàn bộ thế lực Diên Khang, thế nhưng điều khiến bọn họ không ngờ được chính là, Tần Mục lại giết chết Vô Cực nhanh đến như vậy, hơn nữa còn vô cùng lưu loát dứt khoát, toàn lực thôi thúc huyết tế. Hai vị công tử hạ lệnh, vô số mảnh vỡ đại la thiên sáng lên, từng cột lăng trụ không ngừng nhô cao, kích thước càng ngày càng khổng lồ, đồng thời vô số phù văn cũng lóe sáng, khiến cả tổ đình được bao trùm trong hào quang của huyết tế. Nhưng điều khiến bọn họ kinh ngạc chính là, Tần Mục không hề nhân cơ hội này để can thiệp vào huyết tế, mà mặc cho bọn họ thi triển. Chẳng lẽ hắn thật sự có đủ tự tin có thể một mẻ hốt gọn chúng ta sao? Hai vị công tử sa sầm mặt mày, từ quá trình Tần Mục giết chết Vô Nhai và Vô Cực, quả thật thực lực của Tần Mục đã tiến bộ rất lớn trong 3 tỷ năm rưỡi này, thế nhưng vẫn còn kém một chút so với trình độ của công tử. Nếu chỉ dựa vào thực lực của hắn và Diên Khang, muốn tiêu diệt thành Ngọc Kinh, dường như là điều không thể. Khí phách của Lão Thất đã có mấy phần phong thái của sư phụ rồi, có điều cho dù như thế nào, trận chiến này tuyệt đối không thể thua, cũng tuyệt đối không có khả năng thua. Huyết tế của thành Ngọc Kinh được mở ra hoàn toàn, hấp thụ nguồn năng lượng dồi dào sau cái chết của Vô Nhai và Vô Cực, sau đó tiến hành hoán đổi chức năng với quá khứ. Bên trong thành Ngọc Kinh, từng vệt sáng lóe lên, người thành đạo và điện chủ không ngừng giáng xuống. Cùng lúc đó, công tử Lăng Tiêu và công tử Tử Tiêu cũng cách việc hoàn toàn giáng xuống ngày một gần hơn. Tần Mục và người thành đạo của Diên Khang như thể lo sợ năng lượng để bọn họ giáng xuống không đủ, cho nên vẫn đang không ngừng diệt trừ đám tùy tùng của Vô Nhai lão nhân, giúp cho càng nhiều người thành đạo của thành Ngọc Kinh có thể ung dung giáng xuống tổ đình. Trên bầu trời, biển hỗn độn vô cùng im ắng. Tần Mục đi xuống, bước vào trong chiến trường. Dưới trướng của Vô Nhai lão nhân có vô số cường giả, trong đó cũng không thiếu những cường giả không thua kém gì điện chủ, thế nhưng giờ đây bọn họ đều như rắn mất đầu. Số lượng cường giả của Diên Khang vô cùng đông đảo, chỉ riêng cường giả cấp điện chủ đã có đến hơn 10 người, ví dụ như Hư Sinh Hoa, Lam Ngự Điền, Khai Hoàng Tần Nghiệp, Thái Thủy, Giang Bạch Khuê, Tinh Ngạn, Tần Phượng Thanh, U Thiên Tôn, Hoa Quyên Tú và Thần Vương Tư Tần. Trận chiến này không cần Tần Mục ra tay thì thế cục đã định. Tần Mục lẳng lặng chờ đợi. Mức độ thảm khốc của trận chiến này nằm ngoài sức tưởng tượng. Cường giả dưới trướng của Vô Nhai lão nhân không hề thủ tại nơi này để chiến đấu, mà là chạy tới những nơi khác của tổ đình, mở rộng chiến trường ra khắp các nơi, khiến việc quét sạch tất cả càng trở nên khó giải quyết. Cho dù có Tần Phượng Thanh, Thiên Công, Thiên M Nương Nương và Dược Sư, song cường giả của Diên Khang vẫn khó tránh khỏi việc xuất hiện thương vong. Tần Mục vẫn không nhúng tay vào, để mặc bọn họ hành động. Hơn 10 năm sau, trận chiến càn quét này khó khăn lắm mới kết thúc. Kim Thuyền Độ Thế chở theo mọi người quay về, dừng lại bên ngoài thành Ngọc Kinh tổ đình. Tần Mục đứng trên mũi thuyền. Huyết tế bên trong thành Ngọc Kinh tổ đình đã đến hồi cuối, hào quang phát ra từ huyết tế trên bầu trời cũng dần trở nên ảm đạm, từng tia đạo quang bắn ra từ vũ trụ quá khứ cũng chậm rãi thu nhỏ, cuối cùng từng vệt sáng biến mất,
những tia sáng cuối cùng cũng dần hạ xuống, rơi vào bên trong thành. Giờ đây, thành Ngọc Kinh Tổ Đình hệt như được một cơn mưa gột rửa sạch sẽ, bóng loáng như mới, hoàn toàn xuất hiện phía bên trong Tổ Đình. Bên trong tòa thần thành cổ xưa này, đạo quang mịt mờ, đạo thụ thành rừng, đạo âm ẩn chứa trong đạo quả của người thành đạo phát ra một cách có trật tự, không ngừng vang vọng, không biết bao nhiêu loại đạo âm tập hợp lại với nhau hệt như một bản ca tụng đại đạo, tràn ngập khắp Tổ Đình. Đạo văn đạo liên bắn ra từ đạo thụ bên trong thành giao thoa đang xen với nhau trên không trung, mặc dù số lượng cực kỳ nhiều, song lại không hề rối loạn một chút nào. Những đạo văn đạo liên đó tràn ngập khắp nơi hệt như muốn lạc ấn lên bầu trời, lạc ấn vào núi sông. Cho dù là xung quanh kim thuyền độ thế thì cũng có những chùm đạo văn đạo liên huyền diệu thâm sâu giống như giao long, giống như dòng sông, giống như phượng múa, bay lượn lờ xung quanh kim thuyền. Cạch, cánh cổng thành của thành Ngọc Kinh mở ra, để lộ ngàn cung vạn điện và cánh rừng đạo thụ bên trong thành. Phía trước mỗi một cung điện đều có một gốc đạo thụ, phía dưới mỗi gốc đạo thụ đều có một người thành đạo. Trong số bọn họ, người thì đặt đạo binh của mình lên trên tế đàn trong cung, người thì treo đạo binh của mình lên đạo thụ, dùng đạo hoa và đạo quả để nuôi dưỡng. Bọn họ không có Đại La Thiên, chưa hề thành đạo ở kỷ nguyên thứ 17, có lẽ đây chính là điểm yếu duy nhất của bọn họ. Thế nhưng tu vi của bọn họ vẫn cực kỳ thâm hậu, vả lại số lượng cũng rất nhiều, vượt xa con số 3.000 người thành đạo của Diên Khang. Thúc Quân Vương dài cả cổ, đếm số lượng đạo thụ trong thành, mà Tư Tần đứng bên cạnh dù gì cũng là tạo vật chủ, cơ thể vô cùng cao lớn vạm vỡ, cho nên nói được ngay, lão thần vương, không cần đếm nữa. Trong thành có tổng cộng 1.800.000 gốc đạo thụ. Thúc Quân rụt cổ lại, nói thầm, đừng gọi ta là lão thần vương, ta chỉ lớn hơn có mấy vạn tuổi mà thôi. Tư Tần tò mò hỏi, thần vương muốn xưng huynh gọi đệ với ta sao? Thúc Quân đen mặt, vội vàng lắc đầu, rất nhiều người ở đây đều là thúc thúc bá bá của Tư Tần, nếu như xưng huynh gọi đệ với Tư Tần, vậy thì chẳng phải bản thân hắn chịu thiệt lớn rồi sao? Thật ra xét về bối phận, có thể nói bản thân Thúc Quân chính là người lớn tuổi nhất, huống chi Tư Tần lai lịch không rõ ràng. Nhỡ đâu thật sự là nhi tử của Tần Mục, vậy thì bản thân hắn lỗ nặng là cái chắc. Hắn còn nhớ không lâu trước đó khi đến Tổ Đình, lúc Tư Tần giao bức họa của thần vương Lãng Uyển cho Tần Mục, từ biểu cảm của Tần Mục, hắn có thể khẳng định trong này nhất định có chuyện gì đó. Giang Bạch Khuê liếc nhìn Tư Tần, cũng nghĩ đến nét mặt của Tần Mục khi nhận lại bức họa kia, bèn lộ vẻ suy ngẫm. Diên Phong Đế tiến sát lại bên cạnh hắn, thấp giọng nói, quốc sư, ngươi đã tìm ra ai là sinh phụ của Tư Tần chưa? Diên Phong Đế không còn là thiên đế, Giang Bạch Khuê cũng không còn là quốc sư, thế nhưng Diên Phong Đế vẫn thường gọi hắn là quốc sư. Hai mắt Giang Bạch Khuê lóe lên, hạ giọng xuống rồi nói, ta từng mời Thiên Đồ Họa Thánh kiểm tra bức họa kia. Diên Phong Đế hứng thú, đang định hỏi tiếp, Ngụy Tùy Phong bước tới gần, khẽ hỏi, Thiên Đồ Họa Thánh nói sao? Thiên Đồ Họa Thánh là lão sư họa đạo của Tần Mục, là người điếc trong thôn Tàn Lão. So với hắn, có thể nói họa đạo của Tần Mục vẫn còn rất non kém. Có điều nói về khả năng viết tình cảm và khí phách rộng lớn trong họa đạo của Tần Mục, họa thánh lại chẳng thể sánh bằng. Ba lão nam nhân xúm lại, châu đầu ghé tai với nhau. Giang Bạch Khuê trầm ngâm chốc lát, sau đó mới thuật lại lời nói của họa thánh một lượt. Thiên Đồ Họa Thánh nói, quả thật bức họa kia là do Tần Mục vẽ, ẩn chứa tình cảm của Tần Mục. Lúc vẽ bức họa này, trình độ họa đạo của Tần Mục đã không còn điểm gì để bắt bẻ. Bên trong bức họa tự hình thành nên trời đất, có vũ trụ càn khôn. Có điều, mặc dù họa đạo của Tần Mục rất hoàn mỹ, song thật ra bức họa này là một bức họa không hoàn chỉnh, vẫn chưa vẽ xong. Ta cẩn thận hỏi lại, họa thánh lại không muốn nói nhiều, chỉ nói duy nhất một câu, có vài thứ trong bức họa này không phải là được vẽ ra, mà là được in lên. Giang Bạch Khuê nói, theo con mắt của ta, bức họa này đã cực kỳ hoàn mỹ, rốt cuộc phần được in trong bức họa này nằm ở đâu đây? Diên Phong Đế và Ngụy Tùy Phong đưa mắt nhìn nhau, nếu như biết là phần nào được in lên, nói không chừng có thể phá giải được bí mật về thân thế của Tư Tần, thế nhưng bức họa này đã được Tần Mục thu về. Vả lại, cho dù Tần Mục có lấy ra, với trình độ kém cỏi của ba người bọn họ trên phương diện họa đạo, chỉ sợ cũng không nhìn ra được gì. Ngụy Tùy Phong do dự chốc lát, mê mang nói, lão hoàng đế, hay là ngươi đi hỏi Diên Tú Đế thử xem. Có lẽ nàng biết nội tình, nói không chừng có thể lấy được bức họa kia ra. Diên Phong Đế rùng mình, cả giận nói, ngươi toàn đưa ra mấy ý kiến ngu ngốc hết sức. Nếu như thật sự là chuyện do cô gia làm, vậy thì Linh gia ta không thể sống yên ổn được. Đừng nhắc đến nữa, đừng nhắc đến nữa. Đột nhiên, một nữ tử dung mạo thanh tú bước ra khỏi thành Ngọc Kinh, không người nói, Thất công tử, hai vị công tử có lời mời, xin công tử dời bước. Tần Mục gật đầu, bước ra khỏi kim thuyền, dịu dàng nói, Nam Tương tỷ tỷ, mời. Nữ tử kia cười khúc khích, công tử khách khí rồi. Mời,
Tần Mục theo chân nàng tiến vào trong thành Ngọc Kinh. Tần Phượng Thanh giáo giác nhìn bốn phía xung quanh, chỉ thấy đạo thụ bên trong thành Ngọc Kinh tổ đình càng ngày càng tươi tốt, đạo văn đạo liên càng ngày càng nhiều, hình thành mạng lưới dày đặc, khiến cho tổ đình trông như thể một chiếc lưới khổng lồ, mà kim thuyền của bọn họ thì hệt như một con côn trùng bị mắc kẹt trong lưới. Hắn không khỏi nhíu mày, nói với Hư Sinh Hoa và Lam Ngự Điền, hai vị đạo huynh, với bố cục của thành Ngọc Kinh tổ đình hiện giờ, nếu như chúng ta còn án binh bất động, chỉ sợ sẽ rơi xuống thế hạ phong. Lam Ngự Điền gật đầu, nhìn quanh rồi nói, không thể để rơi xuống thế hạ phong, chư vị chuẩn bị đi. Hắn vừa dứt lời, từng vùng Đại La Thiên trên kim thuyền độ thế đột nhiên mở rộng, đó chính là Đại La Thiên của đám người thành đạo Diên Khang. Đại La Thiên phát ra ánh hào quang rực rỡ chói mắt, thể hiện rõ sức mạnh của người thành đạo Diên Khang. Đại La Thiên của người thành đạo Diên Khang hoàn toàn khác với Đại La Thiên của người thành đạo trong suốt 16 kỷ nguyên vũ trụ qua. Đại La Thiên của mỗi một người trong số bọn họ đều lấy tổ đình làm căn cơ, thần tàng tổ đình đứng ở giữa, còn cây thế giới thì đứng sừng sững trong trung tâm tổ đình, xung quanh là các thánh địa như Ngũ Thái, Thiên Hải, Cửu Ngục, Giao Đài và Tứ Cực Thiên, mà bên trên cây thế giới chính là thần tàng Huyền Đô, có quần tinh chói lọi, tinh hà xoay quanh, còn dưới gốc cây thế giới chính là thần tàng U Đô. Ngoài ra còn có các loại thần tàng khác như Thiên Hà hay Tứ Cực Thiên, hình thành nên dị tượng chư thiên vạn giới. Đợi đến khi Đại La Thiên của 3.000 người thành đạo hoàn toàn trải rộng, các loại đạo văn đạo liên lập tức tràn ngập và lan ra khắp bốn phía xung quanh, đẩy lùi đạo văn đạo liên của người thành đạo trong thành Ngọc Kinh tổ đình, tranh nhau phát sáng. Vô số Đại La Thiên hệt như hàng ngàn vũ trụ càng không cỡ nhỏ, trông cực kỳ chói mắt, có điều trong đó cũng có Đại La Thiên khác loại, ví dụ như Giang Bạch Khuê tu luyện đại đạo hậu thiên, đi trên con đường thiên cung thiên đình, cho nên Đại La Thiên của hắn không đồng nhất với mọi người. Mà người thành đạo đi trên con đường đạo cảnh truyền thống như Khai Hoàng cũng không giống với mọi người. Ngoài ra, cổ thần thành đạo như Thái Thủy cũng có khác biệt rất lớn với những người tu luyện hệ thống đạo cảnh tổ đình. Hai mắt Hư Sinh Hoa lóe lên, nhìn khắp bốn phía xung quanh, chỉ thấy người thành đạo của tổ đình vẫn đang trên cơ bọn họ, bèn nói, chư vị, trả lại thánh địa cho tổ đình. Hắn vừa dứt lời, từng dãy núi bay lên khỏi kim thuyền độ thế, ngoài ra còn có các thành địa khác như Đại Dương Mênh Mông, sông Hồ Ao Suối, Tứ Đại Thiên Môn, Giao Trì Giao Đài, Trảm Thần Đài và Cửu Ngục Đài bắn ra khỏi tay áo của từng người thành đạo, bay tới khắp các nơi trong tổ đình. Những thánh địa này vốn được Hạo Thiên Đế cưỡng chế luyện hóa thành bảo vật trong thời kỳ Thiên Đình bán thần, dùng để tấn công nguyên giới, sau này bị Diên Khang lấy dần về, dùng để trấn áp quốc vận. Trong trận chiến cuối cùng lần này, hai vị lão tổ là Hư Sinh Hoa và Lam Ngự Điền ra lệnh thu hồi tất cả những thành địa đó của tổ đình, chuẩn bị trả lại cho tổ đình. Đợi đến khi những thánh địa này lần lượt rơi xuống vị trí cũ, tổ đình lập tức ầm ầm chấn động, hệt như một vị thần bị phong ấn, tất cả thần tàng kết nối với nhau, từng luồng bảo quang đạo quang nhanh chóng phóng lên nền trời tổ đình, hòa cùng với Đại La Thiên của người thành đạo Diên Khang. Bên trong thành Ngọc Kinh, Tần Mục ngồi xuống, trên gương mặt mang theo một nụ cười mỉm, đưa mắt nhìn sắc mặt của công tử Lăng Tiêu và công tử Tử Tiêu. Đạo văn đạo liên phát ra từ rừng đạo thụ trong thành bị áp chế, không ngừng thu về, mà bên ngoài thành, Hỗn Nguyên đỉnh tổ đình như thể đã khôi phục lại. Suốt 3 tỷ năm rưỡi qua, Tần Mục lạc ấn tổ đình, luyện hóa tổ đình thành bảo vật, thời điểm những thánh địa này được trả về, cả tổ đình như được luyện hóa thành một thể, triệt để biến thành một trọng bảo hay trọng khí không thể tưởng tượng nổi, có thể trấn áp tất cả. Công tử Lăng Tiêu và công tử Tử Tiêu tỏ vẻ thờ ơ, không hề để lộ ra biểu cả sợ hãi hay lúng túng, rõ ràng là đã dự đoán được sự thay đổi lần này của tổ đình từ lâu, khiến Tần Mục có chút thất vọng. Lão thất, cho dù ngươi có luyện hóa tổ đình vững chắc đến đâu thì cũng không thể vượt qua đại kiếp hủy diệt và đại kiếp sáng sinh, thế nhưng thành Ngọc Kinh thì lại có thể. Công tử Lăng Tiêu nhắc nhở, ngươi muốn luyện chế tổ đình thành trọng bảo để áp chế thành Ngọc Kinh, đúng là nằm mơ giữa ban ngày. Lời nói của hắn không phải là không có lý, bởi lẽ thành Ngọc Kinh tổ đình không phải được xây dựng trong ngày một ngày hai. Có thể nói, tòa thần thành này được chủ nhân Di La Cung bắt đầu luyện chế từ kỷ nguyên thứ hai, kết quả thất bại trong đại kiếp hủy diệt của kỷ nguyên thứ hai. Khi Tần Mục đến Di La Cung lần đầu tiên cũng đã nhìn thấy những di tích cũ của thành Ngọc Kinh này. Trong mỗi một kỷ nguyên sau đó, Di La Cung đều thử luyện chế lại thành Ngọc Kinh từ một đống phế tích, hy vọng có thể giúp tất cả sinh linh của thành Ngọc Kinh bình an vượt qua đại kiếp hủy diệt và đại kiếp sáng sinh, tới được kỷ nguyên tiếp theo. Thế nhưng mỗi một kỷ nguyên sau đó, Di La Cung đều kết thúc bằng sự thất bại, mãi cho đến kỷ nguyên thứ 15 và kỷ nguyên thứ 16, bố cục của thành Ngọc Kinh mới được quyết định. Cuối cùng tòa thần thành này cũng có thể vượt qua đại kiếp hủy diệt và đại kiếp sáng sinh. Điều tiếc nuối duy nhất chính là, mặc dù tòa thần thành này có thể băng qua đại kiếp hủy diệt và đại kiếp sáng sinh, song người trong thành lại không thể chống lại đại kiếp sáng sinh,
lúc đối mặt với đại kiếp sáng sinh vẫn sẽ tử thương nghiêm trọng, bởi vậy nói tóm lại Thành Ngọc Kinh Tổ Đình vẫn là một sản phẩm thất bại. Tuy nói như vậy, song Thành Ngọc Kinh Tổ Đình vẫn là một sáng tạo vĩ đại nhất, Tần Mục luyện chế Tổ Đình thành thần khí mạnh nhất trong kỷ nguyên thứ 17, thế nhưng khi so sánh với Thành Ngọc Kinh Tổ Đình, món thần khí này vẫn còn thua kém rất nhiều. Tần Mục mỉm cười, nói, Thành Ngọc Kinh được luyện chế ra là vì để độ kiếp, đặc điểm của nó là để đối phó hai loại đại kiếp là hủy diệt và sáng sinh. Cho nên tòa thần thành này không hề có sở trường công kích, trong khi đó Hỗn Nguyên Đỉnh Tổ Đình được ta chuyển chế ta là để công kích và phong ấn. Mỗi thứ đều có chức năng riêng của nó, cho nên công dụng không giống nhau, đương nhiên uy lực cũng khác biệt. Công tử Tử Tiêu lạnh lùng nói, lão thất, ngươi biết vì sao lần trước bọn ta đồng ý với ngươi, lặng lặng chờ đợi ngươi tiêu diệt Vô Nhai và Nhị Tỷ không? Chính là bởi vì bọn ta nắm rõ tất cả mọi thứ về ngươi như lòng bàn tay. Ngươi phong ấn Tổ Đình, luyện hóa Tổ Đình thành bảo vật. Làm sao có chuyện bọn ta không biết, thế nhưng khi Thành Ngọc Kinh giáng xuống, mọi sự cố gắng của ngươi đều là công cốc, đều là phí công vô ích, phong ấn của ngươi, Hỗn Nguyên Đỉnh Tổ Đình của ngươi, hàng ngàn người thành đạo dưới trướng của ngươi, Di La Cung chưa từng để tâm đến. Hắn ngẩng đầu lên nhìn bầu trời, rồi lại nhìn về phía bốn vách của Hỗn Nguyên Đỉnh Tổ Đình, sau đó thản nhiên nói, chỉ cần Thành Ngọc Kinh giáng xuống, tất cả nỗ lực của ngươi đều sẽ trở thành một trò cười, phong ấn của ngươi sẽ bị Thành Ngọc Kinh phá hủy một cách dễ dàng. Hỗn Nguyên Đỉnh của ngươi sẽ bị Thành Ngọc Kinh đánh tan thành từng mảnh, Lục Đạo Thiên Luân của ngươi, Hồng Chung Vũ Trụ của ngươi cũng không chịu nổi một đòn trước mặt Thành Ngọc Kinh. Thành Ngọc Kinh có thể vượt qua 16 kỷ nguyên vũ trụ, vượt qua 16 dòng sông hỗn độn, thứ nó đang chở không phải là bọn ta, mà là 16 kỷ nguyên vũ trụ, là lịch sử và nền văn minh suốt trăm tỷ năm qua. Hắn thu hồi tầm mắt, mí mắt cụp xuống, nó mạnh mẽ đến mức nào, ngươi chẳng thể tưởng tượng nổi. Tần Mục cười phá lên, nói, hai vị đạo huynh mời ta tới là để khoe khoang sự hùng vĩ và tráng lệ của Thành Ngọc Kinh sao? Công tử Lăng Tiêu lắc đầu, nói, tất nhiên là không. Dù gì ngươi và ta cũng là sư huynh đệ, đồng môn cùng sư phụ, không phải quan hệ mà người bình thường có thể so sánh được. Nếu như trận chiến này ngươi thua, ta và lão tứ sẽ không làm khó Diên Khang của ngươi, ngươi có thể yên tâm. Tần Mục thản nhiên nói, hai vị đạo huynh rộng rãi độ lượng, khiến người ta bội phục, không phải là rộng rãi độ lượng. Công tử Lăng Tiêu thờ ơ nói, là bởi vì sau trận chiến này, người thất bại là sư đệ sẽ bị bọn ta đánh về quá khứ, mà người thành đạo trong suốt 3 tỷ năm rưỡi tích lũy của Diên Khang cũng đều sẽ bị chôn vùi. Diên Khang sẽ không gượng dậy nổi, biến pháp Diên Khang cũng chỉ là bong bóng trong mơ, không còn thực lực uy hiếp đến Thành Ngọc Kinh. Đến lúc đó, ta bỏ mặc bọn họ, đó không phải là độ lượng. Công tử Lăng Tiêu nói tiếp, sư đệ giết chết Vô Nhai, diệt trừ Nhị Tỷ, sang bằng thế lực của Vô Nhai lão nhân, cho dù là người thành đạo của Thành Ngọc Kinh ta giáng xuống, gánh nặng của vũ trụ này cũng sẽ không bởi vậy mà tăng lên. Cho nên, sự giáng xuống của Thành Ngọc Kinh sẽ không rút ngắn tuổi thọ của kỷ nguyên thứ 17. Bọn ta sẽ có đủ thời gian để nghiên cứu xem làm thế nào để xóa bỏ đại kiếp hủy diệt, làm thế nào để vượt qua đại kiếp sáng sinh. Vả lại, lão thất ngươi quay trở về quá khứ, người thành đạo Diên Khang thân tử đạo tiêu, trả lại năng lượng cho trời đất cũng sẽ kéo dài tuổi thọ cho kỷ nguyên này. Công tử Lăng Tiêu mỉm cười, nói, lão thất, ngươi diệt trừ hai kẻ địch mạnh có thể uy hiếp đến Thành Ngọc Kinh là Vô Nhai và Nhị Tỷ, giúp cho Thành Ngọc Kinh có thể giáng xuống. Cống hiến của ngươi cho Di La Cung thậm chí còn trên cả hai vị sư huynh là bọn ta, khiến Ngô huynh hổ thẹn. Tần Mục nhíu mày, cười mà như không cười, nói, hai vị đạo huynh đã bắt đầu học thuật công kích lòng người của ta rồi sao? Xem ra trong 3 tỷ năm rưỡi đối đầu với nhau này, hai vị sư huynh càng ngày càng hiểu ta, có gì nói nấy mà thôi. Công tử Lăng Tiêu nói, căn cơ của Thành Ngọc Kinh còn đó, việc gì phải công kích lòng người, bọn ta chưa từng nghĩ như vậy, thế nhưng quả thật lời nói của bọn ta chẳng khác nào đang đâm vào tim của sư đệ ngươi. Tần Mục bật cười ha hả, đứng dậy, nói, nếu đã như vậy, vậy thì phải xem hư thực thế nào thôi. Công tử Lăng Tiêu đứng lên khỏi Lăng Tiêu Bảo Điện, nói, được thôi, vậy thì xem hư thực thế nào. Công tử Tử Tiêu cũng đứng dậy, nói, tiễn sư đệ. Tần Mục vội vàng nói, hai vị sư huynh xin dừng bước. Hai vị công tử đưa tiễn, Tần Mục quay đầu nhìn lại, chỉ thấy 56 điện chủ và 1.8 vạn người thành đạo của Di La Cung xếp hàng chỉnh tề, đứng sau hai vị công tử, cùng đưa tiễn hắn. Tần Mục bước tới cổng Thành Ngọc Kinh, quay người lại, mỉm cười rồi nói, chư vị xin dừng bước, vậy thì không tiễn. Công tử Tử Tiêu nói, Tần Mục phất tay, nói lời từ biệt, không cần tiễn nữa, quay về đi. Nói xong, hắn trở lại kim thuyền độ thế. Bên trên kim thuyền, mọi người đang định hỏi han, Tần Mục sa sầm mặt mày, miệng nói đạo ngữ. Trong đạo ngữ ẩn chứa đại đạo ảo diệu, đạo âm chấn động qua lại trong tổ đình, Di La Cung, vùng đất thối nát, đám người của Thành Ngọc Kinh,
những kẻ sâu mọt, hủy hoại kỷ nguyên thứ 16, thao túng chúng sinh, coi tính mạng của sinh như một món đồ chơi, biết bao thương sinh chết trong tai ương, tội ác của Di La Cung, nhiều vô số kể, máu trên tay đám người của Thành Ngọc Kinh, thiên hà cũng khó rửa sạch, mà nay Thành Ngọc Kinh Di La Cung giáng xuống, gây họa cho kỷ nguyên thứ 17, vì lê dân vì bách tính, bọn ta đây là người thành đạo của kỷ nguyên thứ 17, quyết liều mạng giết chết bọn chúng. Hắn vừa dứt lời, đạo âm trong trời đất vang vọng không dứt, đại đạo bên trong tổ đình gần như sôi sục, bốn vách tường, mặt đất và địa hình núi sông của Hỗn Nguyên đỉnh tổ đình không ngừng thay đổi, ầm ầm chấn động. Tần Mục dùng 3 tỷ năm rưỡi để luyện bảo vật, mà hiện giờ uy lực của Hỗn Nguyên đỉnh được thôi thúc đến cực hạn, sức mạnh của đại đạo trùng trùng điệp điệp đè xuống Thành Ngọc Kinh. Đại đạo có thể nhìn thấy bằng mắt thường của Hỗn Nguyên đỉnh hóa thành vô số vần hào quang, hình thành nên biển hào quang do đạo quang tạo thành, sóng lớn cuộn trào ập thẳng về phía Thành Ngọc Kinh, đạo âm mênh mông vang vọng, vô số đạo văn đạo liên trong vần hào quang giao thoa đen xen với nhau, lộng lẫy rực rỡ, trông hệt như mộng cảnh, thế nhưng thứ đẹp đẽ này lại mang theo một làn sóng dao động khủng bố có thể hủy diệt tất cả, cho dù là người thành đạo, cho dù là điện chủ, khi đối mặt với uy năng của bảo vật hung hãn này cũng chỉ cảm thấy đạo quả đạo tâm đang không ngừng run rẩy. Tần Mục đứng ở mũi thuyền, cơ thể lóe lên, mọc ra 3 đầu 6 tay, 6 cánh tay dang rộng. Hỗn độn thạch bên trong biển hỗn độn hóa thành lục đạo thiên luân ầm ầm chuyển động, nghiền ép về phía Thành Ngọc Kinh. Cùng lúc đó, biển hỗn độn sôi trào, cũng đè xuống Thành Ngọc Kinh. Lúc này đây, uy năng của Hỗn Nguyên đỉnh tổ đình, đạo uy của lục đạo thiên luân và trọng lượng của biển hỗn độn đều đang đổ dồn lên Thành Ngọc Kinh. Bên trên kim thuyền độ thế, đám người Khai Hoàng và Lam Ngự Điền nghe thấy đạo âm như thủy triều dâng trào, khiến hào quang của Hỗn Nguyên đỉnh tổ đình nhấn chìm bọn họ. Vần hào quang bên kia không hề uy hiếp đến bọn họ. Thời điểm lướt qua Đại La Thiên của bọn họ, đại đạo ẩn chứa bên trong Đại La Thiên bị kích thích, tăng cường cho uy lực của Hỗn Nguyên đỉnh tổ đình. Cùng lúc đó, bên trong Thành Ngọc Kinh tổ đình, một cây thương bay ra, phập một tiếng cắm vào giữa trung tâm Thành Ngọc Kinh tổ đình. Vù, trong thoáng chốc, cây thương kia càng ngày càng cao, càng ngày càng to, trông như thể một cây cột khổng lồ chồng đỡ cả thiên địa càn khôn. Trên bầu trời vang lên 2 tiếng ầm ầm, mũi thương đâm vào trong biển hỗn độn, trông như thể một cây định hải thần châm chống biển hỗn độn lên, cây thương kia bị uốn cong, phía xung quanh là vô số phù văn hồng mông tuôn ra, sau đó phát sáng, điên cuồng quay tròn quanh cây thương kia, thế nhưng cũng bởi vậy mà biển hỗn độn không thể tiếp tục hạ xuống, công tử Tử Tiêu phất tay áo, cây đàn không người tự gãy, bay về phía bầu trời, tiếng đàn hóa thành ngàn vạn đại la thiên, ngăn cản lục đạo thiên luân, khiến cho uy năng của lục đạo thiên luân không cách nào giáng xuống Thành Ngọc Kinh. Ầm, uy năng của Hỗn Nguyên đỉnh tổ đình công kích tới từ 4 phương 8 hướng. Thủy triều ánh sáng đánh lên Thành Ngọc Kinh, quả thật đó là một thứ uy năng có thể hủy thiên diệt địa, song Thành Ngọc Kinh tổ đình vẫn đứng sừng sững lù lù bất động dưới đòn công kích kia. Bên trong thành, cánh rừng đạo thụ rậm rạp như bị gió lốc thổi qua, khiến cành lá múa may theo gió, nhưng lại không hề tổn hại đến đạo thụ một chút nào, con ngươi Tần Mục co rút lại. Tòa Thành Ngọc Kinh này chịu đựng đại kiếp hủy diệt và đại kiếp sáng sinh của vũ trụ, khi chưa hoàn toàn giáng xuống thì còn có thể công phá. Thế nhưng sau khi hoàn toàn giáng xuống thì lại bình chắc không gì phá nổi. Vù, lục đạo thiên luân bay lên không trung, mà Tần Mục cũng phi thân lên, chân đạp hư không đi về phía Thành Ngọc Kinh. Lục đạo thiên luân quay quanh hắn ở trung tâm, 6 chiếc bánh xe khổng lồ được cấu tạo bằng hỗn độn thạch ầm ầm chuyển động xung quanh hắn, kích thước càng ngày càng lớn. Khai Hoàng Tần Nghiệp bước ra khỏi kim thuyền độ thế, đặt chân xuống dưới, bước tới một vòng luân hồi. Đạo cảnh 40 trọng thiên của hắn trải rộng. Kiếm đạo thánh điện chí cao tọa lạc tại nơi cao nhất của 40 chư thiên kiếm đạo, phát ra ánh hào quang rực rỡ trong lục đạo luân hồi. Lam Ngự Điền đang nghe truyện trên TV audio CV cũng bước tới một vòng luân hồi, đạo cảnh tổ đình phô ra, cây thế giới đứng sừng sững, cũng có một tòa bảo điện xuất hiện. Bên trên kim thuyền độ thế, đám người Hư Sinh Hoa, Tần Phượng Thanh, Giang Bạch Khuê và Tinh Ngạn cũng đồng loạt bước lên lục đạo thiên luân, đi vào các mặt trái phải của lục đạo thiên luân này, trải rộng đạo cảnh của mình ra, đại la thiên bay lên. Cây thế giới cắm rễ trong Đại La Thiên tổ đình, được ngũ thái bảo vệ, ầm, làn sóng thứ hai rồi làn sóng thứ ba của Hỗn Nguyên đỉnh tổ đình nối đuôi nhau ập đến, lướt qua lục đạo thiên luân, đánh về phía Thành Ngọc Kinh, hào quang đại đạo như thể sắp nhấn chìm cả tòa thành cổ xưa này. Bên trong tổ đình, từng dãy núi cứ nâng lên rồi hạ xuống, sông ngòi cứ biến mất rồi lại xuất hiện, địa hình núi sông không ngừng biến hóa, thay đổi kết cấu đại đạo của Hỗn Nguyên đỉnh tổ đình, nhật nguyệt tinh thần và đại dương mênh mông trở nên vô cùng sáng chói. Phù văn hồng mông khắp nơi trong tổ đình sáng rực, giúp cho Hỗn Nguyên đỉnh tổ đình có thể dùng các loại đạo pháp khác nhau để tấn công về phía Thành Ngọc Kinh, thử tìm kiếm điểm yếu của tòa thần thành này.
Các thánh địa bên trong tổ đình thần tàng của đám người Lam Ngự Điền và Hư Sinh Hoa như Tứ Thiên Môn, Giao Trì Giao Đài, Thiên Hải và Thiên Hà không ngừng sáng lên, hòa cùng với những thánh địa trong Hỗn Nguyên Đỉnh tổ đình. Một mình Tần Mục khó lòng có thể thôi thúc uy lực của Hỗn Nguyên Đỉnh tổ đình đến cực hạn, thế nhưng nếu có được sự hỗ trợ từ pháp lực của 3.000 người thành đạo bọn họ, uy lực của Hỗn Nguyên Đỉnh tổ đình có thể trở nên càng ngày càng mạnh hơn. Khi làn sóng hào quang của Hỗn Nguyên Đỉnh tổ đình ập đến, lục đạo thiên luân cắt vào cổng thành của thành Ngọc Kinh. Cổng thành tường thành của thành Ngọc Kinh rung lắc dữ dội, thế nhưng vẫn không bị phá vỡ. Va chạm mãnh liệt khác lại ập đến một lần nữa, song thành Ngọc Kinh vẫn chưa bị phá. Trong mắt Tần Mục xuất hiện một vùng hỗn độn điện đột nhiên bay lên từ phía sau lưng, ầm ầm va chạm với thành Ngọc Kinh, công kích của lục đạo thiên luân và Hỗn Nguyên Đỉnh tổ đình cũng đồng thời vọt tới. Cổng thành của thành Ngọc Kinh vỡ ra, tường thành xuất hiện từng vết nứt sâu hoắm, thế nhưng vẫn không bị công phá. Đúng lúc này, hồng chung vũ trụ treo lơ lửng trên hỗn độn điện phát ra tiếng vang chấn động, uy lực của đại kiếp sáng sinh lập tức tuôn ra, va chạm với thành Ngọc Kinh. Hồng chung vũ trụ kia co lại, hóa thành uy năng của đại kiếp hủy diệt, đánh về phía thành Ngọc Kinh một lần nữa, đồng thời Tần Mục cũng vươn tay cầm lấy hỗn độn kiếm, đâm một kiếm tới thành Ngọc Kinh cùng một lúc, răng rắc, tường thành nứt vỡ, bay ngược về phía sau, rơi xuống rừng đạo thụ rậm rạp trong thành. Đại kiếp hủy diệt của kỷ nguyên thứ 15 và kỷ nguyên thứ 16 cũng không thể phá hủy thành Ngọc Kinh tổ đình, cho nên đây chính là lần đầu tiên nó bị công phá. Tường thành bay vù vù, thời điểm sắp va phải rừng đạo thụ, một bàn tay khổng lồ đột nhiên vươn tới. Ánh mắt công tử Tử Tiêu lóe lên, bàn tay đỡ lấy tường thành, cổng thành ầm ầm sụp đổ, lục đạo thiên luân khổng lồ nghiền nát cổng thành. Tần Mục đứng giữa trung tâm của thiên luân, lướt trên không trung, bước vào trong thành. Quy năng của Hỗn Nguyên Đỉnh tổ đình nhanh chóng vọt vào trong thành Ngọc Kinh từ nơi cổng thành bị đổ sụp, quy lực bàn bạc phá hủy kiến trúc của thành Ngọc Kinh một cách dễ dàng trên đường mà nó đi qua. Bên trong thành, từng người thành đạo và điện chủ bước lên phía trước, thôi thúc đạo quả. Hơn 2 vạn đạo quả bay lên không trung, áp chế uy năng đến từ Hỗn Nguyên Đỉnh. Phía trước từng tòa bảo điện, 56 vị điện chủ đứng thẳng tắp. Đột nhiên, tổ đình nhanh chóng thu nhỏ. Trong 3 tỷ năm rưỡi này, tổ đình đã thu nhỏ chỉ còn bằng 1/100 so với ban đầu, mà hiện giờ tổ đình lại tiếp tục thu nhỏ với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường. 4 vách Hỗn Nguyên Đỉnh tổ đình không ngừng ép sát về phía trung tâm, địa hình núi sông cũng nhanh chóng co lại, dần dần trở nên mảnh hơn, giúp cho uy lực của chiếc đỉnh khổng lồ này càng ngày càng tập trung lại, đồng thời uy năng cũng càng ngày càng mạnh. Tường thành 4 phía xung quanh thành Ngọc Kinh bị chấn động liên tục, gần như có khuynh hướng bắt đầu sụp đổ hoàn toàn. Công tử Tử Tiêu vung tay lên, rút kiếm của mình ra khỏi cây đàn, bình tĩnh nhìn Tần Mục ở phía trung tâm của lục đạo thiên luân. Tần Mục cất bước đi tới, đạo binh của 3.000 người thành đạo Diên Khang bên trên lục đạo thiên luân bay lượn, thần thông bắn ra tứ phía, tấn công về phía ngàn cung vạn điện của thành Ngọc Kinh, phối hợp với uy năng của Hỗn Nguyên Đỉnh tổ đình, san bằng tòa thần thành không thể bị phá hủy trong đại kiếp hủy diệt và đại kiếp sáng sinh thành bình địa. Lục đạo thiên luân xoay quanh Tần Mục ở trung tâm, hình thành nên một trận thế kỳ lạ. Những người thành đạo đứng trên lục đạo thiên luân như thể đứng trong luân hồi, những người khác khó lòng nhìn ra được sự ảo diệu trong đó. Thế nhưng công tử Lăng Tiêu và công tử Tử Tiêu lại có thể nhìn ra được huyền cơ khi lục đạo thiên luân vận hành. Thời điểm lục đạo thiên luân xoay tròn một vòng, những người thành đạo Diên Khang ở trong đó đều như thể trải qua một lần trọng sinh. Dù là pháp lực tu vi hay là nhục thân nguyên thần thì đều bùng cháy hẳn lên. Thiên luân hoạt động có thể giúp bọn họ thời thời khắc khắc giữ được trạng thái đỉnh phong, cơ thể không biết mệt mỏi, pháp lực không bao giờ cạn kiệt. Lục đạo thiên luân có 2 công dụng rất lớn, một là tước đoạt nhục thân, tước đoạt nguyên thần và biến đổi người thành đạo ngã vào trong lục đạo thiên luân thành một giống loài khác. Khi trúng đại đạo luân hồi, rất có khả năng ngay cả bản thân chết như thế nào cũng không biết. Một công dụng khác chính là công dụng như lục đạo thiên luân của bây giờ, giúp cho người thành đạo của Diên Khang vĩnh viễn giữ được trạng thái đỉnh không, bất tử bất diệt. Công tử Tử Tiêu đã từng giao thủ với Tần Mục, có điều người ra tay lúc đó là thất công tử Tần Mục, chứ không phải là Tần Mục của hiện tại. Lúc đó, thất công tử Tần Mục mở con mắt dọc giữa mi tâm ra, cắt đứt sợi dây đàn của hắn. Tam công tử Lăng Tiêu cũng đã từng giao thủ với Tần Mục. Tần Mục ngồi im bất động, một đạo quả trên cây thế giới nghênh đón một đòn đánh toàn lực của công tử Lăng Tiêu, khiến công tử Lăng Tiêu biết khó mà lui. Lúc đó, 2 người bọn họ đều không biết được Tần Mục nông sâu ra sao, thậm chí suốt 16 kỷ nguyên vũ trụ trong quá khứ, không một ai biết được Tần Mục có bao nhiêu đạo quả, nắm giữ thần thông gì, ngay cả pháp môn về hỗn độn thành đạo của hắn được để lại trong Di La Cung cũng chẳng có người nào có thể đọc hiểu được. Điều càng đáng sợ hơn chính là, trong vũ trụ quá khứ, dường như chưa từng có người nào tận mắt nhìn thấy Tần Mục từng ra tay. Có lẽ Tần Mục đã từng ra tay,
thế nhưng chắc hẳn người nhìn thấy hắn ra tay đều đã chết. Ngay cả chủ nhân Di La Cung cũng từng nói, hắn không hiểu được thần thông của thất công tử Hỗn Độn, bởi vì không hiểu gì về tầng mục, cho nên công tử Lăng Tiêu và công tử Tử Tiêu mới không cách nào suy luận ra thần thông đạo pháp của tầng mục từ thất công tử. May mà trong 3 tỷ năm rưỡi này, bọn họ đã nghiên cứu triệt để thần thông đạo pháp của tầng mục. Mặc dù lục đạo luân hồi của tầng mục cực kỳ huyền diệu tinh tế, song đối với bọn họ mà nói thì uy hiếp không lớn, không thể khiến bọn họ ngã vào luân hồi. Thế nhưng một uy năng khác của lục đạo thiên luân lại là uy hiếp trí mạng đối với Thành Ngọc Kinh. Chỉ cần có sự hiện diện của lục đạo thiên luân, người thành đạo Diên Khang sẽ bất tử bất diệt, thời thời khắc khắc ở trong trạng thái đỉnh không, gần như không thể giết chết. Có thể nói, lục đạo thiên luân giúp những người thành đạo này trở thành 3.000 loại vật chất bất dịch. Ầm ầm ầm, làn sóng ập tới bên ngoài thành ngày càng mãnh liệt. Kích thước của tổ đình đã thu nhỏ lại chỉ còn bằng 1/1000 so với ban đầu, hơn nữa vẫn còn đang tiếp tục thu nhỏ. Trông có vẻ khoảng cách giữa 4 vách đỉnh kia và thành Ngọc Kinh đã rất gần rồi. Đương nhiên, đây chỉ là lỗi giác. Tổ đình cực kỳ khổng lồ, cho dù thu nhỏ đến mức chỉ còn lại 1/1000 so với ban đầu, khoảng cách với thành Ngọc Kinh vẫn còn vô cùng xa xôi. Có điều với tốc độ thu nhỏ này, e rằng không bao lâu nữa, 4 vách của Hỗn Nguyên đỉnh tổ đình sẽ tới sát ranh giới của thành Ngọc Kinh. Đến lúc đó, tất cả uy năng của Hỗn Nguyên đỉnh đều sẽ tập trung trong một không gian nhỏ bé chật chội, đánh thẳng lên thành Ngọc Kinh. Chỉ sợ với uy năng đáng sợ đến từ món trọng khí được luyện chế từ tổ đình, thành Ngọc Kinh sẽ bị nghiền nát thành cát bụi. Lúc này đây, nội tâm của 56 vị điện chủ và 1.8000 người thành đạo đều dao động, bọn họ đồng loạt nhìn về phía hai vị công tử. Thế nhưng công tử Lăng Tiêu và công tử Tử Tiêu vẫn tỏ vẻ thản nhiên, thông dong điềm tĩnh, nhìn tầng mục khống chế lục đạo thiên luân đánh vào trong thành, phá hủy kiến trúc của thành Ngọc Kinh, cách bọn họ ngày một gần hơn. Ầm ầm, 4 bức tường thành của thành Ngọc Kinh không ngừng lắc lư, sau đó một bức tường thành đổ sụp xuống. Hiện giờ, những người đứng trong thành đều có thể nhìn thấy rõ núi sông trên 4 vách của Hỗn Nguyên đỉnh, thậm chí còn có thể nhìn thấy cây cối trên những ngọn núi đó. 4 vách của Hỗn Nguyên đỉnh đã cách thành Ngọc Kinh rất gần. Cuối cùng, lục đạo thiên luân bay tới trước cánh rừng đạo thụ trong thành, mà phía sau rừng đạo thụ rậm rạp kia chính là từng dòng sông hỗn độn. Bên trong cánh rừng đạo thụ, rất nhiều người thành đạo của Di La Cung đều cảm nhận được cảm giác áp bách cuồng dã. Không sai, là cảm giác áp bách cuồng dã tràn trề. Bọn họ đều đã từng gặp thất công tử Tần Mục, thế nhưng lại rất ít khi giao lưu với hắn. Trong tiềm thức của bọn họ, thất công tử Tần Mục vẫn luôn là người dịu dàng nho nhã, mặc dù xấu xa thật, thế nhưng vẫn phong độ ngời ngời. Mà giờ đây, Tần Mục trước mặt bọn họ lại vô cùng cuồng dã bá đạo. Tần Mục nhìn về phía hai vị công tử ở phía trước lục đạo thiên luân, ánh mắt cực kỳ hờ hững, mà chuyển động của lục đạo thiên luân cũng chậm rãi dừng lại. Phía sau lưng hắn, thành Ngọc Kinh tổ đình đã trở thành một đống đổ nát, không còn tìm thấy bất kỳ kiến trúc hoàn hảo không chút tổn hại nào. Hai vị công tử đứng trước cánh rừng đạo thụ. Phù văn hồng mông chuyển động vù vù xung quanh cây thương của công tử Lăng Tiêu. Cây thương đó chống biển hỗn độn trên bầu trời lên, khiến biển hỗn độn không thể đè xuống. Lúc này đây, biển hỗn độn cũng thu nhỏ vô số lần, hơn nữa trọng lượng cũng ngày một nặng hơn, khiến cho cây thương bị ép đến mức càng ngày càng cong lại, dường như đã đạt đến giới hạn. Ầm, một làn sóng dao động khủng bố khác lại ập tới, một bức tường thành khác của thành Ngọc Kinh lại đổ sụp, vô số viên gạch bay tung tóe khắp nơi, phù văn hồng mông được lạc ấn trong đó cũng bị nghiền vỡ nát. Khoảng cách giữa 4 vách của Hỗn Nguyên đỉnh tổ đình với thành Ngọc Kinh chỉ còn lại 100 dặm. Chỉ riêng cảm giác áp bách do món trọng khí trọng bảo này mang lại đã khiến rất nhiều người thành đạo trong thành khó mà thở nổi. Lúc này đây, 56 vị điện chủ cũng không ngồi yên được nữa, không ngừng nhìn về phía hai vị công tử, trên trán ứa ra từng giọt mồ hôi lạnh. Công tử Lăng Tiêu và công tử Tử Tiêu vẫn bình tĩnh ung dung, không hề để ý. Bên ngoài thành vang lên tiếng cọt kẹt vô cùng chói tai, đó là âm thanh phát ra khi bức tường thành Ngọc Kinh lung lay trực đổ dưới áp lực khủng bố. Đột nhiên, 4 bức tường thành xung quanh thành Ngọc Kinh liên tiếp sụp đổ, mà cuối cùng 4 vách của Hỗn Nguyên đỉnh tổ đình cũng áp sát phía trước thành Ngọc Kinh. Tất cả mọi người bên trong thành đều như đang ở trong đỉnh, bất cứ lúc nào cũng có thể bị chôn vùi trong uy năng của chiếc đỉnh này. Công tử, một người thành đạo thất thanh hét lên. Công tử Tử Tiêu gãy đàn, tiếng đàn vang vọng, ngàn vạn dị vực đại la thiên bao phủ xung quanh thành Ngọc Kinh, ngăn cản uy năng vọt tới từ 4 phương 8 hướng của Hỗn Nguyên đỉnh, chỉ thấy dị vực đại la thiên đang không ngừng sinh rồi diệt, song từ đầu đến cuối không bị phá hủy. Tần Mục nhíu mày, lão thất. Ngươi biết không, công tử Lăng Tiêu đặt tay lên cây thương, khiến cây thương như thể đã bị biển hỗn độn bẻ gãy đột nhiên thẳng tắp lại, uy năng của cây thương xuyên thủng biển hỗn độn. Phù văn hồng mông điên cuồng tuôn ra khỏi cây thương lập tức xé rách biển hỗn độn, xung quanh cây thương hình thành nên một vòng xoáy đáng sợ, nhanh chóng chuyển động.
Công tử Lăng Tiêu thản nhiên nói, Thành Ngọc Kinh là thứ được sư phụ luyện chế ra nhằm đưa chúng sinh vượt qua đại kiếp hủy diệt và đại kiếp sáng sinh. Có thể nói, tòa thần thành này là vật chất bất dịch thứ ba trong 17 vũ trụ từ xưa đến nay. Hắn đột nhiên xoay tròn cây thương, bức tường thành đã đổ sụp của Thành Ngọc Kinh khôi phục lại như ban đầu. Diện tích của Ngọc Kinh nhanh chóng bành trướng, xoay tròn theo cây thương của hắn. Dao động khủng bố lại ập đến, Hỗn Nguyên đỉnh tổ đình chia năm xẻ bảy trong lúc va chạm Thành Ngọc Kinh đang bành trướng xoay tròn. Công tử Lăng Tiêu vươn tay rút thương ra, Thành Ngọc Kinh nhanh chóng thu nhỏ, rơi xuống phía dưới. Mờ thanh long trời lở đất vang lên, mặt đất của Hỗn Nguyên đỉnh kịch liên chấn động rồi nứt ra, bị đánh thủng thành một cái lỗ. Xung quanh Thành Ngọc Kinh, vô số mảnh vỡ đại lúc bay tán loạn. Công tử Lăng Tiêu vung thương, Thành Ngọc Kinh đột nhiên ngừng rơi xuống, bay thẳng lên trời, nghênh đón biển hỗn độn đang ép xuống. Ầm, Thành Ngọc Kinh và biển hỗn độn va chạm với nhau, vùng biển hỗn độn kia chia năm xẻ bảy. Sở dĩ Thành Ngọc Kinh tổ đình có hai chữ tổ đình là bởi vì nó tọa lạc bên trong tổ đình, chứ không phải là một phần của tổ đình. Trên thực tế, tòa thần này được bắt đầu luyện chế từ kỷ nguyên thứ hai, mà sau mỗi một kỷ nguyên vũ trụ quá khứ, diện tích của nó sớm đã rộng lớn hơn tổ đình rất nhiều. Thành Ngọc Kinh bay ra khỏi Hỗn Nguyên đỉnh tổ đình, phía bên dưới là vô số mảnh vỡ đại lục của tổ đình, địa thủy phong hỏa sôi sùng sục hệt như ngày tận thế. Đây chính là vật chất bất dịch thứ ba, che chở cho hàng vạn người thành đạo của Thành Ngọc Kinh. Loại vật chất bất dịch thứ nhất chính là cây thế giới. Bởi vì chủ nhân Di La Cung ngộ đạo dưới gốc cây, cho nên cây thế giới mới sinh ra linh trí, Vô Nhai lão nhân mới sinh ra từ cây thế giới. Cây thế giới tự nhiên không bị ảnh hưởng bởi đại kiếp hủy diệt và đại kiếp sáng sinh, là con đường tốt nhất để cường giả tiền sử lẻn qua. Loại vật chất bất dịch thứ hai chính là Đại Uyên Quy Khư, công tử Vô Cực sinh ra ở nơi đó. Mỗi một kỷ nguyên qua đi, Quy Khư sẽ xuất hiện thêm một Đại Uyên, chứa đựng thần thông của kỷ nguyên trước đó. Thế nhưng, công tử Vô Cực lại cắn nuốt những thần nữ Quy Khư khác, nắm giữ Đại Uyên, ngoại trừ đám người khai thiên ra thì không có ai dám tới đây mượn đường. Loại vật chất bất dịch thứ ba chính là Thành Ngọc Kinh do chủ nhân Di La Cung sáng tạo ra. Quả thật đúng như những gì Tần Mục nói, tòa thần thành này được dựng nên nhằm chống lại đại kiếp hủy diệt và đại kiếp sáng sinh, không có bao nhiêu uy lực uy năng, thế nhưng nó lại là thần thành do chủ nhân Di La Cung luyện chế ra. Nó không có uy năng cường đại, nhưng chỉ cần ba lần va chạm đơn giản là đã có thể nghiền nát Hỗn Nguyên đỉnh và biển hỗn độn mà Tần Mục vất vả tạo ra trong 3,5 tỷ năm thành cát bụi. Đây chính là vốn liếng mà công tử Lăng Tiêu và công tử Tử Tiêu có thể dựa vào. Tòa thần thành này tuyệt đối không thể bị đánh vỡ. Bên trong lục đạo luân hồi, Tần Mục chợt hét lên một tiếng, Hỗn Nguyên đỉnh vỡ tan lập tức tụ lại. Công tử Tử Tiêu cười nhạt, bên trong Tử Tiêu điện phía sau lưng, tử quang sáng chói, Thành Ngọc Kinh càng ngày càng trở nên hùng vĩ rộng lớn. Vô số mảnh vỡ của tổ đình bay tới đều bị Thành Ngọc Kinh kéo vào, khóe mắt Tần Mục co giật. Hỗn Nguyên đỉnh lại ngưng tụ lại, thế nhưng thay vì kéo Thành Ngọc Kinh vào trong đỉnh thì lại bị kéo vào bên trong Thành Ngọc Kinh. Lão thất, hôm nay là ngày ngươi lên đường. Công tử Lăng Tiêu siết chặt cây thương, cơ thể hơi trùng xuống, mời. Tần Mục nhíu mày, bước ra khỏi lục đạo thiên luân. Hắn trầm giọng nói, ca, giao lại cho ngươi. Tần Phượng Thanh lập tức rời khỏi thiên luân, bước vào giữa lục đạo. Khống chế lục đạo thiên luân, ngươi cẩn thận chút. Đừng để bị người ta đánh chết. Nếu như không cản nổi, ngươi cứ quay về quá khứ là được. Tần Mục nhếch miệng, hỗn độn điện bay lên, biển hỗn độn bay tới, sau đó ầm ầm tuôn vào trong hỗn độn điện. Hắn cười nói, trận chiến này tuyệt đối không thể thua. Hắn vừa dứt lời, hỗn độn điện biến mất, 16 dòng sông hỗn độn xoay tròn, ầm ầm chuyển động xung quanh hắn. 16 dòng sông hỗn độn kia tạo thành từng vòng tròn lớn nhỏ khác nhau. Tần Mục đứng ở trong đó, mỉm cười nói, lão tam, lão tứ, tới tiễn ta quay về đi. Công tử Lăng Tiêu hét lên một tiếng, đâm trường thương tới. Cây thương xuyên qua dòng sông hỗn độn, xông vào trong dòng sông, chỉ thẳng về phía Tần Mục. Hai người bọn họ lựa chọn một con đường ổn thỏa nhất, đó chính là công tử Lăng Tiêu quyết chiến với Tần Mục. Công tử Tử Tiêu phá hủy lục đạo thiên luân, dẫn người vây quét người thành đạo Diên Khang. Mà quan trọng nhất chính là phá hủy lục đạo thiên luân. Thiên luân bị phá hủy, người thành đạo của Diên Khang sẽ phải đối mặt với một cuộc thảm sát, tuyệt đối không có khả năng là đối thủ của Thành Ngọc Kinh. Mà sau khi tiêu diệt người thành đạo Diên Khang, nếu như công tử Lăng Tiêu vẫn chưa thể đánh bại Tần Mục, vậy thì công tử Tử Tiêu có thể giúp hắn một tay, đưa Tần Mục về quá khứ. Có thể nói, trận chiến này không có chút gì đáng để hồi hộp. Trong nháy mắt công tử Tử Tiêu lao về lục đạo Thiên Luân, trước mặt hắn đột nhiên xuất hiện một vùng hỗn độn mênh mông, từng dòng sông hỗn độn cuốn tới, kéo hắn vào trong vòng chiến với Tần Mục. Một bên khác, công tử Lăng Tiêu đâm trường thường tới, muốn xuyên qua từng dòng sông hỗn độn, giúp công tử Tử Tiêu thoát thân,
thế nhưng cây thương của hắn lại đột nhiên trĩu nặng, không thể nâng dòng sông hỗn độn lên. Công tử Lăng Tiêu đột nhiên dùng sức, cây thương bị uốn cong, thế nhưng vẫn không thể nổi nhất dòng sông hỗn độn. Hắn dõi mắt nhìn lại, chỉ thấy 16 dòng sông hỗn độn xung quanh tầng một bỗng chốc trở nên vô cùng rộng lớn, mênh mông vô bờ, trông hệt như 16 dòng sông hỗn độn chảy quanh Di La Cung, sương mù bốn phía trùng trùng điệp điệp, căn bản không thể nhìn thấy bờ bên kia sông. Sương mù hỗn độn hoàn toàn bao phủ mặt sông, không phân biệt được phương hướng, thậm chí hắn còn không thể nhìn thấy công tử Tử Tiêu đang ở đâu, cũng không biết Tần Mục đang ở đâu. Hỗn độn, sau khi bị hủy diệt, 16 kỷ nguyên vũ trụ sẽ hình thành nên hỗn độn. Trong lòng công tử Lăng Tiêu trĩu nặng, rút cây thương ra khỏi dòng sông, đứng trên mặt sông. Hắn không biết hiện giờ bản thân đang ở trong đại kiếp hủy diệt của kỷ nguyên nào, cũng không biết vị trí của mình ở đâu. Lần trước khi giao thủ với Tần Mục, Tần Mục đã tu luyện đến đạo cảnh trọng thiên thứ 36, thi triển ra chiêu thức dòng sông hỗn độn này, có điều lúc đó là trận chiến quy khư vào 3 tỷ năm rưỡi trước. Khi ấy, hắn dễ dàng phá được chiêu này. Sau biết bao năm tháng dài đằng đẵng, mặc dù Tần Mục nhiều lần chiến đấu qua lại với bọn họ, song lại chưa từng dùng lại chiêu thức này. Mà hiện giờ, sau khi 3 tỷ năm rưỡi qua đi, chiêu thức này lại xuất hiện một lần nữa, nhưng nó đã thay đổi đến mức khiến hắn cũng không còn hiểu được nữa. Ngay cả chủ nhân Di La Cung cũng không hiểu gì về đại đạo hỗn độn. Lão Thất chưa quay về quá khứ, không có khả năng tu thành hỗn độn thành đạo. 16 dòng sông hỗn độn này không phải là tu vi của hắn, mà là đại kiếp hủy diệt chân chính. Công tử Lăng Tiêu nhanh chóng làm rõ điều này, sau đó lập tức lưng đeo thương chân đạp sông rời đi. Những nơi hắn đi qua, dòng sông hỗn độn ầm ầm nổ tung, phía sau lưng hắn, từng đạo quả trên đạo thụ không ngừng bay tới phía trước, đạo quang sáng rực, xua tan mây mù trước mắt hắn. Hắn không hề xuất hiện, chứng tỏ hắn tới ngăn cản lão tứ, ta chỉ cần dùng thời gian một ngày là có thể băng qua 16 dòng sông hỗn độn, tìm kiếm được vị trí của hắn, hơn nữa cũng có thể thoát thân khỏi dòng sông, đi quét sạch đám người thành đạo Diên Khang. Mặc dù hắn không biết rốt cuộc đại đạo hỗn độn của Tần Mục là gì, song tu vi mới là tiêu chuẩn đo lường thực lực của hắn. Thứ thần thông mà Tần Mục sử dụng khiến hắn không tài nào hiểu nổi, thế nhưng hắn biết Tần Mục chỉ dùng loại thần thông kỳ lạ này để đưa hắn và tứ công tử tới dòng sông hỗn độn, kéo dài thời gian mà thôi. Có điều cho dù Tần Mục tu luyện trong suốt 3 tỷ năm rưỡi, song tu vi vẫn thua xa hắn và tứ công tử. Công tử Lăng Tiêu phi nhanh như chớp, chẳng mấy chốc đã chạy đến bờ bên kia của dòng sông, thế nhưng hắn lại không khỏi kinh hãi, song không hề dừng lại, mà tiếp tục lao nhanh về phía trước. Hắn biết mình đã chọn đúng phương hướng, chỉ cần tiếp tục chạy theo phương hướng này là hắn có thể tìm ra bờ đối diện của những dòng sông khác, mãi cho đến khi chạy đến đại kiếp hủy diệt của kỷ nguyên thứ nhất hoặc kỷ nguyên thứ 16. Đến được kỷ nguyên thứ nhất, hắn có thể nhìn thấy Di La Cung, khi đó quay vòng trở lại thì cùng lắm chỉ mất khoảng 2 ngày, mà nếu như bước ra khỏi đại kiếp hủy diệt của kỷ nguyên thứ 16, vậy thì hắn lập tức có thể thoát thân. 16 dòng sông hỗn độn này không nhốt được hắn. Một ngày sau, công tử Lăng Tiêu vượt qua 16 dòng sông hỗn độn, song trong lòng lại trĩu nặng, bởi lẽ phía trước mặt hắn vẫn là dòng sông hỗn độn mênh mông không bến bờ. Công tử Lăng Tiêu co giật khóe mắt, vẫn tiếp tục cắm đầu cắm cổ điên cuồng chạy về phía trước. Một ngày nữa lại trôi qua, hắn lại băng qua 16 dòng sông hỗn độn, thế nhưng sương mù hỗn độn phía trước mặt vẫn vô cùng dày đặc, không hề có điểm cuối. Công tử Lăng Tiêu dừng bước, trầm tư chốc lát, để lại một đạo quả của mình lơ lửng trong sương mù, sau đó bản thân lại tiếp tục chạy về phía trước. Tác dụng của đạo quả này là để trấn áp thần thông của Tần Mục có thể đã để lại trên dòng sông. Hắn ý thức được lúc băng qua dòng sông hỗn độn, có lẽ hắn đã vô ý chạm phải thần thông của Tần Mục, cho nên bản thân mới cứ quanh quẩn trong 16 dòng sông hỗn độn này mãi. Mặc dù hắn không hiểu thần thông của Tần Mục, thế nhưng chỉ cần trấn áp được thần thông của Tần Mục, khiến thần thông không thể phát huy bất cứ công dụng nào, vậy thì hắn có thể thoát thân. Hắn tới dòng sông thứ hai, để lại một đạo quả khác của mình. Đến dòng sông thứ ba, hắn cũng để lại một đạo quả. Đợi đến khi dùng hết 8 đạo quả, hắn cũng để đạo thụ của mình lại trong sương mù hỗn độn. Tới dòng sông hỗn độn thứ 10, hắn để lại cây thương của mình. Tới dòng sông hỗn độn thứ 11, hắn để lại đại điện của mình. Tới dòng sông thứ 12, hắn để lại đại la thiên của mình. Hắn tiếp tục đi về phía trước, theo lý mà nói, phía trước chỉ còn 4 dòng sông hỗn độn. Thế nhưng khi chạy đến dòng sông hỗn độn thứ 13, hắn lại gặp được đạo quả của mình. Công tử Lăng Tiêu co giật khóe mắt, không thèm quan tâm đến đạo quả kia, tiếp tục xông về phía trước. Thời điểm đến dòng sông hỗn độn thứ 14, hắn nhìn thấy đại la thiên của mình, mà vốn dĩ vùng đại la thiên này phải ở trên dòng sông hỗn độn thứ 12. Hắn tiếp tục đi về phía trước, lại nhìn thấy cây thương của mình. Công tử Lăng Tiêu dừng bước, vươn tay bắt lấy cây thương. Hắn phẫn nộ hét lên một tiếng, đạo âm cuồn cuộn chấn động đến mức khiến mặt sông hỗn độn ầm ầm nổ tung.
Lão thất, công tử Lăng Tiêu vô cùng phẫn uất, điên cuồng đâm cây thương khắp bốn phương tám hướng. Cuối cùng hắn cũng hiểu rõ nguyên lý hoạt động của chiêu thần thông này của Tần Mục. Đây chính là 16 dòng sông hỗn độn không ngừng chuyển động quanh Tần Mục, vị trí của mỗi một dòng sông sẽ liên tục thay đổi, hơn nữa còn thay đổi một cách không hề có quy luật. Chỉ cần hắn bước lên mặt sông, vậy thì vĩnh viễn cũng không thể bước ra ngoài. Đúng lúc này, hắn cảm ứng được từng làn sóng dao động thần thông khủng bố, lập tức nghĩ ra gì đó. Lão tứ và lão thất đang giao chiến. Hai người bọn họ cũng ở trên dòng sông này, hắn nhấc thương lên, mạnh mẽ đâm lên mặt sông, từng đạo quả, đạo thụ, Đại La Thiên và Lăng Tiêu Bảo Điện nhanh chóng bay ra khỏi sương mù hỗn độn, gần như xuất hiện phía sau lưng hắn cùng một lúc. Công tử Lăng Tiêu lần theo luồng dao động thần thông khủng bố kia, cất bước chạy về hướng đó. Dưới chân hắn, dòng sông hỗn độn vẫn đang không ngừng thay đổi. 16 dòng sông hỗn độn thay đổi vị trí cho nhau, khiến hắn cách nơi truyền ra dao động thần thông lúc gần lúc xa, thậm chí có lúc còn không thể cảm nhận được. Công tử Lăng Tiêu sa sầm mặt mày, tốc độ càng ngày càng nhanh. Không đúng, đáng lẽ bọn họ không ở trên dòng sông hỗn độn, mà là ở phía trung tâm của 16 dòng sông hỗn độn, cũng tức là trong Di La Cung. Lúc này, tất cả vẫn đang ở trong thành Ngọc Kinh, thế nhưng lại bị thần thông của lão thất làm loạn vị trí của dòng sông hỗn độn, khiến ta rơi xuống mặt sông, còn lão tứ Tử Tiêu thì rơi xuống Di La Cung. Cần biết được vị trí của bọn họ, thần thông của lão thất sẽ không nhốt được ta. Thành Ngọc Kinh Tổ Đình, Di La Cung tọa lạc giữa trung tâm của 16 dòng sông hỗn độn. Mảnh đất chứa đựng những kiến trúc cổ xưa này được tạo thành từ Di La Cung của chủ nhân Di La Cung và bảo điện của 7 vị công tử, Thái Thượng Điện của Đại Công Tử Thái Thượng, Vô Cực Điện của Nhị Công Tử Vô Cực, Lăng Tiêu Điện của Tam Công Tử Lăng Tiêu, Tử Tiêu Điện của Tứ Công Tử Tử Tiêu, Vô Tông Điện của Ngũ Công Tử Vô Tông, Trạm Tịch Điện của Lục Công Tử Trạm Tịch và Hỗn Độn Điện của Thất Công Tử Hỗn Độn. Sau khi mất hết ý chí, ngã xuống ở kỷ nguyên thứ 16, chủ nhân Di La Cung bèn hạ lệnh để các vị công tử, điện chủ và người thành đạo quay về thời đại của mình, còn bản thân hắn thì quay về kỷ nguyên thứ nhất, hóa đạo trong Di La Cung. Thế nhưng 7 vị công tử lại không hề quay về thời đại của bọn họ theo như lời hắn. Thái Thượng ẩn cư, Vô Cực bị trấn áp, Tam Công Tử và Tứ Công Tử lên kế hoạch giáng xuống kỷ nguyên thứ 17, Ngũ Công Tử và Lục Công Tử không rõ tung tích, mà Thất Công Tử hỗn độn thì hành sự quỷ dị khó lường, thần long thấy đầu không thấy đuôi. Di La Cung của hiện giờ chỉ còn lại Vô Cực Điện, Vô Tông Điện và Trạm Tịch Điện. Thái Thượng Điện cũng được công tử Thái Thượng dời đi, chuyển đến kỷ nguyên thứ hai. Đúng lúc này, hai tòa đại điện đột nhiên bay tới, ầm ầm rơi xuống Di La Cung. Công tử Tử Tiêu đứng trên đỉnh đại điện, bàn tay siết chặt chuôi kiếm của mình, chậm rãi ngẩng đầu lên. Phía đối diện, trên đỉnh của Hỗn Độn Điện, Tần Mục đứng ở nơi đó, bàn tay cũng siết chặt chuôi hỗn độn kiếm. Hai người đối mặt với nhau từ xa. Vù, bên ngoài Di La Cung vang lên âm thanh kinh thiên động địa, những dòng sông hỗn độn chảy quanh Di La Cung di chuyển một cách kỳ lạ. Trông cực kỳ tương tự với thần thông đạo cảnh 36 trọng thiên của Tần Mục, 16 dòng sông hỗn độn giao thoa đang xen với nhau xung quanh Di La Cung, thứ tự của dòng sông không ngừng thay đổi, mang lại cho người ta một cảm giác nguy nga tráng lệ đến lạ kỳ. Lão thất, trong thời gian 3 tỷ năm rưỡi, pháp lực của ngươi đã đạt đến trình độ cao thâm hơn rồi sao? Công tử Tử Tiêu giữ chặt thanh kiếm lại, uy năng phát ra từ thanh kiếm hệt như không thể áp chế, kiếm quang tử sắc tràn ngập khắp nơi tạo thành từng bầu trời kiếm đạo, bên trong Tử Tiêu điện của hắn làn sóng kiếm đạo phát ra tiếng vang long trời lở đất, ngay cả âm thanh của đại kiếp hủy diệt cũng không tài nào lấn át nổi. Thế nhưng, điều khiến ta kinh ngạc chính là thần thông hỗn độn của ngươi. Công tử Tử Tiêu trầm giọng nói, chẳng trách sư phụ lại nói ngay cả hắn cũng không hiểu được đại đạo hỗn độn của ngươi. Quả thật thần thông của người siêu phàm nhập thánh, khiến người ta mở rộng tầm mắt. Có điều ngươi lại lựa chọn ta là đối thủ đầu tiên của ngươi, đây là một lựa chọn sai lầm, bởi vì ngươi cũng tu luyện kiếm đạo. Tần Mục siết chặt hỗn độn kiếm trong tay, trên gương mặt nở một nụ cười. Trên cây thế giới phía sau lưng hắn, một đạo quả phát ra ánh sáng chói mắt, đó chính là đạo quả kiếm đạo. Mặc dù hắn chưa làm được đến bước hỗn độn thành đạo, thế nhưng kiếm đạo của hắn đã thành đạo trước một bước. Đạo quả kiếm đạo cộng hưởng với hỗn độn kiếm của hắn, giúp cho uy năng của thanh kiếm được đúc thành từ hỗn độn thạch này càng ngày càng mạnh mẽ. Sở dĩ ta lựa chọn tứ sư huynh là bởi vì tứ sư huynh yếu hơn tam sư huynh một chút. Có điều không phải thực lực của ngươi yếu hơn, mà là đạo tâm của ngươi yếu hơn. Tần Mục mỉm cười, đối mặt với Tam Sư Huynh, ta không có bất kỳ thủ đoạn nào để chiến thắng được hắn, thế nhưng khi đối mặt với Tứ Sư Huynh, ta lại có thể giành thắng lợi, đó là do ngươi chưa từng nhìn thấy thực lực chân chính của ta. Công tử Tử Tiêu rút kiếm, thanh kiếm đâm thủng không gian, kiếm thành đạo lập tức được hắn thi triển. Một đường kiếm quang phản chiếu trong đôi mắt của Tần Mục, uy năng của kiếm đạo khiến đồng tử của hắn co rút lại, không thấy được vật gì khác.
Kiếm thức 23, hắn, Khai Hoàng và Giang Bạch Khuê hoàn thiện kiếm đạo, suy luận đến kiếm thức 20, mà kiếm thức 20 chính là lĩnh vực kiếm đạo. Từ đó về sau, việc tiến cảnh của kiếm đạo dần chậm lại, người trong thiên hạ có thể lĩnh ngộ được đến kiếm thức 20 cực kỳ ít ỏi. Trong thời gian sau đó, Khai Hoàng Tần Nghiệp lại suy luận đến kiếm thức 21, trở thành cường giả cấp điện chủ, tu thành đại điện. Hắn suy luận ra kiếm thức 22, thậm chí là kiếm thức 23, thậm chí hắn còn có một suy luận kinh người, đó là kiếm thức 23 chính là kiếm thành đạo, hễ là người có thể luyện thành thì có khả năng dựa vào một chiêu này để làm được đến bước kiếm đạo thành đạo. Những cao thủ kiếm đạo mạnh nhất của Diên Khang như Tần Mục, Giang Bạch Khuê, Khai Hoàng Tần Nghiệp và trưởng thôn Tô Mạc Già tụ họp lại với nhau, định hoàn tất kiếm thức 22, thế nhưng từ đó đến nay mới chỉ hoàn thành được hơn một nửa. Còn về kiếm thức 23, đến cả cái bóng mà bọn họ cũng chưa sờ đến được. Không ngờ rằng, Tần Mục lại có thể nhìn thấy kiến thức 23 mà đám người Khai Hoàng Tần Nghiệp tha thiết ước mong ngay tại nơi này. Chẳng trách công tử Tử Tiêu lại thành đạo gian nan đến thế, buộc phải dựa vào Tử Tiêu chứng đạo khúc do thê tử sáng tác mới có thể thành đạo. Trong thời đại của hắn, có lẽ hắn là một cao thủ kiếm đạo vô cùng cuồng nhiệt, say mê kiếm pháp. Sau khi suy luận ra kiến thức 22, hắn dự định sáng tạo ra kiến thức 23, cuối cùng thành đạo. Đám người Tần Mục và Khai Hoàng dùng thời 3 tỷ năm rưỡi cũng không thể làm được việc này, thế nhưng hắn lại làm được. 7 vị công tử của Di La Cung, ai nấy đều độc nhất vô nhị. Công tử Tử Tiêu đạt được thành tựu mà ngay cả chủ nhân Di La Cung cũng không làm được, bởi vậy hắn còn được gọi là kiếm công tử. Ngay tại thời điểm nhìn thấy kiếm quang kia, bản thân Tần Mục đã trúng kiếm thành đạo của công tử Tử Tiêu, trên cơ thể xuất hiện từng vết máu loang lổ. Điểm khác biệt cơ bản nhất giữa kiếm đạo và những thần thông đại đạo khác nằm ở chỗ. Loại đại đạo này không tự nhiên sinh ra, cũng không phải là đại đạo tiên thiên. Mục đích khai sáng ra kiếm đạo chính là vì để giết chóc, dùng thời gian ngắn nhất, cách thức tiết kiệm sức lực nhất và nhanh gọn nhất để giết chết đối phương. Kiếm đạo của công tử Tử Tiêu cũng tuân theo điều này, hắn vừa ra tay đã sử dụng kiếm thành đạo, đánh Tần Mục bị thương trước tiên. Uy năng trong kiếm đạo của hắn không chỉ dừng lại ở đó, giữa người Tần Mục, máu tươi nở rộ, sau đó hóa thành từng thanh huyết kiếm đâm vào trong cơ thể Tần Mục. Cùng lúc đó, bên trong ngàn vạn dị vực Đại La Thiên, vô số kiếm quang trút xuống, tuôn ra khắp bốn phương tám hướng, xuyên qua cơ thể Tần Mục. Đáng lẽ Tần Mục có thể sử dụng kiếm đạo để quyết đấu với hắn, bởi lẽ trình độ trên phương diện kiếm đạo chỉ cần cao hơn một chút là có thể có được thế cục nghiền ép. Có điều kiếm đạo của Tần Mục không chỉ dừng lại ở việc kém hơn hắn một chút, thậm chí ngay cả kiếm chiêu của hỗn độn kiếm trong tay hắn còn chưa xuất ra đã trực tiếp bị số vô kiếm quang đâm vào trong cơ thể. Tần Mục nổ tung trong kiếm quang, cây thế giới phía sau lưng hắn cũng bị nghiền nát thành bột mịn, đạo quả vỡ nát, hỗn độn điện dưới chân cũng sụp đổ, không còn sót lại chút gì. Công tử Tử Tiêu thu kiếm lại, ánh mắt lạnh lẽo. Tần Mục thi triển kiếm đạo, song khoảng cách giữa Tần Mục với hắn quá lớn, cho nên Tần Mục chẳng khác nào một cái bia sống. Nếu như đổi thành thần thông đạo pháp khác, Tần Mục còn có sức chống lại hắn, thế nhưng hiện giờ chỉ còn nước mất mạng. Có điều hắn không cho rằng Tần Mục sẽ bị hắn giết chết như vậy. Sức tấn công của kiếm đạo đứng đầu thiên hạ, nhưng kiếm đạo cũng có một nhược điểm rất lớn, Tần Mục hoàn toàn sụp đổ, hóa thành một đám nguyên khí hỗn độn. Bên trong nguyên khí hỗn độn, một bóng người bước ra ngoài, giọng nói vọng tới, đó chính là sức tấn công quá mạnh, thế nhưng lại không cách nào phá hủy đại đạo trong tầng sâu hơn, ngay cả người cường đại như ngươi cũng phải đối mặt với tình cảnh khó khăn tương tự. Nhược điểm của kiếm đạo mà hắn nói đến đều được phản ánh trên người Khai Hoàng Tần Nghiệp, sau khi thành đạo, Khai Hoàng Tần Nghiệp rất khó giết chết đối thủ cùng cảnh giới như hắn hoặc thậm chí là thấp hơn một cảnh giới. Hiển nhiên là vì pháp lực của Khai Hoàng Tần Nghiệp là điểm yếu của nó, song nó cũng thể hiện ra điểm yếu của kiếm đạo. Kiếm đạo đi thẳng về thẳng, trực tiếp giết chết hoặc làm bị thương nguyên thần và nhục thân của kẻ địch, thậm chí còn hủy diệt thần tàn của đối phương một cách vô cùng nhẹ nhàng, bởi lẽ dù gì kiếm đạo trời sinh đã chiếm được ưu thế vô cùng sắc bén. Có điều khi đối mặt với các loại đạo pháp thần thông quỷ dị, sát thương đến từ kiếm đạo lại không đủ, nguyên do xuất phát từ nền tảng kiếm pháp của kiếm đạo. Với những loại đại khác, cho dù là loại đại đại bình thường nhất như địa thủy phong hỏa, mỗi một loại đại đạo đều có hàng trăm loại hoặc thậm chí là hàng ngàn loại phù văn cơ sở. Còn về đại đạo ngũ thái, biến hóa và chủng loại của phù văn cũng càng nhiều, càng thêm nhỏ bé hơn. Trong khi đó, kiếm đạo chỉ có 23 loại kiếm chiêu cơ sở, mà kiếm chiêu cơ sở chính là phù văn của kiếm đạo. 23 loại phù văn, khi đối mặt với kiếm đạo của đối phương, có đôi khi cũng chỉ đành lực bất tòng tâm. Chiến lực của Khai Hoàng Tần Nghiệp rất cao, thế nhưng không nhiều chiến tích, cho nên mới không hiểu được đạo lý này. Tần Mục sớm đã nhận ra được điều này, cho nên mới lựa chọn con đường thần thông lập đạo, dùng thần thông bổ sung cho con đường của kiếm đạo. Trong chiêu thức kiếm đạo của hắn, phần lớn đều là thần thông.
Công tử Tử Tiêu búng tay phủi kiếm, lạnh lùng nói, lão thất, ta biết về nhược điểm của kiếm đạo sớm hơn cả ngươi, cũng hiểu sâu hơn cả ngươi. Ken, tiếng kiếm vang lanh lảnh khiến Tần Mục biến sắc, cho nên ta dùng phù văn hồng mông để bù đắp lại yếu điểm này của kiếm đạo, nền tảng của một nhát kiếm của ta đều là phù văn hồng mông. Ta dung hợp kiếm đạo và đại đạo hồng mông của sư phụ lại với nhau, hóa thành kiếm đạo hồng mông. Công tử Tử Tiêu nheo mặt nhìn mũi kiếm của thanh kiếm. Mũi kiếm xuất hiện một điểm tử quang, thanh kiếm rung lên khiến tử quang kia cũng lơ lửng không cố định, xoẹt 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 xoẹt, vô số kiếm ý trong cơ thể Tần Mục bộc phát, xé tan cả người hắn. Công tử Tử Tiêu lạnh lùng nói, người trúng kiếm đạo hồng mông của ta, tất cả đại đạo bên trong cơ thể đều sẽ bị cắt thành mảnh nhỏ, cho dù ngươi sống lại thì cũng sẽ vẫn bị cắt nát một lần nữa. Tần Mục lại hóa thành một đám nguyên khí hỗn độn, đạo âm cuồn cuộn truyền ra khỏi hỗn độn, ta tu thành đạo thể hồng mông, nguyên thần hồng mông, luyện thành đại đạo quy khư, có được cây thế giới, bất tử bất diệt. Xoẹt, vô số kiếm quang hồng mông trong đám nguyên khí hỗn độn kia bắn ra khắp bốn phương tám hướng, cắt nát hắn một lần nữa. Công tử Tử Tiêu lắc đầu, nói, trúng kiếm của ta, ngươi vĩnh viễn chỉ có thể ở trong trạng thái này. Lão thất, đây là kiếm thành đạo của ta, có thể coi là kiếm thức thứ 36 của ta, mà bên trên đó còn có bốn kiếm thức nữa, tuy không giết được ngươi, nhưng ngươi cũng có thể làm gì được đây. Đạo thụ kiếm đạo, đạo hoa kiếm đạo, đạo quả kiếm đạo và kiếm thức thứ 40 đỉnh điểm chính là thứ mà ngay chủ nhân Di La Cung cũng không thể tu thành kiếm đạo thánh điện hay là kiếm đạo điện như của hắn. Chỉ riêng mỗi kiếm thành đạo mà Tần Mục đã không thể chống lại, đám nguyên khí hỗn độn kia không ngừng dao động, Tần Mục thử khôi phục lại nhục thân và nguyên thần hết lần này đến lần khác, thế nhưng cũng lại bị hủy diệt hết lần này đến lần khác. Ngươi và ta là đồng môn, nếu như ngươi làm được đến mức hỗn độn thành đạo, tu thành đại điện, vậy thì ta không thể làm gì được ngươi, thế nhưng ngươi vẫn chưa thật sự trở thành thất công tử. Công tử Tử Tiêu thu kiếm, xoay người rời đi, chưa trở thành công tử, ngươi không phải là đối thủ của ta, song trở thành công tử, ngươi sẽ chỉ có thể trơ mắt ngồi nhìn bọn ta quét sạch người thành đạo của Diên Khang, sau đó giáng xuống kỷ nguyên thứ 17. Lão thất, ngươi thua rồi. Hắn ngẩng đầu, nhìn về phía dòng sông hỗn độn phía bên ngoài Di La Cung, sau đó tái mét mặt mày. Tần Mục vẫn đang giãy giụa trong uy năng đến từ kiếm thành đạo của hắn, cứ hủy diệt rồi lại hồi sinh hết lần này tới lần khác, thế nhưng điều kỳ lạ chính là, dị tượng 16 dòng sông hỗn độn phong tỏa Di La Cung vẫn chưa hề có dấu hiệu dừng lại. Nếu như Tần Mục hoàn toàn bị nhốt trong kiếm chiêu kia của hắn, vậy thì khuynh hướng vận động hỗn loạn của đại kiếp hủy diệt trong 16 kỷ nguyên vũ trụ sẽ dừng lại, không còn phong tỏa như vậy nữa. Thế nhưng trận hỗn loạn này vẫn đang tiếp tục, có thể chứng minh cho một điều. Kiếm chiêu kia của hắn không thể hoàn toàn nhốt được Tần Mục vẫn còn dư sức. Công tử Tử Tiêu đột ngột xoay người lại, chỉ thấy đám nguyên khí hỗn độn kia đã không còn có bất cứ biến hóa gì nữa, mà đã ngừng lại. Bảy vị công tử của Di La Cung tưởng chừng đều có thành tựu của riêng mình, thế nhưng thật ra đều được xây dựng trên nền tảng phù văn hồng mông. Giọng nói của Tần Mục vọng ra từ đám nguyên khí hỗn độn kia, lý giải nông sâu về phù văn hồng mông và đạo lý hồng mông sẽ đại diện cho trình độ cao thấp của tu vi. Đạo hạnh của đại công tử Thái Thượng là thâm sâu nhất, nhị công tử Vô Cực cố gắng thoát khỏi hệ thống phù văn hồng mông, đi được xa nhất. Xét về đạo hạnh, quả thật ta không so được với các ngươi, thế nhưng ta mới là người duy nhất thoát ly hẳn khỏi hệ thống phù văn hồng mông. Công tử Tử Tiêu biến sắc, vung kiếm lên, từng đường kiếm quang trong vô số dị vực đại la thiên vù vù bay tới, đâm vào trong đám nguyên khí hỗn độn kia. Có điều từng đường kiếm quang đâm vào trong nguyên khí hỗn độn kia lại giống như một đi không trở lại. Đám nguyên khí hỗn độn kia dần dần tiêu tán, bóng dáng của Tần Mục ngày một rõ ràng. Sư phụ không đạt được thành tựu của bảy vị công tử, thế nhưng lĩnh ngộ của lão nhân gia hắn về đại đạo hồng mông lại ở trên chúng ta. Đây chính là nguyên nhân vì sao chúng ta không thể vượt qua hắn. Nhị công tử Vô Cực muốn bước ra khỏi cái bóng của hắn, lựa chọn con đường quy khư thành đạo, thế nhưng nền tảng quy khư thành đạo của nàng vẫn là phù văn hồng mông, song ta thì khác. Từ nền tảng phù văn hồng mông, ta phát triển ra phù văn hỗn độn, ta gọi loại phù văn hỗn độn này là. Bóng dáng của hắn xuất hiện, ngửa mặt nhìn kiếm thành đạo do công tử Tử Tiêu đâm tới. Tần Mục giơ tay lên, hai ngón tay kẹp lấy đường kiếm quang kia, trên gương mặt nở một nụ cười nguyên. Hai ngón tay của hắn kẹp lấy thanh kiếm của công tử Tử Tiêu, khiến tất cả biến hóa ẩn chứa trong thanh kiếm chợt dừng lại. Công tử Tử Tiêu lập tức rút kiếm lại, kiếm đạo thụ lại tấn công về phía Tần Mục. Nguyên là tên của phù văn hỗn độn, cây thế giới, sen quy khư và tổ đình mênh mông rộng lớn lại xuất hiện phía sau lưng Tần Mục. Tần Mục đưa tay lên, chỉ một ngón tay lên mũi kiếm đạo thụ, sau đó trầm giọng nói, phù văn hồng mông chỉ có một phù văn, sư phụ dùng nó để tạo ra vạn vật, thế nhưng nguyên thì khác, nguyên nằm giữa có và không, có thể là phù văn hồng mông,
cũng có thể hóa thành tất cả phù văn khác, mờ mịt, hỗn độn, không thể đoán trước. Trong tay hắn đột nhiên xuất hiện thêm một thanh hỗn độn kiếm, sau đó dùng Thiên Đô Khai Thiên Thiên nghênh đón kiếm đạo hoa của công tử Tử Tiêu. Hai thanh kiếm va chạm với nhau, hỗn độn kiếm nổ tung, kiếm quang của công tử Tử Tiêu xuyên qua cơ thể Tần Mục. Tần Mục làm như không cảm thấy gì, trong tay đột nhiên xuất hiện thêm một cây rìu hỗn độn, Thái Dịch Phạt Thụ được thi triển. Công tử Tử Tiêu hét lên, kiếm đạo quả chém về phía cây rìu hỗn độn. Bên trên Di La Cung, bóng dáng của hai người thoát ẩn thoát hiện, cuối cùng công tử Tử Tiêu cũng thi triển kiếm thức mạnh nhất của mình, kiếm đại điện, nghênh đón Tần Mục. Mặc dù hắn không tài nào lý giải được phù văn hỗn độn và đại đạo hỗn độn của Tần Mục, song xét trên phương diện tu vi, Tần Mục vẫn còn kém xa hắn. Vả lại mấu chốt hơn là, mặc dù Tần Mục có cái gọi là phù văn nguyên, thế nhưng thần thông vẫn không phải là thần thông hỗn độn, mà vẫn là thần thông trước giờ của hắn. Công tử Tử Tiêu đã suy nghĩ việc làm thế nào để phá giải thần thông của Tần Mục suốt 3 tỷ năm rưỡi, cho nên hiện giờ đối với hắn mà nói việc phá giải thần thông của Tần Mục dễ như trở bàn tay. Cùng lúc đó, công tử Lăng Tiêu đang lao nhanh trên sông hỗn độn đột nhiên biến sắc, phi thân nhảy lên, né tránh kiếm quang gần trong gang tấc bắn ra từ nguyên khí hỗn độn trên mặt sông. Thần thông kiếm đạo của lão tứ, hắn giật nảy mình, trên mặt sông mênh mông hỗn độn, vi năng kiếm đạo của tứ công tử Tử Tiêu đột nhiên lao vút ra khỏi màn sương mù. Công tử Lăng Tiêu biến sắc, vung cây thương lên, phá giải hết thức kiếm đạo này đến thức kiếm đạo khác, trong lòng như triểu nặng. Đây là thần thông hỗn độn đã giết chết Hạo Thiên Đế. Suy nghĩ của hắn hệt như một tấm gương sáng, hắn đã từng nghiên cứu về cái chết của Hạo Thiên Đế. Hạo Thiên Đế trúng nhát kiếm kia của Tần Mục, 93 năm sau bị vô số thần thông của Vô Nhai lão nhân giết chết, mà thần thông của Vô Nhai lão nhân lại tấn công về phía Tần Mục trong trận chiến Quy Khư, sau khi rơi vào 16 dòng sông hỗn độn bao quanh Tần Mục thì biến mất không còn tung tích. Đó là đầu tiên Tần Mục sử dụng thần thông hỗn độn. Hiện tại, thần thông của công tử Tử Tiêu đột ngột xuất hiện, chứng tỏ lúc này thần thông của công tử Tử Tiêu cũng bị Tần Mục lợi dụng, dùng để tấn công hắn. Lão tứ đang ở trong thần thông hỗn độn của Tần Mục, e rằng bản thân hắn còn không biết thần thông của mình bị lão thất lợi dụng. Ken 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 ken, cây thương như mưa ngăn cản từng chiêu đại thần thông kiếm đạo. Sắc mặt của công tử Lăng Tiêu càng ngày tối sầm lại, hắn đã cách Di La Cung rất gần rồi, thế nhưng lúc này đây lại bị uy năng kiếm đạo của công tử Tử Tiêu cản đường, khiến tốc độ của hắn chậm đi rõ rệt, mà thứ tự của 16 dòng sông hỗn độn lại không ngừng thay đổi, e rằng hắn sẽ lại cách Di La Cung càng ngày càng xa. Đạo tâm của lão tứ có khuyết điểm, bị lão thất lợi dụng mà không hay biết, hắn cố gắng khống chế uy lực cây thương của mình, cũng cố gắng không để bị Tần Mục lợi dụng để đối phó với công tử Tử Tiêu. Thế nhưng thực lực của hắn và công tử Tử Tiêu chênh nhau không nhiều, nếu như không thi triển toàn lực, rất có khả năng hắn sẽ bị thương dưới kiếm của Tử Tiêu. Cùng lúc đó, bên trong thành Ngọc Kinh, Tần Phượng Thanh khống chế lục đạo Thiên Luân, lập tức đánh vào rừng đạo thụ bên trong thành Ngọc Kinh. Lục đạo Thiên Luân được tạo thành bởi hỗn độn thạch điên cuồng chuyển động, nghiền qua rừng đạo thụ. Bên trên Thiên Luân, 3.000 người thành đạo của Diên Khang Đại khai sát giới. Thời điểm nghiền qua, lục đạo Thiên Luân không ngừng xoay tròn. Thần thông của 3.000 người thành đạo Diên Khang bên trên Thiên Luân trút xuống như mưa tên, trong chốc lát khiến người thành đạo của Di La Cung thương vong nặng nề. Từng gốc đạo thụ vỡ vụn trong ánh sáng của đạo pháp, có đạo quả vừa mới bay lên đã bị vạn kiếm đâm thủng, có người thành đạo còn chưa kịp phản ứng lại đã bị mấy chục loại thần thông đạo pháp đánh nát nhục thân, giết chết nguyên thần. Mà thần thông đánh về phía lục đạo Thiên Luân của bọn họ còn chưa tiếp cận được người thành đạo của Diên Khang bên trên Thiên Luân thì đã đột ngột mất đi uy năng. Cho dù là uy lực thần thông của Điện Chủ Di La Cung có thể xuyên qua lục đạo Thiên Luân, đã thương người thành đạo Diên Khang bên trên Thiên Luân, song khi Thiên Luân xoay một vòng, đạo thương của người thành đạo Diên Khang sẽ lập tức được chữa trị, giúp cho bọn họ khôi phục lại trạng thái đỉnh phong. Thiên Luân khổng lồ nghiền ép cũng là một loại công kích vô cùng đáng sợ. Mà điều đáng sợ hơn chính là, bên trong Thiên Luân phát ra sức mạnh đến từ đại đạo Luân Hồi. Dù rằng trên phương diện pháp lực, Tần Phượng Thanh khống chế Thiên Luân không bằng Tần Mục, thế nhưng lĩnh ngộ của hắn về đại đạo Luân Hồi lại cao hơn Tần Mục. Lục đạo Thiên Luân được hắn điều khiển, người thành đạo của Di La Cung chỉ cần tới gần là sẽ vô thức rơi vào trong Luân Hồi, bị Luân Hồi thay đổi nhục thân, thay đổi nguyên thần, thậm chí ngay cả thần thông đại đạo cũng sẽ bị thay đổi. Người thành đạo của Di La Cung tấn công từ bốn phương tám hướng, mà nhục thân do đại đạo luyện thành của rất nhiều người thành đạo ở khoảng cách gần bắt đầu thối rữa, đại đạo phân giải. Có người đánh tới bên cạnh lục đạo Thiên Luân đã biến thành một đống xương trắng. Thậm chí ngay cả đạo thụ cũng bắt đầu khô héo, đạo quả rơi rụng, không còn chút uy lực nào. Nếu như đây là lục đạo Thiên Luân do Tần Phượng Thanh khống chế thì sẽ không khủng bố đến như vậy. Đây là lục đạo Thiên Luân được Tần Mục luyện chế bằng hỗn độn thạch bên trong Quy Khư sau khi phá hủy Đại Uyên Quy Khư,
trải qua 3 tỷ năm rưỡi rèn luyện và tế luyện, uy lực đã mạnh tới mức gần như có thể sánh ngang với đạo binh của công tử. Đây là lý do vì sao công tử Lăng Tiêu và công tử Tử Tiêu muốn phá hủy lục đạo Thiên Luân ngay từ đầu. Không phá hủy lục đạo Thiên Luân, người thành đạo của Di La Cung rất khó giành được thắng lợi, thậm chí ngay cả việc giữ được tính mạng đã vô cùng gian nan. Đại đạo Luân Hồi là một loại đại đạo hoàn toàn mới, chưa từng có một ai khai sáng ra loại đại đạo này trong suốt 16 kỷ nguyên vũ trụ quá khứ. Đây là một trong những thành quả của biến pháp Diên Khang. Người duy nhất nắm giữ loại đại đạo này trong 16 kỷ nguyên vũ trụ quá khứ chính là Thất Công Tử Hỗn Độn. Có điều, Thất Công Tử Hỗn Độn đã dung hợp loại đại đạo không thể tưởng tượng được này với đại đạo hỗn độn, khiến nó càng thêm quỷ dị hơn. Cộng thêm việc Thất Công Tử hành sự thần bí, lý giải được loại đại đạo này trở thành một việc không có khả năng xảy ra. Số lượng người thành đạo của Thành Ngọc Kinh vô cùng đông đảo, điện chủ cũng có đến 56 vị. Mỗi một vị trong 56 vị điện chủ này đều là cường giả đạt được thành tựu chí cao trong một lĩnh vực nào đó. Tu vi của bọn họ không bằng công tử, song ai nấy đều có thành tựu riêng không thể coi thường. Chủ nhân Di La Cung và 7 vị công tử đều có bản lĩnh phi phàm, song bọn họ cũng không thể đạt được thành tựu như các điện chủ. Mà các loại thần thông đạo pháp của Di La Cung trước giờ chưa từng cấm người thành đạo học tập, bởi vậy mỗi một người thành đạo của Di La Cung đều có một thành tựu của riêng mình. Cho dù như vậy, khi đối mặt với lục đạo Thiên Luân, bọn họ vẫn không hề có chút sức lực chống cự nào. Phá hủy lục đạo Thiên Luân trước tiên, 56 vị điện chủ đồng thanh hét lớn một tiếng, 56 bảo điện bay lên không trung. Trong lúc phân giải, bảo điện đột nhiên hóa thành vô số đạo văn đạo liên, trên có trời xanh, dưới có mặt đất, hóa thành từng vùng La Thiên Thượng Cảnh của đại đạo. Đây chính là La Thiên Thượng Cảnh nằm ngoài hệ thống đạo thụ, thuộc về trọng thiên thứ 40 của đạo cảnh. Đại đạo của 56 vị điện chủ liên kết với nhau, cùng thôi thúc đại đạo của riêng mỗi người, hóa thành một đòn đánh kinh thiên động địa. Bọn họ có lòng tin mãnh liệt rằng, với nền tảng của Di La Cung, nền tảng của Diên Khang trong 3 tỷ năm rưỡi phát triển còn lâu mới sánh bằng. Dù rằng Diên Khang phát triển đến mức sinh ra các loại đại đạo kỳ lạ như đại đạo Luân Hồi, thế nhưng Di La Cung cũng đã từng đối mặt với vô số kẻ địch trong suốt 16 kỷ nguyên vũ trụ quá khứ, trong đó không thiếu mấy lão quái vật giống như Thành Thiên Đô, song kết quả vẫn bình an vô sự. Diên Khang cùng lắm chỉ là một trang sử trong lịch sử dài đằng đẵng của Di La Cung, dù rằng chói lọi, dù rằng viết nên một trang sử bất phàm, có điều vẫn khó lòng lay chuyển được Di La Cung. Di La hợp đạo, 56 vị điện chủ đồng thanh hét lớn, sức mạnh cuồn cuộn mênh mông bắn ra từ trong rừng đạo thụ. Đây là một loại kỹ năng hợp kích khác. Di La Tán Đạo là kỹ năng hợp kích do hai vị công tử sáng tạo ra để đối phó với thần thông công pháp của Tần Mục, có tính mục đích. Còn Di La Hợp Đạo lại là thần thông do Di La Cung sáng tạo ra nhắm vào những cường giả sánh ngang với công tử. Tuy rằng Di La Tán Đạo nhắm vào Tần Mục có sát thương mạnh hơn khi đối mặt với Tần Mục, song khi công kích những người khác thì lại không có hiệu quả như vậy. Di La Hợp Đạo lại là đại thần thông được sáng tạo ra dựa vào việc mô phỏng dị tượng khi chủ nhân Di La Cung hợp đạo, mặc dù uy lực không mạnh bằng Di La Tán Đạo, thế nhưng đạo vận lúc chủ nhân Di La Cung hợp đạo lại có tác dụng áp chế cực kỳ mạnh mẽ với tất cả loại thần thông đại đạo khác. Uy năng của Di La Hợp Đạo nhanh chóng bành trướng, trong mơ hồ, ngàn vạn đạo liên bên trong rừng đạo thụ hợp thành một ảo ảnh khổng lồ, ảo ảnh kia chậm rãi bay lên cao, đó chính là ảo ảnh của chủ nhân Di La Cung. Đạo pháp này vừa xuất hiện, 3.000 người thành đạo Diên Khang bên trên lục đạo Thiên Luân cùng có một loại cảm giác như muốn không người bái lạy, đại đạo của ai nấy đều như rung động, như muốn thần phục. Lúc này đây, ngay cả uy năng của lục đạo Thiên Luân cũng chợt giảm mạnh. 56 vị điện chủ đang muốn thôi thúc Di La hợp đạo, phá vỡ lục đạo Thiên Luân, giết chết 3.000 người thành đạo của Diên Khang, song uy lực của Di La hợp đạo lại đột ngột giảm sút. Mấy vị điện chủ hoảng loạn, không biết đã xảy ra chuyện gì. Một thứ sức mạnh kỳ lạ đang làm nhiễu loạn Di La hợp đạo. Mà thứ sức mạnh này lại đến từ một trong 56 người bọn họ, Nam Tương Nguyên Quân. Điện chủ Hoa Đô lập tức nắm bắt được nguồn gốc của thứ sức mạnh này, hắn không khỏi giận dữ, phẫn nộ hét lên một tiếng, bởi lẽ đúng vào lúc này, Nam Tương Nguyên Quân đang trút bỏ đại đạo của bản thân, phá hủy ý cảnh của Di La hợp đạo. Ảo ảnh của chủ nhân Di La cung do vô số đạo liên tạo thành vừa mới bay lên kia lập tức sụp đổ rồi vỡ vụn. Lục đạo Thiên Luân nghiền qua, lao về phía 56 vị điện chủ. Vô số thần thông đánh bay những vị điện chủ vô cùng cường đại kia, mà đám cường giả cấp điện chủ như Hư Sinh Hoa, Lam Ngự Điền và Khai Hoàng Tần Nghiệp lập tức tranh thủ cơ hội tung đòn trí mạng về phía từng vị điện chủ. Nam Tương Nguyên Quân vừa phá hủy Di La hợp đạo lập tức nhân lúc hỗn loạn mà xoay người rời đi, đáp lên lục đạo Thiên Luân. Chờ đợi đã lâu, Tần Phượng Thanh đang khống chế lục đạo Thiên Luân vương hai cánh tay ra, thi lễ với Nam Tương Nguyên Quân. Hắn nói, đệ đệ ta từng nói, Nam Tương Nguyên Quân nhất định sẽ ra tay tương trợ lúc nguy nan,
quả nhiên không phải là lời nói dối. Nam Tương Nguyên Quân đáp lễ, nói, không phải Nam Tương giúp Thất Công Tử, mà là giúp Di La Cung. Di La Cung của bây giờ đã không còn mang khí khái và phong thái của sư phụ khi còn tại thế, cũng xa rời lý tưởng của sư phụ. Chư vị cứ việc yên tâm, sau trận chiến này, dù thắng hay bại, Nam Tương cũng sẽ theo chân sư phụ, hóa bỏ đạo hạnh của mình, quay về với trời đất. Tần Phượng Thanh nói, Nguyên Quân có thể chuyển thế, Diên Khang tương lai cũng cần đến những người như Nguyên Quân. Trận thế của những vị điện chủ khác đều bị đánh cho tán loạn. Sau khi chiến đấu một phen, bọn họ khó khăn lắm mới thoát được sự nghiền ép của lục đạo Thiên Luân, song trong chốc lát ngắn ngủi này đã có đến 6 vị điện chủ mất mạng, cộng thêm việc Nam Tương phản bội, 56 vị điện chủ giờ chỉ còn lại 49 vị. Trải qua trận hỗn loạn này, số lượng người thành đạo thương vong cũng nhiều vô số kể. Mỗi người có một chí hướng riêng, không cần phải quở trách Nam Tương. Nàng lựa chọn một con đường khác, tất nhiên là có cái lý của nàng. Điện chủ Hoa Đô chặn những lời mắng mỏ của những điện chủ khác lại, nói, trận chiến giữa chúng ta với Thất Công Tử và Diên Khang là trận chiến giữa lý tưởng với nhau, không có đúng hay sai. 49 điện chủ chúng ta tiếp tục thi triển Di La Hợp Đạo thì vẫn có thể đánh một trận. Chỉ cần phá hủy lục đạo Thiên Luân thì vẫn còn phần thắng. 49 điện chủ không còn mắng mỏ Nam Tương Nguyên Quân nữa, mà lập tức thi triển thần thông Di La Hợp Đạo một lần nữa. Dù rằng thiếu mất 7 vị điện chủ, song uy lực của Di La Hợp Đạo vẫn vô cùng khủng bố. Dưới đòn đánh này, Tần Phượng Thanh nhất thời khó lòng khống chế được lục đạo Thiên Luân. Thiên Luân sụp đổ, lục đạo luân hồi khổng lồ hoặc là vỡ vụn, hoặc là chôn vùi, hoặc là lăn đi. Đám người Hư Sinh Hoa và Lam Ngự Điền lập tức ra tay, cứu lấy rất nhiều người thành đạo của Diên Khang, nhưng vẫn có không ít người trong đó bị đánh cho thịt nát xương tan. Thiên Luân khổng lồ lăn vào trong rừng đạo thụ cũng nghiền nát không ít người thành đạo không kịp né tránh của Di La Cung. Nhưng cho dù như vậy, số lượng người thành đạo của Di La Cung vẫn nhiều hơn hẳn Diên Khang, mà cường giả cấp điện chủ cũng vượt xa Diên Khang. Đám người Lam Ngự Điền và Hư Sinh Hoa cuốn mọi người lên, sau đó đáp xuống đất. Hư Sinh Hoa quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Hỗn Nguyên Đỉnh Tổ Đình đang tụ hợp lại bên trong Thành Ngọc Kinh. Quy năng của món trọng khí này hoàn toàn bị Thành Ngọc Kinh áp chế, không còn chút quy lực nào. Ngoại trừ lục đạo Thiên Luân ra, bọn họ chỉ có Hỗn Nguyên Đỉnh Tổ Đình có thể chống lại Di La Cung. Thế nhưng nếu như ngay cả Hỗn Nguyên Đỉnh cũng bị áp chế, vậy thì tình hình của bọn họ sẽ lập tức trở nên gay go hơn bao giờ hết. Đột nhiên, Nam Tương Nguyên Quân nói, Thành Ngọc Kinh chỉ là một món dị bảo trấn áp đại kiếp hủy diệt và đại kiếp sáng sinh, sẽ không chủ động tấn công, chẳng qua bởi vì uy lực của Hỗn Nguyên Đỉnh quá mạnh, cho nên mới bị hai vị công tử kích phát uy lực áp chế của Thành Ngọc Kinh. Nếu như rời khỏi Thành Ngọc Kinh, vậy thì các ngươi vẫn còn có sức để chiến đấu, bởi lẽ số người thành đạo và điện chủ còn lại không đủ để điều khiển Thành Ngọc Kinh. Nàng vừa dứt lời, Lam Ngự Điền và Hư Sinh Hoa lập tức rút lui, hai người bốn tay cùng đặt lên trên Hỗn Nguyên Đỉnh Tổ Đình. Vù, Hỗn Nguyên Đỉnh Tổ Đình nhanh chóng bay ra khỏi Thành Ngọc Kinh, Hư Sinh Hoa và Lam Ngự Điền lập tức vừa đánh vừa lùi, đồng thời cứu mọi người, lao ra ngoài Thành Ngọc Kinh. Dù gì Nam Tương Nguyên Quân cũng là điện chủ của Di La Cung, thực lực cường đại, cho nên nàng cũng nhân lúc hỗn loạn mà chạy ra khỏi Thành Ngọc Kinh, tụ họp với mọi người. Bên trong Thành Ngọc Kinh có các loại dị bảo, trong thành có một cái giếng do Đại Công Tử Thái Thượng luyện chế, tên là Thông Thiên, nối liền với vũ trụ quá khứ. Đại Công Tử nhân từ, định dùng cái giếng này để cứu vớt sinh linh của kỷ nguyên vũ trụ quá khứ. Nam Tương Nguyên Quân nhanh chóng nói, ngoài ra còn một dị bảo tên là Phi Yên, là bảo vật lúc nhị công tử hóa đạo luyện chế thành. Dị bảo của Tam Công Tử là Đại Ngục, hắn ghét ác như thù, cho nên dùng món bảo vật này để trấn áp kẻ địch. Dị bảo của Tứ Công Tử là Gương Hồi Quang, có thể nhiếp hồn. Nam Tương, Hoa Đô dẫn theo mọi người đánh ra ngoài thành, nghe vậy thì cao giọng nói, ngươi nhất định phải đẩy đồng môn như bọn ta vào chỗ chết sao? Dù rằng mỗi người một chí hướng, song ngươi cũng không thể không niệm tình đồng đạo trong quá khứ đúng không? Nam Tư Nguyên Quân nhìn về phía đám người Di La Cung đang lao tới, đó đều là những gương mặt quen thuộc, khiến nàng không khỏi thầm than thở một tiếng, nhưng nàng vẫn nói ra dị bảo của Ngũ Công Tử và Lục Công Tử một lượt. Tuy những dị bảo này không phải là đạo binh, thế nhưng uy lực cực kỳ mạnh mẽ, không thể không đề phòng. Bên trong thành còn có dị bảo của Thất Công Tử, được cất dưới bồ đoàn của chủ nhân Di La Cung, tìm được bảo vật này, các ngươi sẽ giành được phần thắng. Nàng đứng dậy, đáp xuống trước trận tuyến, thi lễ với đám người điện chủ Hoa Đô, sau đó nói, mặc dù ta đối địch với chư vị vì lý tưởng khác biệt, song ta cũng thật sự khó lòng qua được cửa ải này của đạo tâm, không nỡ xuống tay với chư vị, ta đã phản bội đồng môn, tất nhiên phải hóa đạo rồi ra đi. Kiếp sau, ta sẽ không còn nhận ra chư vị nữa. Nói xong, đại đạo của nàng tan rã, chỉ còn lại hồn phách, một vị điện chủ đang định ra tay hủy diệt hồn phách của nàng, trút bỏ mối hận trong lòng.
Hoa Đô ngăn hắn lại, lắc đầu nói, chỉ là tranh chấp lý tưởng, không phân chia đúng sai. Để nàng đi đi. U Thiên Tôn giơ tay lên, thu lấy hồn phách của Nam Tương, nói, Nam Tương đạo hữu, kiếp sau gặp lại. Dứt lời, một tia thần thông hộ tống hồn phách của nàng bay về phía chư thiên vạn giới. Sau khi rời khỏi thành Ngọc Kinh, uy lực của Hỗn Nguyên Đỉnh Tổ Đình lập tức bộc phát. Hỗn Nguyên Đỉnh đã trải qua sự tế luyện suốt 3 tỷ năm rưỡi của Tần Mục, vi năng uy lực thậm chí còn có thể đánh sập tường thành Ngọc Kinh. Chẳng qua bởi vì thành Ngọc Kinh là vật chất bất dịch thứ ba, cho nên mới vượt trên Hỗn Nguyên Đỉnh một bậc. Hiện tại không có sự trấn áp của thành Ngọc Kinh, uy lực của Hỗn Nguyên Đỉnh có thể nói là hủy thiên diệt địa. Cho dù là tất cả điện chủ và người thành đạo của Di La Cung liên thủ với nhau cũng khó lòng chống lại. Có điều, thời điểm uy năng của Hỗn Nguyên Đỉnh sắp bùng nổ, mấy vị điện chủ bên trong thành Ngọc Kinh lại khiêng một cái giếng cổ bay ra, thả rơi vào trong đỉnh từ bên trên. Cái giếng cổ này chính là thông thiên tỉnh của công tử Thái Thượng, là món bảo vật được Thái Thượng dùng để cứu vớt người thành đạo của kỷ nguyên vũ trụ quá khứ. Mấy vị điện chủ cắm mạnh thông thiên tỉnh vào trong Hỗn Nguyên Đỉnh tổ đình, khiến chiếc đỉnh này lập tức bị cái giếng cổ đâm thủng, uy năng tràn ra ngoài. Lam Ngự Điền, Hư Sinh Hoa và đám người thành đạo tu luyện hệ thống đạo cảnh tổ đình dốc hết sức mình, thôi thúc uy năng của các thánh địa bên trong tổ đình, đánh về phía thông thiên tỉnh, định phá hủy cái giếng cổ này. Thế nhưng cái giếng cổ này vô cùng kỳ lạ, bên trong nối liền với đại kiếp hủy diệt, tất cả uy năng của Hỗn Nguyên Đỉnh tổ đình đều bị nó cắn nuốt, không tác dụng được lên trên bề mặt một chút nào. Ta đi phá hủy cái giếng này. Khai Hoàng Tần Nghiệp rút kiếm, chém về phía cái giếng cổ, bên cạnh giếng cổ là mấy vị điện chủ đang thủ hộ, Tô Mạc Già, Tần Vũ và mười mấy người thành đạo của Diên Khang lo sợ Khai Hoàng Tần Nghiệp không địch lại, bèn vội vàng xông lên phía trước tương trợ. Đột nhiên, một dị bảo ánh tím vạn dặm bay ra khỏi thành Ngọc Kinh. Dị bảo này cũng được mấy vị điện chủ bảo vệ, đưa lên không trung của Hỗn Nguyên Đỉnh, Tinh Ngạn thấy vậy, bèn nhanh chóng dẫn theo mười mấy người thành đạo nghênh chiến. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.